Còn khi nào lên báo em nhé, nó chạy lên đây là sao báo đủ quen thôi. Hello mọi người ơi, vào xem like giùm em, chia sẻ like giùm em đi mấy chị yêu ơi. Rồi vào xem like, chia sẻ like giùm em nha mấy chế yêu ơi. Chia sẻ like giùm em đi nào mọi người. Chị nào đang xem cho em một chấm ha. Chị nào còn đơn ở đây thì vào xem nha mọi người. Để mai em đi đơn nha mọi người ơi. Còn đơn đây thì vào xem giúp em ha. Để mai em đi đơn nha mấy chế yêu ơi. Cho Ngọc Nguyễn này, Ngọc Nguyễn này phải Ngọc Nguyễn hồi sáng gọi không ta? Ngọc Nguyễn này phải Ngọc Nguyễn hồi sáng gọi không gì ta? Rồi nè, em chào chị Khuyên Tô nha. Rồi mọi người ơi, vào xem like, chia sẻ like giùm em nha mọi người. Chị nào còn đơn ở đây thì vào xem giùm em nha mọi người ơi. Rồi để hôm nay xem đi, rồi ngày mai em chốt đơn luôn ha mọi người ha. Vào xem chọn thêm cho đủ đơn, mai em chốt đơn luôn nha mọi người. Chị nào hả chưa bấm theo dõi nick Facebook của em, nhớ bấm theo dõi nick Facebook giùm em nha. Ngọc Nguyễn này phải Ngọc Nguyễn hồi sáng mới gọi không? Ngọc Nguyễn phải hồi sáng mới gọi không? Hồi sáng mới gọi chị á đúng không? Chị Nhung Phạm nè, Nhung Phạm này sao bữa nay em gọi chị không được vậy chị ơi? Em gọi chị sao chị không bắt máy vậy? Chị nào mà hôm nay không bắt máy, ngày mai nhớ bắt máy giùm em nha mọi người. Để em gọi em xác nhận đơn nha mọi người nha. Bắt máy được em mới đi đơn ha. Không bắt máy được là em không đi đơn đâu nha mọi người ơi. Nhắn tin cũng không thấy mấy chị trả lời luôn là cái đơn đó nó sẽ không có đi được đâu nha mấy chị yêu nha. Mấy chị có bận đi nữa thì em gọi, mấy chị không bắt máy nhưng mà em có nhắn tin nữa thì mấy chị nhớ trả lời giùm em nha mấy chị nha. Chứ không trả lời nữa là cái đơn đó nó sẽ không có đi được đâu. Là em không có dám gửi đâu, không có ai trả lời cho vốn gì hết trơn. Không có ai rep tin nhắn của em hết trơn là em sẽ không có đi đơn được đâu nha mấy chị yêu nha. Gửi hai bữa rồi chị Ngọc Nguyễn, gửi hai bữa rồi hả? Gọi hai bữa rồi hả? Gọi hai bữa rồi là gửi rồi rồi. Tại vì hồi sáng có một chị Ngọc Nguyễn nữa mới gọi luôn mà không biết phải chị không, không biết. Vậy là hồi sáng không phải chị đúng không? Hôm nay có áo tay ngắn không chị? À hôm nay có tay ngắn nha Hồng Lùng ơi. Hôm nay có tay ngắn đó. Nhưng mà hả, tay ngắn cũng đơn giản thôi à. Chứ nó không, cũng không có màu mè gì đâu. Tay ngắn cũng đơn giản thôi. Xíu vô coi chị đi ha. Hôm nay cũng có áo đó. Cũng có áo tay ngắn, cũng có áo tay dài luôn. Đang làm không nghe được. Đang làm không nghe được. Rồi em gửi hàng xuống rồi sao chị bưu điện gọi sao chị nghe được chị Nhung Phạm ơi. Em nhắn tin mà chị cô không trả lời luôn là cái đơn đó em sẽ không có đi được đâu á. Em gọi phải nhớ bắt máy giùm em nha. Tại vì hàng mà xuống dưới mà em gọi cho mấy chị không được á, mấy chị kêu em gửi đại. Hàng mà đi xuống dưới á, bưu tá gọi cho mấy chị để ra nhận hàng á, mà mấy chị không có bắt máy là bưu tá nó đâu có giao hàng được đâu. Nên là hả chị nào mà không nghe máy được lại em không có dám gửi đâu á. Hoặc là mấy chị phải nói như là có cách nào hay là sao sao á, đi ra nhận hàng á thì còn ok, chứ mà không có cái gì là em không có dám gửi hàng đâu á mọi người. Rồi mọi người ơi, chia sẻ like giùm em nha. Rồi em bắt đầu lên luôn ha, em lên đầm trước ha. Hôm nay cũng có một số mẫu đầm nè, rồi cũng có set bộ nè, rồi cũng có áo ha, áo tay ngắn, áo tay dài cũng có luôn nha mọi người nha.
Rồi ha, xe live stream giùm em nha mấy chị ơi. Rồi để em bắt đầu live luôn ha mọi người. Xe giùm em đi ạ. Em chào chị Dung Nguyễn nè. Nhớ là phải theo dõi kênh Facebook của em nha mọi người. Bấm theo dõi chế độ xem trước giúp em ha mọi người ha. Em chào Kim Chi luôn nha. Rồi em bắt đầu like cái đầm em mặc nha mấy chị yêu. Xe bài giùm em đi mấy chị ơi. Rồi ha. Mấy chị xem rõ không? Mấy chị có xem rõ không ạ? Xem rõ thì cho em một chấm chấm đi nè. Chào chị Ngọc Anh nè. Mấy chị nào xem rõ thì cho em một chấm nha mọi người nha. Rồi ha, em bắt đầu like cái đầm em mặc đây ạ. Đầm em mặc đây ạ. Cái chữ này là chữ theo nha mọi người. Cổ nó cổ lọ ha. Cái này cái cổ của nó cao vậy nè. Đó là tại vì em mặc không quen nên em bẻ xuống. Đó, cổ của nó là cổ cao nha mọi người nha. Đầm này 55 nghìn. Đầm này phơm 55 kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người nha. Em chào chị Binh Nguyễn nè. Chào chị Bảo Anh Trần Vinh luôn ha. Rồi ha mọi người, đây nè em đứng lên cho mấy chị coi cái đầm phơm đầm em mặc nha. Phơm đầm em mặc hết là 55 kg bao mặc hết luôn nha. 55 nghìn thôi, đợi một xíu ha. Nè, đó đẹp chưa? 55 nghìn một đầm em mặc nha mọi người. 55 kg bao mặc hết nha. Mọi mặc là màu đen, chất của nó là chất len nhẹ nha mấy chị yêu. Chất của nó là chất len nhẹ nha mọi người. Nè, chút len nè, len nhẹ nhàng thôi, cực kỳ đẹp luôn á, có đồ bộ nha, nhưng mà đợi xíu nha Thanh Trúc ơi, mới lên đầm này thôi, đồ bộ đợi em xíu nha. Rồi em đọc màu, em đọc cái màu đầm em mặc đây nè. Mọi mặc là màu đen nha, chữ này là chữ thêu nè, đây chữ này là chữ thêu nha mọi người. Mọi mặc là màu đen nè, màu đỏ nè, màu đen màu đỏ nha, màu bò, màu đen màu đỏ màu bò này, đây chữ thêu nè, mấy chị thấy không, chữ này chữ thêu ha, rất là đẹp nha mọi người nha. Trước đây à, chất len nha mọi người nha, chất len ha, len nhẹ nhàng thôi. Rồi màu đen nha, màu bò này, màu đỏ này, màu xám nè, đen bò đỏ xám ha, đen bò đỏ xám màu rêu nè, đen bò đỏ xám rêu ha. Mua cả đống chưa mặc hết mà bữa nào coi like cũng muốn mua. Để dành mặc tết luôn chị Trang Nông ơi, để dành mặc tết luôn chị ơi, còn có khoảng tầm 2 tháng nữa là tết rồi mọi người. 2 tháng hơn xíu là tết rồi, nên là từ bây giờ là mấy chị sắm đồ tết từ từ được rồi đó, chứ tới lúc mà đó tới đó mình sắm nó không kịp đâu. Bây giờ là thấy cái nào đẹp mình nhặt lên xíu vậy đó, rồi tết nó mới có nhiều đồ đẹp. Chứ mà mấy chị đợi tết mà mấy chị mua là nó không có đồ đẹp đâu, đồ đẹp ta mua hết trơn rồi. Rồi nha, đầm em mặc nha mọi người ơi, đầm em mặc là đầm cổ cao không mấy chị ha, tay dài, chứ là chút len nha mọi người, chứ là chút len nhẹ nha mọi nha, côn nè, chứ là chút len nhẹ thôi ha mấy chị ha, len vừa vải thôi, không dày lắm cũng không mỏng lắm nha mọi người nha. Rồi mọi mặt là màu đen chữ theo đây à, rất là dễ thương luôn, đơn giản ha mọi người. Nhưng mà cái đầm phơm này phơm tay dài body rất đẹp luôn nha mọi người nha. Mọi mặt là màu đen nè, màu đô nè, 55 nghìn thôi à chị Mỹ Quyền ơi, 55 nghìn một đầm em mặc thôi ha, màu đen màu đô nè. Đây cái chữ này là chữ theo nha mọi người nha, theo ha, không phải in cũng không phải dán đâu nha. Màu đen màu đô màu dương nha, màu đen màu đô màu dương nè, màu bò nè, đó đen đô dương bò nè, đỏ nha, đen đô dương bò đỏ nè, xám nè, đen đô dương bọ đỏ xám ha. Rồi màu rêu nha mọi người nha, màu rêu, đây màu rêu đây ạ. À, đây toàn bộ đều là chữ thêu hết nha mấy chị yêu nha. Đồ của chị toàn nhà, đồ của chị toàn nhà tươi rồi, giá rẻ mà đồ đẹp. Cảm ơn chị Trang Nông nha. Rồi nha mọi người, chị nào đang xem like chia sẻ giùm em like stream nha mấy chị yêu ơi, nhớ bấm theo dõi nick Facebook của em nha mọi người nha. Em chào chị Luân Nguyễn à, chào chị Ngọc Hà luôn nha. Chị nào lấy comment hàng kèm số điện thoại của em ha, ship hàng đến nhanh không chị? À, chị cậu hôm mong ơi, chị ở đâu vậy? Ship thì nói chung thì nó cũng cũng nhầm lúc thôi à. Em một màu đỏ nào, cái ý nùng nè, ý nùng màu đỏ cho số điện thoại nha, ý nùng ơi, ý nùng cho số điện thoại. Đầm này 65 kg không vừa đâu, hàng bên em bán không có 65 kg đâu nha chị, mấy chị ơi, bên em bán là 55 kg độ xuống mặt vừa thôi. Đây nha, đầm này phơm này đẹp lắm luôn đó, phơm này dài tới gối em nha. Em 55 kg, em cầm 1m62 nha mọi người. Chị yêu nào lấy comment màu kèm số điện thoại em nha. 40 kg có ôm không chị? Nói chung cái này là đầm body ý nùng mơ, nên là mặc cái 40 kg nó sẽ ôm theo cái body của mình ha. Body của mình tới đâu nó sẽ ôm theo cái, nó sẽ giãn theo cái body của mình nha, nên là mấy chị yên tâm ha, body là không sợ rộng đó, nên là yên tâm đi ha. Rồi ý nùng lấy đỏ này cho số điện thoại nha, ý nùng nha, ý nùng đỏ cho số điện thoại nè, ý nùng đỏ cho số điện thoại ha. Cái đầm này chỉ có 55 nghìn thôi, mấy chị lấy comment màu kèm số điện thoại em nha mọi người. Đó là bây giờ thấy cái nào đẹp là cứ mua từ từ đi. Trang Nông màu rêu nè, Trang Nông cho em số điện thoại lại nha Trang Nông ơi, Trang Nông rêu nè, cho em số điện thoại lại nha người đẹp, Trang Nông màu rêu nè ha. Rồi hết rêu nha. Dung Nguyên màu rút, màu rêu hả, còn màu rút là hết rêu rồi, em chốt chị màu rút nha Dung Nguyên ơi, Dung Nguyên nè, em chốt chị màu rút nha, Dung Nguyên màu rút nè,
55.000 một đầm thôi, mấy chị lấy comment màu kèm số điện thoại kế bên giùm em nha mọi người nha. Hết rêu hết rút nha. Hết rêu hết rút này, ý nùng có đỏ rồi nè. Rồi ha. Đây là chị Dung Nguyên, em mới đứng lên xong luôn á. Em chối chị màu rút rồi đó, màu rêu hết rồi nha chị ơi. Đây ha, đầm này dễ thương lắm mấy chị ơi. Chị ơi em 55 kg 1m50 vừa không hả? 50 kg 1m50. Ủa 55 kg 1m50 mặc vừa nhưng mà có thể là nó hơi ôm một xíu ha. Nếu mà thích ôm á thì hả mặc vừa cái đầm này ha. Đó rất là dễ thương luôn nha mọi người. Đầm này phơm nói chung là phơm co giãn rất là nhiều, 55 kg độ xuống mà ok hết nha mọi người. Đó đẹp lắm luôn. Quý công màu đỏ nè, ok nè. Quý công đỏ cho số điện thoại lại nha quý công ơi. Quý công đỏ cho số điện thoại lại nè, là hết đỏ luôn nha. Quý công đỏ nè. Quý công đỏ này cho số điện thoại lại luôn. Rồi đầm em mặc là màu đen nha. Chỉ còn cái nào lên em xem chọn luôn hai cái nha. Ok ha, từ từ nha, đang lên mà. Mới like thôi à nên là yên tâm, rất còn rất là nhiều mẫu luôn. Mọi mặc là màu đen nha, em còn màu đen màu xám nha mọi người. Màu đen màu xám màu bò nha mọi người. Màu đen màu xám màu bò màu dương ha. Đen xám bò dương nha mọi người nha. Đen xám bò dương đó, em có tổng cộng 4 màu thôi. Chị nào lấy comment giúp em luôn ạ. À. Rất là đẹp mấy chị yêu ơi. Đó, 55.000 một đầm thôi ha mọi người ha. Màu nào cũng đẹp hết á. Cái màu em mặc màu nào cũng đẹp hết á. Hương Phan màu đen nè, ok nè. Hương Phan trên số điện thoại nha Hương Phan nha. Hương Phan nè, trên số điện thoại đi chị yêu ơi. Mấy chị ơi, mấy chị lấy hàng comment màu kèm số điện thoại giùm em nha. Hương Phan màu đen nè. Nhớ là phải cho điện thoại chính xác một xíu nha mấy chị yêu ơi. Còn mấy chị cho em số điện thoại mà không có chính xác, em không biết kiếm mấy chị đâu ra luôn á. Cho em màu đỏ rồi, chốt cho quý con màu đỏ rồi mà. Rồi Hương Phan cho số điện thoại nè. 55.000 nha chị Thảo ơi. Mai Thị Bảo Ngọc nè, màu bò nè, ok nè. Mai Thị Bảo Ngọc màu bò nè. Mai Thị Bảo Ngọc nè. Mai Thị Bảo Ngọc bò nè, 55.000 một đầm thôi nha mấy chị. Chị nào lấy comment màu kèm số điện thoại em nha mấy chị nha. Mai Thị Bảo Ngọc màu bò nè, Bùi Hồng Nghi màu đen nè, ok nè. Bùi Hồng Nghi màu đen nè. Bùi Hồng Nghi màu đen nè, 55.000 nha. Em còn ha đen dương xám nha mọi người nha. Em còn đen dương xám nè. Hả? Bùi Hồng Nghi cho lại số điện thoại đi nha Bùi Hồng Nghi ơi. Bùi Hồng Nghi cho lại em lại số điện thoại. Không có đồ bầu chị Ngọc Hà ơi, ship nhiêu chị? Ship nhiều cái gì? Phí ship nhiều không? Ship hả? Nói chung là mấy chị mua bao nhiêu ship tỉnh là 35.000 nha mọi người. Bao nhiêu sản phẩm cũng ship có 35.000 thôi. Nên là mấy thí dụ mấy chị mua 2 sản phẩm cũng ship 35.000, 5 sản phẩm cũng ship 35.000 thôi nha mọi người nha. Ship Cà Mau 35.000 nha Ý Nùng ơi, ship tỉnh đồng giá 35.000 hết á. Thương Phan cho số điện thoại nè. Rồi ha, đây nè bé Chảnh, đầm là đẹp lắm bé Chảnh ơi. Em còn 3 màu nha. Màu đen, màu xám, màu dương như mọi người, đen xám dương ha. Đen xám dương 3 màu nha mấy chị yêu. Đó. Ship tỉnh đồng giá 35.000 mọi người, bao nhiêu sản phẩm cũng ship có 35.000 thôi. Nên là mấy chị yêu cố gắng mua giùm em hai sản phẩm cho lên nha mấy chị yêu ơi. Rồi ha mọi người. Đó, rất đẹp luôn ha mấy chị yêu ha. 55.000 một đầm thôi, mọi mặc màu đen đi ạ. Màu đen nè, đó, cái cổ này là cổ cao nha mọi người nha. Còn chị nào mà không thích cổ cao thì bẻ xuống giùm em. Cái gì? Chị nào không thích cổ cao thì bẻ xuống giùm em ha. Thị Hồng Cúc Quỳnh màu xám nè, ok nè. Thị Hồng Cúc Quỳnh cho em số điện thoại nè. Mấy chị nhớ bấm theo dõi cái nick Facebook của em nha mọi người ơi. Bấm theo dõi nick Facebook của em ha. Nhớ là phải chấm chấm tạo tương tác giùm em đi nha mọi người ơi. Thị Hồng Cúc Quỳnh nè. Ủa, Thị Hồng Cúc Quỳnh nè. Thị Hồng Cúc Quỳnh cho em số điện thoại nè. 55.000 thôi nha. Nhớ theo dõi Facebook của em nha mọi người. Nhớ bấm theo dõi chế độ xem chú giùm em để tạo tương tác với em nha mấy chị yêu. Hả? Số 5 bỏ ra. Số 5 bỏ ra hả? Rồi. Áo chị mặc cái này là cái đầm nha chị bé em ơi. Đầm em mặc là 55.000 một đầm nha. Em còn màu đen với màu dương thôi à. Em còn màu đen màu dương thôi. Ai lấy đen comment đen, ai lấy dương comment dương giùm em ha mọi người ha. Hai đen một dương thôi là hết. Nhớ bấm theo dõi Facebook của em nha mọi người, chia sẻ đi mọi người. Chia sẻ để tạo tương tác với em nha mấy chị ơi, để không có bị ẩn comment nha mọi người nha. Ê, body cổ cao thì nó chắc không có nó đâu, nó có màu khác nha người đẹp. Bé Chảnh màu đen nè. Bé Chảnh màu đen cho số điện thoại nha bé Chảnh. Bé Chảnh cho số điện thoại nha. Rồi em còn một đen một dương thôi là hết rồi mọi người. Em còn một đen một dương thôi. Có chân váy kiểu gì không? Có nha. Hả? Thi Hồng Cúc Quỳnh lấy cho em số điện thoại này. Em còn một đen một dương thôi là hết rồi mấy chị. Em còn một đen một dương thôi là hết nha. Đầm em mặc này phơm dài ha mọi người. Body phơm dài nha mấy chị ha. Ai lấy comment giúp em luôn à. Màu đen màu dương là hết nha. Đầm sơ mi em hết rồi chị ơi. Thị Hồng Cúc Quỳnh lấy cho em số điện thoại nha chị ơi. Đây em còn một đen một dương thôi là hết. Chị nào lấy đen comment đen, ai lấy dương comment dương giùm em luôn ạ. Lấy hàng comment màu kèm số điện thoại em. Em nhận được đồ rồi, đẹp lắm. Cảm ơn bên Nguyễn nha. Thị Hồng Cúc Quỳnh lấy cho em số điện thoại này mấy chị, lấy hàng chắc lấy hàng comment cho em số điện thoại nha mấy chị yêu nha.
comment màu kèm số điện thoại kế bên giùm em luôn mọi người ơi. Rồi em còn một đen một dương thôi là hết. Đây màu này là màu dương này, chữ này chữ thêu nha mọi người. Cái nguyên cái bảng chữ này đều thành thêu hết nha, cổ cao nha mấy chị. Chất len nhẹ ha mấy chị ha. Rồi ai lấy comment giúp em màu đen với màu dương luôn, còn đúng hai cái thôi là hết rồi mấy chị ơi. Còn đúng hai cái thôi là hết rồi nha mọi người nha. Sơ mi đuôi cá hả? Không có. Ủa. Có cái mẫu này này không biết có đuôi cá không, đợi em xíu đi. Không biết có đuôi cá không nha, có mẫu này nhưng mà không biết có đuôi cá không. Rồi em còn một đen một dương là hết nha. Ai lấy comment giúp em luôn, em qua mẫu nha mọi người. Một đen một dương thôi là hết rồi nha mấy chế nha. Chế nào lấy comment màu kèm số điện thoại giùm em luôn ạ. À. Nhớ là bấm theo dõi lấy Facebook của em nha mọi người. Rồi em còn một đen một dương là hết nha, qua mẫu nha mấy chịu. Bé em đen ok bé em nè. Rồi còn một dương thôi. Đầm em mặc một cái 55.000 nha Nguyễn Phương Hà ơi. Em còn đúng một cái màu dương thôi nha mọi người. Bé em màu đen luôn là hết đen nè. Bé em cho số điện thoại nha bé em nha. Bé em cho em số điện thoại luôn. Rồi em còn một cái màu dương thôi. Đầm này đầm cổ cao, chất len nhẹ nha mấy chị ơi. Chất len nhẹ ha mọi người ha. Len thun nhẹ nhàng thôi, không dày lắm cũng không mỏng lắm ha. Rồi em còn một cái màu dương duy nhất là hết nha mọi người. Em còn đúng một cái dương duy nhất là hết. Ai lấy dương comment giùm em màu dương luôn. Em qua mẫu đây à. Qua mẫu nha mọi người ơi, qua đầm caro ha mấy chị luôn ha. Qua đầm caro nè. Đầm caro này hơi bị đẹp luôn nha mọi người nha. Mỗi mẫu nó chỉ có một hai cái thôi nên là chế nào lấy đi comment nhanh tay giùm em nha mọi người. Ui đầm yếm nha mấy chị ơi, đầm yếm nha mấy chị. Đầm này đầm yếm nha mọi người. Bé em lấy cho số điện thoại nha bé em nha. Qua mẫu đây nha mọi người. Qua đầm này cũng tay dài luôn nhưng mà nó là đầm yếm nha mọi người. Đầm yếm dễ thương lắm luôn, nó có rất là nhiều màu ha mấy chị ha. Có nhiều màu lắm luôn. Đây nè. Đẹp lắm, cái đầm form đầm này cũng 55kg độ xuống mà ok hết nha mấy chị. Form đầm này cũng 55kg độ xuống mà ok hết nha mọi người. Hơi bị xinh luôn ạ, à, đẹp lắm nha. Mấy chị nhớ bấm theo dõi nick Facebook của em nha mấy chị yêu ơi. Theo dõi nick Facebook giùm em đi ạ. Bấm theo dõi ở chế độ xem trước giùm em nha mọi người nha. Trời ơi quá xinh luôn, quá xuất sắc. Quá xuất sắc luôn mọi người. Rồi nha, cái đầm em mặc đây ạ. À. Đây ha mọi người, đầm em mặc nha mọi người. Đầm em mặc cũng 50 đây. Đó, 55kg độ xuống mà ok luôn nha. Đầm này 60.000 nha mọi người. Đầm này 60.000 ha, 55kg độ xuống mà ok hết nha. Màu em mặc là màu xám. Cái này là yếm nha mấy chị yêu ơi, yếm là áo bên trong cũng là áo len luôn. Cái chất bên ngoài là caro mà caro thun dày dặn lắm luôn á. Rồi, màu em mặc là màu xám nha mọi người, em đọc màu nha. Màu xám này, màu đen. Màu xám, màu đen, màu đô nha. Màu xám, màu đen, màu đô đi ạ. À. Xám đen đô. Xám đen đô nha mọi người nha. Xám đen đô, ai lấy xám đen đô comment xám đen đô giùm em nha mấy chị yêu. 60.000 một đầm em mặc 55kg độ xuống là ok hết nha mọi người. Chị nào lấy comment giúp em luôn ạ. À. Xám đen đô mấy chị lấy màu gì comment em cái màu đi mọi người. Màu xám, màu đen hoặc màu đô nha mấy chị nha. Xám đen hoặc đô nha, màu em mặc là màu xám nha mấy chị ơi. Cái dây này là dây da nha mọi người nha. Dây da nè, đó. Trúc Linh này kêu cọc không chịu cọc nha. Trúc Linh nè. Xám đen đô nha mọi người nha. Ngọc Anh, Ngọc Nguyễn Thị ơi, chị lấy caro màu gì vậy chị ơi? Màu em mặc là màu xám nha chị ơi. Màu em mặc là màu xám nè. Rồi màu đô nè ha. Rồi màu đen nè, màu xám, màu đô, màu đen nè. Nó cũng y hệt vậy luôn, đúng rồi, kèm áo ha. Nguyên một xé là 60.000 ha, kèm áo luôn. Đen đây, đen đen nè, đen đẹp lắm. Bung ra tại nó cặp quá nên là bung ra nó hơi bị mệt á. Nguyên Lê màu đô nè, ok nè. Nguyên Lê cho số điện thoại nè. 60.000 một đầm thôi, chế nó lấy comment giúp em đi ạ. À. 60k vải đẹp lắm nha. Nguyên Lê màu đô cho em số điện thoại nha. Dung Nguyên màu xám nè, ok nè. Dung Nguyên màu xám nè, Dung Nguyên này có đơn phải không? Dung Nguyên xám này 60.000 nha, 55kg bao mặt hết nha mọi người. Dung Nguyên xám nè, chế nào lấy comment màu kèm số điện thoại em nha mấy chị yêu nha. Quần beo sâu em xem với giá bao nhiêu, cái đó nguyên một set đó bé em ơi, nguyên một set đó là 65.000 nha bé em nha. À, anh Ngọc Nguyễn Thị màu đô nè, anh Ngọc Nguyễn Thị cho số điện thoại nè. Anh Ngọc Nguyễn Thị cho số điện thoại nha, anh Ngọc Nguyễn Thị ơi. Mấy chị lấy hàng comment màu kèm số điện thoại em ha mấy chị yêu ha. Anh Ngọc Nguyễn Thị màu đô nè. Màu em mặc là màu xám nha mọi người. Màu em mặc là màu xám nha. Anh Ngọc Nguyễn Thị lấy comment số điện thoại cho số điện thoại giùm em ha. Dung Nguyên có xám rồi, Dung Nguyên ơi, Dung Nguyên có xám rồi. Rồi ha mọi người, màu xám, màu đen ha, còn xám với đen thôi. Còn xám với đen thôi. À, lấy xám đen comment xám đen giùm em, ship tỉnh đồng giá 35.000 nha mọi người.
ship tỉnh đồng giá 35.000, bao nhiêu sản phẩm cũng ship có 35.000 thôi nha. Cho em lại số điện thoại đi Quyên Lê ơi, để không có bị lộn hàng nha chị Quyên Lê nha. Anh Ngọc Nguyễn Thị em chốt chị một đô rồi, cho em số điện thoại luôn nha chị Anh Ngọc Nguyễn Thị nha. Rồi em còn một xám với lại ấy lộn, em còn một xám với lại màu đen thôi nè. Xám với đen nha, xám đen, ai lấy xám đen comment xám đen giùm em nha mọi người, đẹp lắm mấy chị ơi. Thiệt á. Trời ơi, nói chung là màu nào cũng đẹp hết, tùy mấy chị thích màu gì thôi, vậy là di da luôn nha mọi người. Có co giãn chứ chị, yếm này có co giãn ha. Cái chất này, cái chất yếm cũng co giãn, mà cái chất áo len bên trong nó cũng co giãn luôn ha. Đây ha mọi người, em chỉ vô lên cho mấy chị coi thôi đây nè. Đó, cái nào cũng mặc thử là mất thời gian dữ lắm mấy chị. Cái nào cũng thử là mất thời gian dữ lắm nha. Chị nào lấy cho em số điện thoại, anh Ngọc Nguyễn thì lấy cho em số điện thoại đi nha. Em chào chị Mỹ Lai nè, rồi màu đen đây à, đỏ nó cưng chưa à? Quá đẹp luôn, dây da nha mọi người ơi, dây da ha, có tăng đơ luôn, rất là xinh đây. Đó, có tăng đơ luôn ha, chế nào mà cái này rộng thì thắt lại, dài thì rút lên. Đó, rồi ai lấy comment giúp em luôn ạ, màu đen với màu đô hai màu thôi. 60.000 một cái yếm em mặc nha chị yêu ơi. 60.000 một yếm em mặc nha, em có màu xám với màu đen hai màu, xám đen hai màu. Ai lấy xám comment xám, ai lấy đen comment đen giùm em mua đi ạ, xám đen ha mọi người. Đó, dễ thương lắm mấy chị ơi, thương lắm luôn. Em nick Facebook Ngọc Nguyên đó. Anh Ngọc Nguyễn Thị. Ngọc Nguyên hồi sáng em gọi hả? Phải không? Phải hồi sáng em gọi không? Nãy giờ 2-3 người Ngọc Nguyên luôn, biết Ngọc Nguyên nào nữa trời. Phải hồi sáng em gọi chị không? Cho em lại số điện thoại đi chị. Cho lại cái số điện thoại đi là chắc chắn không có lộn hàng nè. Chứ mấy chị không cho số điện thoại là nhiều chị ở tên trùng lắm. Nên là nhiều lúc đó em cho em gộp đơn nó dễ bị lộn hàng lắm chứ ơi. Cho Nguyên Lê này, cho em lại số điện thoại luôn Nguyên Lê ơi. Rồi đầm em mặc là màu xám nha. Bầu mặc được mà. Cái đầm này bầu bon chen được luôn ha. Đó, đầm này nói chung là bầu là ok, bon chen được luôn. Rồi nha, 55kg bao mặc hết. Cái đầm này đồng phun rộng ha mọi người. Cái dây này là dây da nha. Nhìn đẹp lắm luôn, nhìn rất là xinh. Y hệt như hàng xịn nè. Màu xám với màu đen hai màu. Ai lấy xám comment xám, ai lấy đen comment đen giùm em luôn nha mọi người. Bao đẹp mấy chị yêu ơi, đen chỉ còn có hai cái thôi đó. Chế nào lấy chốt nhanh giùm em đi. Cho em lại số điện thoại anh Ngọc Nguyễn Thị. Hoàng Tam màu xám nè, ok nè. Hoàng Tam màu xám nè. Hoàng Tam xám nè, máy chế có đơn ở đây cũng vậy, chưa có đơn cũng vậy, đều cho em lại số điện thoại hết đi nha, để không bị lộn hàng nha mấy chị yêu ơi. Hoàng Tam màu xám nè. Rồi Cara Trang màu đen nè, Cara Trang cho số điện thoại nè, Cara Trang ơi. Cara Trang cho em số điện thoại nha, 60.000 một yếm thôi nha. Lan Lan màu xám ok nè. Lan Lan màu xám nè. Lan Lan màu xám nè. 60k nè, Thanh Vinh nè. Thanh Vinh cho em số điện thoại luôn nè, Thanh Vinh. Thanh Vinh cho em số điện thoại luôn nha, Thanh Vinh ơi, Thanh Vinh nè. Thanh Vinh cho em số điện thoại luôn. Nói chung á mấy chị ơi, cái đầm này đầm phơm rộng, mấy chị cứ nhắm giùm em đi, chứ em lại không bán đồ bầu ha. Mấy chị cứ thấy cái nào mà rộng rộng mấy chị về mua về mặc bầu thôi. Chứ thật sự là em không bán đồ bầu ha. Em thấy là rộng nên là thấy bầu bon chen được thôi, chứ thật sự là em không phải bán đồ bầu đâu nha mấy chị yêu nha. Rồi Thanh Vinh nè, lấy cho số điện thoại nè. 58kg không vừa đâu nha. Có zoom lỡ tay liền không? Không có zoom chị ơi. Rồi em còn một xám hai đen thôi là hết nha mọi người. Em còn một xám hai đen thôi là hết nha. Thanh Vinh với Cara Trang lấy thì cho xin số điện thoại nha. 60 có cả áo phải không em? Đúng rồi chị. Lấy này là nguyên một set hả chị yêu ha. Cái áo bên trong với cái yếm bên ngoài là 60.000 ha mọi người. Rất là rẻ, tính ra một món nó chỉ có 30k thôi. Mấy chị mua cái này mấy chị vẫn lợi hơn là mấy chị mua lẻ ha. Rồi đây nha mọi người ơi, phi khởi nè, đây nè. Đó, rồi Cara Trang có lấy thì cho xin số điện thoại luôn nha mọi người. Mấy chị lấy hàng comment màu kèm số điện thoại kế bên đi mấy chị ơi, để em chốt hàng cho nó nhanh nha mấy chị ơi. Chứ nội mà hả xin điện thoại của mấy chị không là mất thời gian dữ lắm luôn á. Rồi ha, em còn một hai đen một xám thôi là hết. Hai đen một xám thôi là hết nha mọi người. 60.000 một cái yếm em mặc nha mọi người. Luôn áo luôn, đầm yếm bên trong luôn. Heo ngố màu xám này, heo ngố cho số điện thoại nha, heo ngố nha. Heo ngố màu xám cho em số điện thoại luôn. Rồi heo ngố xám cho số điện thoại luôn nè. Còn màu đen thôi nha, heo ngố xám là hết xám luôn. Heo ngố cho số điện thoại nha, còn màu đen thôi nha mấy chị yêu nha. Còn màu đen, ai lấy màu đen chốt giùm em màu đen luôn ạ. Còn màu đen nha mọi người, màu đen cũng rất là đẹp mấy chị ơi, màu nào cũng đẹp hết á. 42kg ok mà chị Mỹ Duyên, tại vì cái này đầm phơm rộng hả chị hả? Mà phơm rộng rộng giùm em nha chị Mỹ Duyên nha. Đó, xinh lắm luôn. Đây nè, màu đen đây. Đó, ai lấy màu đen chốt màu đen giùm em luôn đi ạ. Màu đen nha mọi người nha, màu đen đó. Xin cho còn đúng hai cái đen thôi là hết rồi. Còn đúng hai cái màu đen thôi là hết rồi. Nói chung là chất vải bao đẹp nha mọi người nha. Còn màu xám như bạn mặc không hết rồi chị Lì Liễu ơi, em còn màu đen thôi ha. Em còn một cái nè, đen áo xám này với lại đen áo sữa. Đây, đen áo xám với đen áo nâu nha mọi người nha. Cái này ai lấy đen áo nâu comment đen áo nâu. Ai lấy đen áo xám comment đen áo xám, nhưng em còn đúng hai cái 60.000, chất vải bao đẹp luôn á chị yêu nha.
Đây nè, chiếc áo bên trong là chiếc len ha. Còn cái chiếc bên ngoài nó cũng là thun luôn mọi người. Thun con này rất là nhiều nhưng mà mịn lắm mấy chị ơi. Rất là mịn luôn nha mọi người nha. Có tăng đơ cho mấy chị luôn. Chị nào mà cảm thấy mà cái này dài quá thì rút lên giùm em. Đó, rút lên giùm em ha mọi người ha. Rất là đẹp, dây là dây da luôn nha mọi người. 60.000 thôi à, tội gì không mua mấy chị ơi, đẹp lắm luôn. Đó, mấy chị mua cái này là nói chung là rất là lợi hơn là mấy chị mua lẻ bên ngoài. Tại vì bình thường em bán một cái áo không đã 50.000 rồi. Đó, còn mấy chị nguyên một xé này chỉ có 60.000 thôi, tính ra một món có 30k thôi à. Đẹp lắm luôn ha. Rồi em còn một xám áo nâu với lại một ấy lộn, một đen áo nâu với lại một đen áo xám là hết. Ai lấy comment giúp em luôn nha, em qua mẫu nha mọi người. Một đen áo xám, một đen áo nâu là hết nha mấy chị yêu nha. Chị yêu nào lấy comment giúp em luôn nha mọi người. Em qua mẫu nha mọi người, qua mẫu luôn. Chế nào lấy thì chốt nhanh giùm em thôi mấy chế ha. Rất là đẹp, rất là dễ thương luôn mọi người, 60.000 thôi. Bao xuất sắc luôn, qua mẫu đây. Qua mẫu nha mọi người nha, qua mẫu luôn. Chế yêu nào lấy comment giùm em nha mọi người. Có lẻ không đây này, có lẻ nha, chuẩn bị lên áo lẻ đây à. Chia sẻ bài em đi mọi người, em lên áo lẻ chân váy da nha mọi người nha. Lên áo lẻ chân váy da luôn nha mọi người. Rất là đẹp luôn mấy chị yêu nha, trời ơi bao xuất sắc luôn á. Cái yếm em mặc là coi như là khỏi khỏi chê ha. Rồi em lên áo lễ chân váy da nha mấy chị yêu nha. Trời ơi bao bao sang bao đẹp luôn nè. Rồi qua mẫu đây. Qua áo tay dài nha mọi người ơi, áo tay dài đây ha mấy chị ha. Có gì inbox nha, có gì inbox nha là sao. Một xám hết xám rồi Nguyễn. Còn đen thôi nha Nguyễn Thị Linh ơi, em còn màu đen thôi, em chốt chị màu đen nha Nguyễn Thị Linh nha. Còn đen thôi, chốt chị màu đen nha, hết xám rồi. Rồi em còn một cái đen thôi, ai lấy đen nữa không? Nguyễn Thùy Linh nè, Nguyễn Thùy Linh nè. Em chốt chị nè, Nguyễn Thùy Linh màu đen nè ha. Rồi em còn một cái đen mặc thôi nha mấy chị nha. Không chân váy da. Rồi, Nguyễn Thùy Linh nè, em chốt chị một cái màu đen em mặc nha. Rồi qua mẫu nha mọi người. Qua mẫu nha, qua áo chân váy da nha mấy chị nha. Chân váy da cũng có 50k, áo chỉ có 50k thôi mọi người. Chân váy da 50k, áo 50k thôi mọi người ha. Rất là đẹp luôn á, bao xuất sắc. Chân váy này nha mấy chị ơi, chân váy này thì có 3 size nha, S, M, L, XL nha mọi người. S, M, L, XL giùm em, S dưới 43kg nha mọi người nha. L từ 40 nha. Ủa, M từ 43 tới 46 ha. Còn L từ 46 tới là 50kg, XL từ 50kg tới 53kg giùm em nha mọi người nha. Đó, chế nào mà nằm trong khoảng nào thì mấy chị lấy giùm em đi. Bình thường mấy chế mặc size gì mấy chế nhích lên một size giùm em nha mấy chị yêu nha. Bình thường mặc size gì thì nhích lên một size giùm em. Chốt cho chị rồi nha, Cara Trang nha. Mấy chế lấy bữa nào thì chốt em cái đó nha mấy chị yêu nhơi. Chứ đừng có mà đợi xem like rồi cái rồi thấy mẫu này đẹp cái bỏ cái kia là chết em luôn, trong khi đó hàng người ta không có mà lấy. Nên là lấy cái nào là lấy chắc giùm em nha mọi người, đừng xả giùm em thôi mấy chị ha. Rồi đây à, rất là đẹp. Áo này tầm 52kg độ xuống là ok nha mọi người. Chân váy nè 52-53kg độ xuống là ok ha mấy chị yêu ha. Đó, chân váy da em mặc 50.000 thôi. Rất là đẹp luôn, cái này chữ thêu nè. Đó, cái gì chữ gơ gì nè, gơ boy gì nè, gơ bot nè, gơ bot nha mọi người, mặc là màu bò đây. Chân váy đẹp lắm ha mấy chị. Rất là xinh luôn nha, S, M, L, XL. Ai lấy size gì chốt giùm em size đó luôn nha mọi người. S, M, L, XL ha mấy chịu ha. Rồi em đọc màu áo đây ạ. Áo em mặc 50.000 thôi, chất thun rất là đẹp luôn nha mọi người. Thun rưng, thun gân ha mấy chịu ha. Mọi mặc là màu bò nè, màu bò màu đen. 50.000 áo thôi, màu bò màu đen, màu đô nè, màu ngói nè, màu trắng nè. Rồi màu hồng nha mọi người. À màu đỏ nha, màu đỏ, màu hồng nhưng mà màu đỏ, màu hồng, màu hồng. Rồi màu tím nha mọi người nha, màu tím ha, rồi màu xám. Rồi ai lấy màu gì comment giùm em màu đỏ luôn nha mọi người. Màu em mặc là màu bò nha, màu em mặc là màu bò nha, bò này có một cái màu thôi. Ủa cái này là bò nhạt á. Một váy M, một váy L, ok chị Ngọc Tuyền nè, 1M, 1L nè. Ngọc Tuyền 1M, 1L nè, đây Ngọc Tuyền nè. Ngọc Tuyền cho em số điện thoại là nha Ngọc Tuyền ơi. Tí nữa lên xếp váy chị lựa tiếp, chị không thích chưa váy. Vậy chị đợi em xíu đi nha Lan Lan. Rồi ai lấy áo mặc thì chối men nha mọi người. Áo này tầm 52-53kg độ xuống mặt ok nha. Nói chung áo này form đẹp lắm mấy chị yêu ơi, rất là đẹp luôn á. Có mất ship chứ chị ơi, ship về đại từ bao nhiêu vậy? Ship tỉnh là đồng giá 35.000 hả nha mấy chị yêu ơi. Chân váy này 50.000 thôi, chia đi Nguyễn ơi. À heo nguyên màu đô nè, ok nè, heo nguyên màu đô nè.
hết đỏ đô rồi, heo nguyên màu đô này, heo nguyên cho chị xin lại số điện thoại 50.000 thôi nha mọi người, đẹp lắm luôn á. Quần da có chút xíu thôi, lên quần da luôn nha, chân váy 50.000 thôi. Áo lẻ tay, tay này tay dài chị ơi, Tuyền Lê áo lẻ tay dài nha, áo lẻ tay ngắn cũng có luôn. Đợi em xíu đi cho em lấy màu đỏ đô hết rồi nha, hết đỏ đô rồi, hết đỏ đô rồi. Chân váy L và áo tím ok chị nè, áo tím cho Messenger Việt Nam nè. Mai em gọi nhớ bắt máy giùm em nha Messenger Việt Nam ơi, mai gọi nhớ bắt máy giùm em nha. Áo này hả, để xíu em coi thử coi, chân váy L nè, chân váy L. Ôi da hết chân váy L, còn ít đang L thôi à. Rồi em còn M với S thôi nha. Rồi chỗ ít đang L cho chị Messenger Việt Nam nha. Chân váy size gì vậy Cherry Nguyễn ơi? Còn 2S với lại 1M thôi. Còn 2S 1M thôi là hết rồi. 2S 1M nha mọi người nha. Còn 2S 1M. Áo có nhiều màu lắm, đây nè em đọc màu cho coi ha. Rồi ha, áo em có màu bò nè. Áo mặc là màu, màu gì ta, màu nâu nha. Áo mặc là màu nâu nè, màu bò ha mọi người. Rồi màu đen nè, màu trắng nè, màu hồng nha. Rồi màu xám nha mọi người, màu xám ha. Màu xám rồi màu đen nè. Rồi ai lấy màu nào chốt màu dùm đỏ, dùm em màu đỏ luôn ha. Chân váy có màu đen không em? Thì cái này là màu đen mà Phạm Trang. Chân váy em mặc có một màu đen thôi. Mimi cho số điện thoại nè Mimi ơi. Mimi lấy áo em mặc thì cho số điện thoại nha. Rồi em còn màu bò nha mọi người. Em còn màu bò thôi. SL mấy ký hả? SL là tầm ký của em là chị ơi, nhưng mà hết SL rồi. Nè, SL tầm 53 ký độ xuống đó. Đó, dễ thương chưa? SL với lại L nó ngang ngang thôi, nó không có xê xích nhiều đâu. Đó đẹp lắm luôn nha mọi người nha. 40kg mặc size mấy hả? 40kg cao 1m nhiêu vậy? Lấy size M được không? 40kg lấy size M được không? Cao 1m bao nhiêu vậy? Cherry Nguyễn ơi, Mimi lấy áo mặc cho số điện thoại nha. 50.000 áo thôi à, 50.000 áo thôi nha. Áo màu bò dùng đơn cho Ngân Bảo nè. Ngân Bảo màu bò này ok nè. Ngân Bảo cho em số điện thoại là nhân Ngân Bảo nha. À Ngân Bảo có chứ, có số điện thoại luôn rồi nè. 50.000 áo thôi à mọi người. Ai lấy comment giúp em luôn à. À quần da hả? Quần da có quần đùi da thôi chứ không có quần đùa, quần quần dài da đâu nha. Cho chị cho em đổi cái màu hồng chị đang mặc. Ok nè, màu hồng cho Quý Công ha. Quý Công màu hồng nè. Quý Công màu hồng nè, 50k thôi nha mọi người. Rất là đẹp không mấy chịu ha, 50.000 thôi à. Rồi em có màu đen nè. À gì á, 1m55 rồi, lấy size M đi nha. 40kg 1m55 hả, size S cũng ok rồi. Rồi Cherry Nguyễn cho xin lại số điện thoại nào, váy có size em lấy không? Chị lấy cho em size nhỏ nhất nè. Còn một cái size nhỏ nhất nè em lấy không? Vợ Liên Tường ơi chị chốt cho em luôn. Lấy đi ok em chị nha. Đùi da còn nha mọi người, đùi da còn xíu em lên đùi da luôn. Rồi áo em có này, Mimi có lấy áo em mặc không? Cho số điện thoại đi Mimi ơi. Rồi em còn màu đen nha, áo còn màu đen nè, màu trắng nè, màu xám nè. Đen trắng xám với bò nha mọi người. Đen trắng xám với bò nha mọi người nha. Hai cái hả? Ok em nha, chị lấy cho em 1S với 1M nha Cherry Nguyễn ơi. 1S với 1M đi ha. Rồi nè, cái gì ta, vợ Liên Tường nè, ok nè, vợ Liên Tường một cái nè, vợ Liên Tường một cái nè. Rồi chân váy mặc là hết luôn nha, em thay cái mẫu khác cho hả. Mimi nè, Mimi có lấy không, cho số điện thoại đi người đẹp. Mimi ơi, Mimi đâu rồi, Mimi. Mimi nè, Mimi cho chị xin số điện thoại nha Mimi nha. Rồi em ba mẫu quần da nha mọi người. Quần da này có hai màu, màu nâu với màu đen nha mấy chị yêu. Quần da có hai màu nâu với đen nha mọi người nha. Đẹp lắm luôn á. Có đồ nam không, có đồ nam nha. Hả? Ủa Phạm Trinh thiếu cũ á hả? Lâu lắm rồi mới gặp đó. Dạo này đi đâu vậy? Cái đó của cái gì á, Messenger Việt Nam á. Mình M chứ S không vừa chị ơi. Vậy chị còn một cái M thôi em ơi, S là chị hết rồi. Ấy hả? Còn một cái M thôi à. Vậy chị chốt cho em một cái M nha. Mimi nè, Mimi có lấy áo cho số điện thoại nè Mimi ơi, Mimi nha. Mimi lấy cho số điện thoại luôn. Áo chị mặc còn không vậy? Còn á Lam Trần ơi, Lam Trần lấy không? Lam Trần lấy thêm chốt cho chị nè. Còn màu đó là màu nâu đó, còn đúng một cái màu nâu. À còn còn màu đây nè, đây đây. Rồi em bên cái quần da này nha mọi người. Quần da này nhưng mà là cái lên này là quần váy da nha mọi người. Em có màu đen với màu nâu hai màu nha mấy chị yêu. Đen nâu hai màu 50.000 thôi à. Free size 53 ký độ xuống là ok hết. Cái áo này là áo form lửng giùm em nha. Cái áo này mấy chị mặc cái chân váy mà cái quần sọt. Cũng rất là đẹp luôn nha mấy chị yêu ơi. Đây áo hồi nãy nè, nó mà màu đen. Đó đẹp chưa?
chân váy 50.000 còn một cái size S thôi. Dạ không, lấy S nha chị. Ok nha. Nè, chân váy da hồi nãy còn một cái size S nha. Size S này dưới tầm 42 kg độ xuống là ok. Đó, còn một cái size S nha, 42 kg độ xuống là ok nha. Áo đang mặc lấy không ạ? Áo đang mặc 50.000 thôi nha. Áo mặc 50.000 tại không có thấy hình đó. Nhìn không có thấy hình. Chứ nghe tên quen chứ nhìn không thấy hình nên không biết. Rồi ha, màu em mặc là màu đen nha mọi người. Màu đen nè, màu nâu nè. Áo hồi nãy đây mặc là màu nâu nè nha. Màu đen, màu nâu, màu trắng, màu xám, màu bò. Đen, nâu, trắng, xám, bò rồi 4 màu. 5 màu chứ. Có tổng cộng 5 màu nha mọi người. 5 màu ha. Chị nào lấy comment giúp em. Cái quần váy này 53 kg, free size 53 kg độ xuống là ok hết nha mọi người nha. Free size 53-54 kg độ xuống là ok hết luôn. Đây 54 kg độ xuống là ok hết luôn nha. Quần này chắc 54, chị nào cao cao 1m6 là 55 kg ok luôn nha mọi người. Đó, đẹp lắm luôn ha mấy chị ha. Khi tối em lấy một quần dạ váy chị nha, ok em nha. Long Phan màu nâu nè, Long Phan cho em lại số điện thoại nha Long Phan ơi. Long Phan nâu nè. Trời ơi, đẹp lắm nha mấy chị yêu ơi, đẹp lắm luôn á mọi người. Áo này tầm 50.000 thôi à. Chứ vải rất là ok, chữ này chữ thêu hết nha mấy chị yêu nha. Chữ là chữ thêu hết, ai lấy comment em. Quần em mặc có hai màu, màu nâu với lại màu đen nha mọi người. Để em lấy nâu lên cho mấy chị coi nè, hình như là nâu ít lắm. Quần nha, quần váy em mặc có nâu với đen một size ha, free size 54 kg độ xuống mà ok hết nha mọi người. Free size 54 kg độ xuống mà ok hết ha. Quần giả váy đúng rồi. Cái này đằng sau á mấy chị, đằng sau nó là quần nhưng mà đằng trước nó là váy nè. Đó. Đằng sau nó là quần ha, đằng trước nó là váy nha mấy chị yêu. Đây. Bên trong nó là một cái quần, nó có một cái miếng đắp chéo qua nó làm thành váy luôn. Em lấy áo màu đen nha chị. Ok, trên Cherry Nguyên nè, áo màu đen nè. Áo màu đen cho Cherry Nguyên nè. Áo đen nè. Có áo kiểu không? Áo có chứ. Có áo như áo khung thôi chứ áo kiểu không biết chị thích kiểu sao nữa. Quần bao sau bán lẻ không chị? Quần bao sau hả? Không có bán lẻ em ơi, chị bán quần set à. Ok Phạm Thanh Hiếu nha, cảm ơn nhiều nha. Rồi em còn màu đen, màu xám nè, màu bò nè, màu trắng. Đen xám bò trắng. Rồi ai lấy áo em mặc nữa không? Ai lấy áo em mặc thì cho áo giùm em nha. Quần váy em mặc thì comment. Ai lấy quần váy comment quần váy giùm em nha. Quần váy mà có hai màu thôi, màu đen với lại màu nâu. Đen với nâu. Quần này quần khác hôm qua nha mọi người. Này màu đen với màu nâu nè. Đó, đen với nâu nha mấy chị yêu. Đây, cái này là nút nè, nút là nút sắt ha. Đẹp lắm luôn nha mọi người, màu nâu đây nha mọi người nha. Ai lấy đen comment đen, ai lấy nâu comment nâu. Em nâu có đúng hai cái thôi là hết rồi. Nâu có đúng hai cái là hết nha mấy chị nha. Chế nào lấy đen comment đen, chế nào lấy nâu comment nâu giùm em nha mọi người. Rồi áo mà ai lấy nữa không? Em còn 4 màu thôi nha. Màu bò nè, màu xám nè, màu trắng, màu đen, 4 màu. Màu bò, màu trắng, màu xám, màu đen, 4 màu nha mọi người nha. Ai lấy chốt giùm em luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi em qua mẫu luôn. Qua tiếp một bộ áo thôi nha mọi người. Vừa lên áo tay ngắn nha mấy chị nha. Lên áo tay ngắn nè. Có đồ bộ không? Có đồ bộ nha chị ơi. Có đồ bộ nhưng mà đợi em xíu nha chị ha. Em lên một mẫu tay ngắn tiếp nè. Đẹp lắm luôn. Tay ngắn này 45.000 thôi. Rất là đẹp. 45k thôi nha tay ngắn nè. Đầm sơ mi hả? Em có cái đầm này nè nhưng mà không biết phải đầm sơ mi không mà hình như... Ờ, hình như cũng không phải đầm sơ mi đâu chị ơi. Hình như đầm sơ mi không có chị yêu ơi. Không có đầm sơ mi hả chị yêu hả? Đây nha. Ai lấy áo mặc thì chốt nha nha mọi người. Ai lấy cái quần váy thì em mặc thì comment em quần váy nha mấy chị ha. Quý công người ta. Quý công hả? Em cho địa chỉ mai chị ở trên nha. Ok quý công nha. Mai điện nha, bắt máy giùm nha quý công ơi. Rồi áo này là 55 kg bao mặc hết luôn, 45.000 thôi. Áo này 55 kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người, 45.000 thôi nha mọi người nha. Áo này chất của nó chất cotton len nha mọi người, cotton phối len nhẹ ha mấy chị ha. Quần váy mặc 50.000 thôi à, đẹp lắm luôn á. Rất là xinh nha mọi người, đẹp lắm, có túi luôn nè. Đó, quần váy này có túi luôn nha mọi người nha, có túi đàng hoàng hẳn hoi luôn, hai màu. Em lấy một áo đậm màu đô nha, màu đô. Màu đô hết rồi mà. Hồi nãy chốt cho quý công màu hồng á nha, màu đô hết rồi nha quý công ơi. Rồi áo này em có màu đô nè. Em lấy một váy một áo đỏ nhé là sao? Là sao vậy? Hồi nãy quý công lấy một váy với lại một áo, đúng rồi, áo đỏ đúng rồi. Ok quý công nha. Rồi áo mặc là màu đỏ nha mọi người. Màu đỏ này, màu hồng này, 45 màu áo thôi. Màu đỏ, màu hồng, màu đen nha mọi người nha. Đỏ, hồng, đen, xám. Đỏ, hồng, đen, xám nè.
Ủa mọi mặt là màu đô chứ. Màu đô nè, màu hồng nha mọi người nha. Màu đô, màu hồng, màu đen, màu xám. Màu này mới đúng là màu đỏ đây nè. Màu đỏ nha mọi người nha. 45.000 áo thôi, 55kg ok hết nha mọi người. Quần bò em mặc đó hả, 50k thôi. Chị xin đi Như ơi. Free size 53kg, 54kg độ xuống là ok hết nha. Màu này là màu trắng nha mọi người. Hình cô gái 3D nha mấy chị ơi. Màu trắng ha. Rồi màu xám đậm nè. Ai lấy màu nào comment giùm em màu đỏ luôn nha mọi người. Siêu dễ thương luôn nha mấy chị yêu nha. Chị yêu nào lấy áo chốt áo giùm em luôn đi ạ. Áo tay ngắn ha mọi người. Đây nè, 55kg bao mặc hết, 45.000 áo thôi. Áo chứ vải mặc mát lắm luôn. Trước này chất cô tông á, cô tông phối len nhẹ một xíu nha mấy chị yêu nha. Mặc rất là thích luôn á mấy chị. Em ở quận 11 nha chị Thu ơi. Chị nào lấy comment giúp em nha mọi người nha. Áo ha. Comment màu kèm số điện thoại em luôn nè. Comment màu kèm số điện thoại em, áo em mặc đây rất là dễ thương luôn ha. Đây quần váy mặc là 50k nha, free size 54kg độ xuống là ok hết nha mấy chị yêu nha. Đẹp lắm. Chị nào nhỏ nhỏ con mặc vững vừa luôn nha mọi người. Đây có nút này, có túi hai bên luôn nha mọi người. Bên trong là một cái lớp quần, nó cũng là quần da luôn nha mấy chị yêu. Nó chỉ có một cái lớp đó qua như thế này thôi. Rồi ai lấy áo chốt áo, ai lấy quần chốt quần giùm em luôn nè. Có chị nào lấy áo thì chốt áo, chị nào lấy quần chốt quần giùm em nha mọi người nha. Quần da nha mọi người, quần váy ha mấy chị yêu ha. Em đọc màu áo lại lần nữa nha. Chế nào lấy áo mặc thì chốt giùm em nha mọi người. Mọi mặc là màu đô nha. Màu đô này, màu hồng nè. Rồi màu đen nè, màu xám. Đô hồng đen xám đỏ nè, 45.000 thôi. Rồi màu trắng. Đô hồng đen xám đỏ trắng nha mọi người. Đô hồng đen xám đỏ trắng nè. Chế nào lấy comment em nha mọi người. 45.000 một cái áo mặc thôi nha mấy chị yêu. Rồi em qua mẫu nha mấy chị yêu nha. Qua mẫu. Có đồ bộ không? Đây nè, em lên đồ bộ đây chị ơi. Em lên đồ bộ đây. Lên đồ bộ đây nha. Đồ bộ này có một màu thôi nha mọi người. Bộ này em có một màu thôi ha mấy chị. Chị nào lấy quần váy em mặc thì comment em quần váy nha mọi người nha. Chế nào lấy quần váy em mặc thì chối em chủ quần váy luôn nha. Rất là dễ thương. Quần váy này free size 54kg độ xuống là ok hết nha. Lấy chị một áo trắng và một váy em. Một váy với mặt ok chị Phạm Trang nè. Cho em số điện thoại lại nha Phạm Trang nha. Phạm Trang cho em số điện thoại lại nha Phạm Trang ơi. Phạm Trang cho em số điện thoại lại nha Phạm Trang nha. Rồi cái set em mặc đây nè mấy chị. Set em mặc là 80.000 nha mọi người nha. Free size 53kg độ xuống mặt ok nha mọi người. Đẹp lắm, một màu như em mặc thôi. Nó có một màu thôi nha mọi người. 53kg độ xuống mặt ok nha mọi người nha. 80k một bộ. Đó. Set rất là dễ thương luôn, 80.000 ha mọi người ha. Ai lấy set em mặc thì comment em set nè. Em nhận được đồ rồi, đẹp lắm chị. Ok Ngân Lê này nha. Áo trắng nữa ok chị Phạm Trang nha. Cho em số điện thoại lại nha Phạm Trang ơi. Cho em số điện thoại lại đi chị yêu ơi. Rồi set đen, ai lấy set đen chốt set đen giùm em. Đơn chị hồi tối đi rồi, đơn chị hôm qua là hồi chiều em đi rồi chị ơi. Chốt rồi là đi rồi hết rồi nha mấy chị yêu nha. Rồi ai lấy set đen mặc comment giùm em chữ set đen luôn mọi người. Đen phối vàng, vàng này là vàng sậm nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn. Chữ nè, đỏ đẹp chưa, đằng sau có hình luôn. Quên, đằng sau có hình luôn nè. Đó, đằng sau có hình luôn nha mọi người nha. Chị nào lấy comment giúp em set đen em mặc luôn. 80.000 một set thôi, 53kg độ xuống là ok. Set này mặc rất là dễ thương luôn nha mấy chị. Bo tay nha mọi người nha, bo tay nè, cực kỳ đẹp luôn. Đó, xinh chưa, bo tay nha mọi người nha. Đó, xinh lắm luôn nha mọi người. Ai lấy comment giúp em nha mấy chị yêu nha. 80.000 thôi mấy chị ơi. Rất là dễ thương luôn. Rồi có ai lấy set này mặc không? 80k một bộ thôi chị Lý Hạnh ơi. 53kg độ xuống là ok nha chị Lý Hạnh nha. Chế yêu nào lấy thì comment giúp em nha mấy chế yêu nha. Đẹp lắm. Nó có một màu thôi à, nó phối là đen với vàng thôi nên là nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất là sang nha mọi người nha. Nổi, nó không có nổi lắm nhưng mà nhìn rất là dễ thương. Ai lấy comment giùm em chịu set luôn. Đầm tay dài có chị, nhưng mà đợi em xíu đi nha. 60kg là không vừa đâu chị ơi. Cái set này hàng bên em không có 60kg đâu, 55kg độ xuống thôi. Anh Ngọc Nguyễn Thị set nè, ok nè. Anh Ngọc Nguyễn Thị set nè. Anh Ngọc Nguyễn Thị Xét nè. Xét này 53kg độ xuống mà ok ha. 55kg xét này không vừa rồi hàng đầu.
Em 55kg nhưng mà em 1m62 nè. Nhưng mà chắc 53kg là đổ xuống là ok thôi, chứ 55kg hoặc sợ nó hơi ôm. 53kg đổ xuống là ok nha mấy chị nha. À, chị 53kg có vượt không em? Nguyễn Thị Thu Hương 53kg nhưng mà chị cao 1m bao nhiêu vậy chị? Hộp quách bộ đen nè, ok nè, hộp quách bộ đen nè. Hộp quách bộ đen nè, 80.000 một bộ thôi ha mấy chị ha. Hộp quách màu đen nè. Lý Hạnh xém nè, ok chị nè. Lý Hạnh cho em lại số điện thoại đi Lý Hạnh ơi. Lý Hạnh nè, cho em lại số điện thoại nha chị yêu. Lý Hạnh xém là 80.000 thôi ha. Ai lấy set đen mặt thì chối em chịu set đen luôn nha mọi người. Anh Ngọc Nguyễn thì có set rồi nè. Rồi ai lấy set đen mặt chối em chịu set đen luôn nha mọi người nha. Set nè. Đó, set con hổ rất là dễ thương luôn, đằng sau có hình nha. Đằng sau có hình nha mọi người. Đó, đẹp chưa? Cái hình này cũng nhìn nhìn nó phối màu cũng đẹp lắm nha mấy chị. Ai lấy comment giúp em luôn nha mọi người. Rồi, chế nào lấy set đen mặt thì comment giùm em nha mọi người. Set đen nha mấy chị nha, set đen vối vàng. Đây ạ, à, mấy cái đồ này là may hết nha, không phải in đâu nha mấy chị. Những cái set mà nó phối với nhau nè, nó ghép với nhau là nó toàn là may hết nha, không phải in đâu nha mấy chế. Nó là mặc ok cực kỳ luôn nha mọi người. Em 1m5, em 55kg, 1m65 chị. 55kg, 1m65, cái quần này mặc thành quần lửng nha Hằng Đào ơi, chứ không mặc thành quần dài được đâu, thì chị cao quá. Có một màu thôi chị Linh ơi, set này có một màu thôi. 1m65 thì mặc thành quần lửng giùm em, 53kg thì ok nha chị Nguyễn Thị Thu Hương. Nhưng mà cái tay thì mặc thành tay lửng thôi nha, tay lửng thôi chứ không được tay dài đâu. Lửng lửng giống như em nè. Còn quần thì mặc thành quần lửng thôi chứ không được quần dài, tại vì chị cao quá. 1m65 là mặc cái bộ này nó hơi cao. Em 1m62 mặc tới đây nè, để đứng lên cho mấy chị xem. Đó, em mặc tới đây ha. Chị nào 1m65 là mặc thấp, mặc ngắn hơn em nha. Rồi, ai lấy set đen em mặc nữa thì chốt em chịu set đen luôn nha mọi người. Chia sẻ like stream của em đi mấy chế yêu ơi. Chia sẻ bài em đi mọi người, rồi để em qua mẫu kháng nè. Ai lấy set đen em mặc thì chốt em chịu set đen luôn nha mọi người nha. Có một màu nhất thôi à. Một màu, một duy nhất thôi nha mấy chị ơi, đen vàng ha. Đen vàng đúng có một màu thôi, đẹp lắm luôn mấy chị nè. Đó, nó có một màu thôi mọi người, rất là xinh luôn nha mọi người nha. Có chữ đây nha mọi người, có chữ đằng sau có hình luôn nha mấy chế. Chế nào lấy comment giúp em luôn nha. 80k. Rồi ai lấy set em mặc nữa không? Không ai lấy em qua nha. Không ai lấy em qua mẫu nha mọi người. Ai lấy set em mặc nữa thì comment giúp em nha mấy chị yêu. Ai lấy set em mặc nữa thì comment giúp em nha mấy chị yêu nha. Em qua mẫu đây. Qua mẫu nha mọi người nha, qua mẫu nè. 48kg 1m55 ok nha. 48kg 1m55 thì ok nha chị Anh Ngọc Nguyễn Thị. Chiếc vải đẹp không chị? Cái chiếc này là chiếc thun ha, thì nằm bé ơi, thì chị biết muốn biết đẹp không thì chị mua về thử coi có đẹp không. Rồi lần sau thì mua ủng hộ tiếp ha. Nói chung chiếc này mà giá này là cũng ok cực kỳ luôn rồi. 1m50 53kg vừa không? 1m50 53kg hả? 1m50 53kg, set này chắc sợ hơi ôm á chị ơi. Nếu mà cái phần mông không có to thì mà ok ha, còn phần mông mà to là mà không vừa đâu. Bộ em mặc 40kg là ok nha Hằng Nguyên ơi. 40kg là bao mặt luôn. Có chị nào mà 53kg mà hả anh, 1m50 hả, 1m50 53kg có lẽ cũng vừa đó. Nhưng mà mấy chị cũng nhắm sai em ha. Người mà gọn gọn thì mà ok mấy chị. Còn mà to cái phần dưới đây quá thì em sợ nó hơi ôm dưới đây nè. Đó ha. Rồi, ai lấy cái set đen mặt nữa thì comment em nha. 40kg là mặc ok hết luôn mọi người. 40kg là mặc ok hết nha mấy chị yêu. Chị nào lấy comment giúp em luôn nha. Rồi em qua mẫu nha mọi người ơi, qua mẫu luôn, qua mẫu đầm nè. Đầm này cũng là đầm caro luôn nha mấy chị nha. Đầm caro tay phối lưới, đầm caro tay lưới ha. Ai lấy set đen mặt nữa thì comment set đen giùm em nha mấy chị yêu nha. Trời ơi, dễ thương quá. Quá xá đẹp luôn. Có chị nào lấy set đen mặc nữa không? Ai lấy set đen mặc thì chốt cho em set đen nha mọi người nha. Rất là dễ thương luôn mấy chị. Đẹp lắm. Đây nè, cái đầm này 55.000, 55kg bao mặc hết nha mọi người nha. 55.000 một đầm thôi. 55kg là bao mặc hết luôn nha mấy chị yêu nha. Đây ha mọi người, đầm này mấy chị mặc được hai kiểu ha. Đầm này mấy chị mặc suông cũng được, mà mặc đây mặc suông giống như em cũng ok ha. Còn không thích suông thì có cọng dây buộc eo lại. Đó, muốn mặc kiểu nào cũng được nha. Màu em mặc là màu xám nha mọi người, màu xám ha.
Đó, dễ thương chờ tay là tay lưới nha mọi người nha, 55.000 một đầm em mặc thôi, 55 kg bao mặc hết. Trước vải đẹp lắm luôn, tay là tay lưới nè, bên đây có một cái nơ, hai bên có hai cái nơ nè, dễ thương lắm luôn. Set hồi nãy là 80.000 nha Vĩnh Cao ơi, Vinh Cao vậy nè, còn cái đầm em mặc là 55.000, màu em mặc là màu xám, em đọc màu nha. Màu xám, màu xanh nè, màu đen. Màu xám, màu xanh, màu đen nha mọi người. Em lấy một bộ chị mặc ok, Hằng Nguyên nè, Hằng Nguyên cho số điện thoại Hằng Nguyên ơi. Hằng Nguyên cho em số điện thoại nha Hằng Nguyên nha. Hằng Nguyên cho em số điện thoại. Mấy chế lấy hàng comment màu kèm số điện thoại kế bên giùm em đi ạ. Anh Ngọc Nguyễn Thị màu xám nè, ok nè. Anh Ngọc Nguyễn Thị màu xám nè. 55.000 một đầm thôi nha mọi người. 55 kg bao mặc hết ha. Rồi ha, 55.000 Thùy Dương Trinh đầm em mặc ok nè. Thùy Dương Trinh đầm em mặc đầm này 55 kg ok hết nha mọi người. Thùy Dương Trinh nè. Thùy Dương Trinh cho em số điện thoại Thùy Dương Trinh ơi. Rồi mọi em mặc là màu xám nha mọi người. Màu xám này màu đen nha mọi người. Màu xám, màu đen, màu xanh ha. Rồi màu nâu nha mọi người nha. Xám đen xanh nâu. Xám đen xanh nâu. Rồi ai lấy màu gì comment cho em màu đó luôn ạ. Xám đen xanh với nâu nha mọi người nha. Dễ thương lắm mấy chị. Xuất sắc lắm luôn nha mọi người, 55.000 thôi. Một đầm năm một cái đầm này chỉ có 55k thôi. Tay là tay phối lưới này dễ thương lắm luôn. Xám cho Thanh Trúc nè, ok nè. Thanh Trúc màu xám nè. Thanh Trúc màu xám này 55k một đầm thôi, mấy chị mặc được hai kiểu nha, mặc suông vẫn ok mà mặc buộc eo giống như em vẫn ok luôn nha. 1m65 mặc ngắn không mà, để em đứng lên cho mấy chị coi nha, đây nè. Em 1m62 này em mặc cỡ này nè, mấy chị canh giùm em nha. Đây nha mọi người. Đó. Em 1m62 là mặc vậy nè, chị 1m65 chị mặc hơi thấp cao hơn em xíu nhưng mà nó có đôi cá nó không có tới đoạn ngắn đâu mấy chị. Dễ thương lắm, mấy chị mặc được hai kiểu đó mọi người, dễ thương cực kỳ luôn. Mấy chị tháo, em thấy tháo cái cọng dây này ra mặc cũng đẹp nữa. Xinh lắm luôn. 55.000 thôi nha. Hằng Nguyên lấy cho số điện thoại này Hằng Nguyên ơi, Hằng Nguyên lấy cho số điện thoại nè. Màu xám cho Mỹ Duyên nè, ok nè, Mỹ Duyên màu xám nè. Mỹ Duyên màu xám nè ha, Nguyên Mai màu xám nè, ok nè. Nguyên Mai màu xám nè. Nguyên Mai cho số điện thoại là nha Nguyên Mai ơi, Nguyên Mai cho số điện thoại 55.000 một đầm nha, 55 kg bao mặc hết nha. Nguyên Mai màu xám luôn ha. Rồi, Nguyên Mai xám luôn là còn một xám nè. Nguyên Mai cho số điện thoại nè. Màu xám, màu nâu nha, 55 kg bao mặc hết nha mấy chị ơi, 55 kg bao mặc hết luôn. Việt Hà màu xám luôn, hết xám, 66 kg là không vừa. 55 kg độ xuống mặt ok nha. Rồi, Nguyên Mai cho số điện thoại luôn nè. Việt Hà màu xám là hết xám luôn. Tư Đào ơi, em hết xám rồi, em còn màu nâu nè, màu xanh với lại màu nâu, màu đen với màu xanh thôi. Em có nâu đen xanh thôi nha. Việt Hà có xám rồi, Hà Hoàng hết xám nha. Anh Ngọc Nguyễn Thị có xám rồi. 55 kg ok ha. Chân váy mới qua Quốc Vượng, chút xíu nên em lên chân váy khác. Em lấy bộ đồ vàng, đen vàng đó. Ok Hằng Nguyên cho số điện thoại đi Hằng Nguyên ơi, chốt cho Hằng Nguyên rồi. Đầm em mặc còn màu xanh nè, màu nâu nè, với lại màu đen thôi. Đây, xanh nâu với đen ba màu nha. Xanh nâu với đen ba màu thôi nha mọi người. Em còn xanh nâu với đen thôi, không có size to. Hàng bên em hàng free size ha. Một size một thôi mấy chị yêu. Màu xanh, màu nâu, màu đen ba màu. Ai lấy xanh nâu đen comment cho em xanh nâu đen nè. Dễ thương lắm mấy chị. Màu nào cũng đẹp hết, 55.000 một đầm thôi nha mọi người. Rất là dễ thương luôn. Cái đầm em mặc là của chị Việt Hà phải không? Nè, để tháo ra. Thôi chị mất cọng dây nha. Đây em thử màu xanh cho mấy chị coi nha, màu xanh đây nè. Em thử xanh cho mấy chị coi, nói chung là cái đầm này màu nào cũng đẹp hết đó, vải đẹp lắm nha mấy chị, mặc suông vẫn được mà mặc buộc dây cũng được luôn. Tùy mình thích thôi. Em có màu xanh, em còn màu xanh, màu nâu với là màu đen, đúng ba màu thôi là hết rồi. Hằng Nguyên lấy cho số điện thoại nha Hằng Nguyên nha. Mấy chị lấy hàng comment màu kèm số điện thoại kế bên giùm em luôn nha. Ai? Ủa Thanh Vinh có đơn hả? Em biết. À, Thanh Vinh chết đơn nãy quá. Đây nè, màu xanh đây ạ. À. Nâu dồn đơn của Thanh Vinh nè. Thanh Vinh nâu nè. À, Thanh Vinh lại có đơn đó. Thanh Vinh nâu dồn đơn nè. 55.000 một đầm thôi nha mọi người nha. Này, mọi em mặc màu xanh đây. Đỏ xanh cũng dễ thương lắm mấy chị. Cái này buộc dây là dùm em nè. Em đứng lên cho mấy chị coi nha. Mọi em mặc màu xanh nè. Thu Thủy màu xanh nè. Ok, Thu Thủy nè. Thu Thủy màu xanh nè.
Rồi em còn xanh với là đen thôi nha, một xanh một đen là hết nha mọi người. Còn một xanh một đen là hết nha mọi người nha. Đây là xanh với đen nè. Màu xanh một đen thôi là hết rồi. Có váy dài tới gối không chị? Cái này là dài tới gối, cái này là cờ. À dài tới gối nãy like rồi. Dài tới gối nãy nãy like rồi người đẹp ơi. Em lấy màu xanh ok Loan Suka ha. Loan Suka xanh là hết xanh luôn rồi, còn một đen thôi. Em còn một đen thôi à. Ai lấy màu đen comment em màu đen đi ạ. Loan Suka nè, Loan Suka cho số điện thoại nè. Nãy giờ chị nào chưa số thì chưa cho số điện thoại để cho liền giùm em số điện thoại đi nha mấy chị yêu nha. Chị nào chưa cho em số điện thoại thì cho liền giùm em số điện thoại luôn mấy chị ơi. Rồi màu đen đi nha mọi người, còn đúng một cái màu đen thôi là hết rồi nha. Em còn đúng một cái màu đen thôi là hết rồi nha mấy chị ơi. Đây màu đen nha mọi người, rất là đẹp luôn nha mấy chị. Hàng thử đen cho mấy chị coi nè. Loan Suka lấy đen thì cho em số điện thoại nha Loan Suka nha. Đẹp lắm mọi người, 55kg độ xuống là ok ha mọi người ha. 55.000 thôi. Rất là dễ thương luôn. Đây là màu đen nè mấy chị yêu. Đó đen nè, nói chung là màu nào cũng đẹp hết á. Nhớ bấm theo dõi nick Facebook giùm em nha mấy chị yêu ơi. Đen màu đen nha mọi người, đó cưng chưa. Em thấy mặt suông cũng đẹp ha. Đó, mặt suông nhìn cũng dễ thương. Em thấy mặt suông nó còn đẹp hơn là cục dây nữa mấy chị yêu. Đó, cho chị xét em đang mặc. Lan Lan ơi, Lan Lan ơi, em lấy cho chị màu đen nha. Em còn cái màu đen thôi nha chị Lan Lan ơi. Ơi chị Lan Lan nè, em chốt chị màu đen được không Lan Lan? Em chốt chị màu đen nha Lan Lan nha. Đây em rồi, Lan Suka lấy xanh thì chốt cho Lan Suka màu xanh rồi. Màu này là màu đen nha Lan Suka. Màu này là màu đen, màu xanh là màu này nè. Màu xanh là cái hồi nãy em mặc ra đúng chưa? Đây màu xanh đây. Đó màu xanh là cái hồi nãy em mặc này. 55.000 thôi nha, 55.000. Rồi ai lấy màu đen không? Chị Lan Lan ơi, em lấy chị màu đen nha. Màu kia hết rồi, em còn một màu đen thôi. Em còn màu đen thôi nè, em còn cái màu đen thôi. À lấy màu đen chứ, em màu đen đi à. Còn đúng một cái màu kia là hết luôn á. Rồi qua mẫu nha mọi người. Qua mẫu nha mọi người nha. Qua mẫu luôn. Lấy màu đen đi, màu đen cũng đẹp mà. Đây nè, nó nói đen chứ ngoài đen đâu, nó hơi xám xám xanh xanh nè, nhưng mà tại vì em phân biệt màu đen cho nó rõ mà. Đây nè, đó cái màu của nó là hơi xám xám xanh xanh ha, rất là dễ thương. Rồi dạ chị, em lấy màu xanh Loan Suka có số điện thoại chưa? Nhung Phạm màu đen ok nè. Nhung Phạm mai gọi nhớ bắt máy giùm cho Nhung Phạm nha. Nhung Phạm màu đen nè. Nhung Phạm cho em lại số điện thoại Nhung Phạm ơi. Nhung Phạm cho em số điện thoại lại nè chị ơi. Rồi em qua mẫu nha mọi người. Em qua cái áo này là áo nỉ ha mấy chị ha. Nỉ nè, nỉ nha mọi người. Chất nỉ ha mấy chị ơi. Chất nỉ nha, nỉ dày lắm. Nỉ này 55kg ok hết luôn. Bao dễ thương luôn nha mọi người. Đây nỉ này 60.000 một cái áo ha mọi người ha. 60k một áo em mặc nha mọi người. 55-56kg ok được hết luôn. Hả? Không dây thả dây đây nè. Đây em đọc màu nha mọi người. 60.000 nha, 55-56kg độ xuống mặt ok hết. Nhung Phạm cho em số điện thoại nè. Màu em mặc là màu trắng nha mấy chị nha. Màu em mặc là màu trắng. 60.000 một áo thôi. Màu trắng là màu em mặc nha. 55kg độ xuống mặt ok hết. Lương Khoa hết đen rồi. Rồi màu trắng là màu em mặc nha mọi người nha. Chất nỉ nha mấy chị ơi. Nỉ dày lắm luôn nha mấy chị. Nỉ ha. Rồi màu trắng này, màu xám lợt nè. Màu bò nè. Trắng xám lợt bò nè, xám đậm ha. 60 nhiều áo nha. Trắng xám lợt bò, xám đậm màu đen. À lấy comment giúp em luôn à. Màu đô ha. Rồi màu đô nữa. Rồi màu đô nha mọi người. Dày lắm ha mấy chị ha. Dày nè. Đó ai lấy comment giúp em áo nỉ luôn mấy chị ơi. Áo nỉ nha, 55kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người. 60.000 thôi. Đây nè, đứng lên cho chị coi. Chị Quốc Vương coi cái này là quần váy ha chị ha. Quần váy mặc free size 53-54kg độ xuống là ok hết nha. Ai lấy quần váy mặc chốt em quần váy luôn. Rồi cái này là áo nỉ nè mọi người. Đó xin chào. Áo nỉ nha mấy chị ha. Chị nào lấy áo này là áo phơm dài giấu quần nha mọi người nha. Phơm dài giấu quần ha, dày dặn lắm mấy chị ơi. 55-56kg độ xuống là ok hết nha. Ai lấy phơm áo em mặc thì comment em, nó phối ra đẹp lắm luôn. Đó cái chất nỉ mình lắm nha mọi người. Nỉ bông ha mấy chị ha. Chỉ có 60 nghìn áo thôi, rất là rẻ luôn mấy chị. 60 nghìn áo thôi nha mọi người, cực kỳ rẻ luôn. Rồi màu em mặc là màu trắng nha. Màu trắng này, màu đô nè.
màu trắng, màu đô này, màu đen nè, màu trắng, màu đô, màu đen nha, màu xám đậm, trắng đô đen xám đậm, đô có đúng một cái thôi á, đô có đúng một cái màu thôi, rất là dễ thương ha. Có xét bộ chứa thanh trúc, đợi em xíu đi. Đây nè đô nè, trời ơi xuất sắc chưa, đẹp lắm nha. Đó cái tay nè mọi người, xinh lắm. Nói chung là màu nào cũng đẹp hết đó mấy chị, mỗi màu nó có mỗi cái điểm nhấn khác nhau. Đây nha mọi người ha. Đó cái màu đô thì cái tay của nó là viền sọc và trắng xám này cũng rất là nổi luôn nha mọi người, đẹp lắm. Cái này mấy chị mặc mặc, nói chung là sắp tới Noel nếu mấy chị mặc cái này nè, mấy chị mặc cái này rồi với quần váy giống như em cũng được nè, rồi mang bốt lên là cực kỳ dễ thương luôn. Đẹp lắm nha mọi người, 60 nghìn thôi, rất là xinh. Rồi ai lấy màu gì comment giùm em màu đỏ luôn ạ. 60k nha. Màu trắng màu đô nè, màu trắng màu đô là cái màu em vừa mở ra, màu trắng là màu em mặc nhau rồi, màu đen nha mọi người nha, màu đen nè, màu xám đậm nè. Trắng đô đen xám đậm nha, trắng đô đen xám đậm nè, màu bò nè. Màu bò đây với màu xám lợt. Đó, ai lấy màu gì chốt màu đó anh em đi ạ. Xám lợt nè, rất là dễ thương luôn. 60 nghìn thôi nha mọi người. Đó, số 2075 này cực kỳ đẹp luôn. Rồi ai lấy cùng mình giúp em luôn nha. Có chị nào lấy cái có chị nào lấy cái áo phom phom dài mặc không? Áo màu áo phom dài giấu quần nha mọi người, rất là đẹp luôn mấy chị không lấy là hối hận ráng chịu, em nói thiệt đó. Áo này vải như là vải. Vải như là vải nỉ á chị ơi nè. Nhưng mà cái nỉ này nói chung là mặc thở mặc thích lắm mà không có bị ngứa đâu nha mọi người. Nó có một cái lớp lót bông bên trong á, dễ thương lắm. Màu đô này, màu đô cho cà phê sữa đá này, sắp tới Noel rồi mấy chị mặc cái này á là hả hợp nhất luôn mấy chị, thì có mua để dành đi. Cà phê sữa đá nè, Noel mà mặc mấy cái này dễ thương lắm. Cà phê sữa đá nè, 60 nghìn thôi nha, 55kg xuống là ok hết á. Em lấy màu trắng với ok cara trang nè, cara trang màu trắng nè, nói chung dễ thương lắm mấy chị tin em đi. Thì có mặc cái này mà mấy chị mang mà giảm như mang mà giày cổ cao mà giảm bây giờ cái mấy đôi giày bây giờ á, bata mà bata cổ cao dạng bót đó, rất là dễ thương luôn. Cara trang nè, cara trang màu trắng nè, xem xám ở đây nè, xám đây nha Duy Châu. Đây xám này xám lợn nha Duy Châu nha, ấy xám đậm chứ nè. 60 nghìn thôi là trời, dễ thương lắm thiệt á, đẹp lắm luôn mấy chị yêu. Đó phom dài giấu quần ha. Ủa, cái xám này nó bị hư rồi. Đây cái này là xám đậm nha, xám đậm ha, xám đậm. Rồi màu trắng nha, màu trắng, màu đen, màu bò. Nè trắng nè, trắng là cái mặt màu đen đi ha mọi người. Rồi màu xám đậm là tới hồi nãy mở ra cho mấy chị coi á. Rồi màu bò đi nha mọi người nha. Rồi cái này màu xám lợt. Đó ai lấy màu nào chốt màu đó em đi ạ. 60 nghìn thôi nha mấy chị nha. 55kg 56kg bao mặc cái áo này hết luôn nha mấy chị. Mặc dễ thương cực kỳ luôn mọi người. Đó rồi ai lấy comment giúp em nha. Có chị nào lấy đúng không? Không ai lấy qua mẫu à. Chị nào lấy thì chốt giùm em nha mấy chị. Chị nào lấy thì chốt em nha mấy chị nha. Rất là dễ thương luôn á. Qua mẫu, qua mặt đây. Ngọc Tuyền trắng, ok Ngọc Tuyền nè, Ngọc Tuyền màu trắng nè. Trời ơi sao cái này đu hoài. Rồi qua mẫu nha. Ngọc Tuyền trắng này có ai lấy cái áo mặc đúng không? Ai lấy áo mặc thì chốt em nha. Bao nhiêu tiền một áo hả? 60 nghìn áo nha Duy Châu ơi, 60 nghìn áo nha Duy Châu nha. 60 nghìn áo thôi à, 55kg bao mặc hết luôn á. Rồi em qua cái set váy nè, set váy tay dài nè. Set váy len ha mọi người ha, set váy len dễ thương cực kỳ luôn. Set váy len ấm rộng nha, ấy lộn mà set quần chứ lộn, set quần chứ mà set váy lộn. Set quần nha mọi người, set quần ha. Đây nè, quần ấm rộng dễ thương cực kỳ luôn nha mọi người. Set này 60 nghìn thôi, bao rẻ. Đây set này 60k thôi, bao rẻ luôn nha mọi người nha. 54kg độ xuống mặt ok hết. Đó 60k một set em mặc thôi, 54kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người nha. Màu em mặc là màu xám nha mọi người. Màu em mặc là màu xám nè, 54kg độ xuống mặt ok hết nha. 60 nghìn một set thôi, nguyên một bộ chỉ có 60 nghìn thôi ha. Màu em mặc là màu xám nha mọi người nha. Màu xám là màu em mặc nè, màu xám.
chất len mặc thoải mái lắm nha mấy chị, len bên em mà không hề bị ngứa đâu, nên là mấy chị yên tâm ha, yên tâm về cái vấn đề mà mặc lên mà nó bị ngứa bị xót gì đó là hàng len bên em mà không có đâu nha mọi người. Áo màu trắng hết rồi, trắng hết, đỏ đô hết luôn rồi Nương Lê ơi, em còn màu xám đậm xám lợt, màu bò với lại màu đen thôi à, hết trắng hết đỏ đô rồi chị Nương Lê. Áo xám nè, áo xám trắng nè, xám trắng đúng không, áo xám á đúng không, xám này ha, xám trắng là xám này. Ê, Duy Châu nha, Duy Châu cho số điện thoại nè, Duy Châu cho số điện thoại nè. Nương Lê ơi, màu trắng với là đỏ đô hết rồi, lấy màu khác giùm em được không chị Nương Lê. Rồi cái set em mặc nha mọi người, 60.000 nha mọi người. Màu em mặc là màu xám ha, màu xám, màu rêu nè mọi người, màu xám, màu rêu, màu đỏ đô nha, xám, rêu, đỏ đô nè, và màu dương, màu xám, màu rêu, màu đỏ đô, màu dương ha, rồi màu đỏ tươi nha mọi người nha, màu đỏ tươi đây à, đẹp lắm luôn. 60.000 thôi nha mấy chị ơi, 60.000 thôi à, 54kg độ xuống mặt. Ok, set này hết luôn nha, set này cũng như là cái dạng mà Duy Châu cho số điện thoại nha, cái dạng mà tay dài mà cái quần như là quần ống rộng á, mà dễ thương lắm luôn, mặc nhìn nó giống như là thoải mái nhẹ nhàng lắm mấy chị yêu. Đây nè, để muốn lên cho mấy chị xem lần nữa ha, rất là xinh nha mọi người. Áo xám cho Khánh Ngọc này, ok nè, Khánh Ngọc áo xám nè, Khánh Ngọc áo xám nè, Khánh Ngọc cho số điện thoại Khánh Ngọc ơi, Khánh Ngọc áo xám nè, cho em số điện thoại nha Khánh Ngọc nha. Đây nè Thơ Nguyễn, đó dễ thương chưa, đẹp lắm nha mọi người, rất là xinh ha, 60.000 thôi. Phong này phong quần ống rộng giùm em ha, mặc thoải mái lắm mấy chị, có bụng là mà không thấy bụng luôn nha. Rồi màu em mặc là màu xám đậm, màu em mặc là màu xám đậm, màu xám nha mấy chị yêu nha, màu xám này màu đỏ nè. Em đang like set bộ nè chị ơi, đang like set bộ đây. Rồi màu xám đậm này, màu đỏ này, màu dương nè, xám đậm đỏ dương nè, cái này set bộ set quần chứ không phải set váy đâu nha. Màu xám, màu dương, màu đỏ, màu đô với màu rêu, xám dương đỏ đô với rêu. Rồi 60k à, lấy comment giúp em, 45kg mà ok mà Tâm Nguyễn chợ set này hả, 40kg mà ok cực kỳ luôn. Thì có, tại vì cái này là quần ống rộng nên là mặc giống như là không biết diễn tả sao nữa, mà em nói chung là em thấy đẹp lắm, giống như cái hàng này như là mấy cái hàng mà hàng mắc tiền á mọi người, mà người ta mặc á là dễ thương lắm luôn. Nguyên một set đó mọi người ha, nó rủ rủ thay gì á, là cái set mà hàng mấy trăm nghìn của mình nó may là bằng lụa, nhưng mà cái này của mình nó may bằng chất len. Thanh Tuyến một đỏ đô một rêu nè, set em mặc hai Thanh Tuyến ha, Thanh Tuyến đỏ đô với rêu nè, đỏ đô với rêu nè. Mà rẻ nó mấy chị ơi, có 60.000 thôi, em nói thiệt, Thanh Tuyến đỏ đô với rêu nè. Khánh Ngọc lấy cho số điện thoại đi Khánh Ngọc ơi, Khánh Ngọc lấy cho em số điện thoại đi nè, Lý Hạnh bộ sáng nè, Lý Hạnh xám này 60.000 nó tới Khang Tiến luôn. Em nói thiệt, quần này đẹp lắm, mấy chị mua đi. À, Tâm Nguyễn màu rêu nè, cho em số điện thoại đi Tâm Nguyễn ơi, Tâm Nguyễn rêu cho em số điện thoại nè, Tâm Nguyễn rêu cho em số điện thoại nha. Bộ này mặc nhìn dễ thương lắm mấy chị ơi, mới thiệt. À, Tâm Nguyễn cho em số điện thoại nè, Nguyên Lê màu đô nè, ok nè, Nguyên Lê màu đô nè. Khánh Ngọc ơi, đỏ đô nữa là cái áo hồi nãy á hả, áo hay lại gì chị, Na Nguyên màu xám nè, ok nè, Na Nguyên cho xin lỗi số điện thoại nha Na Nguyên nha. Khánh Ngọc ơi, chị lấy áo đúng không chị Na, Khánh Ngọc cho em số điện thoại đi Khánh Ngọc ơi. Ủa nhưng mà áo đỏ đô cũng hết rồi, áo đỏ đô hết rồi chị ơi, áo đỏ đô hết rồi nha, Na Nguyên xám nè, Na Nguyên cho chị xin lại số điện thoại. À có rồi kìa, Khoa Nguyên đỏ với xám nè, ok nè, Khoa Nguyên đỏ xám luôn là hết nha, hết màu đỏ với màu xám luôn, còn một màu dương thôi, Khoa Nguyên nè. Anh nói gì, Khánh Ngọc cho em số điện thoại đi, xám đỏ đô. Khánh Ngọc ơi, chị lấy áo đúng không, còn màu xám thôi chị, hết đỏ đô rồi chị Khánh Ngọc ơi, áo hồi nãy hết đỏ đô rồi, có cái áo dưới á, áo len á, đó 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 đó. Thoa Nguyên nè, Thoa Nguyên cho em số điện thoại nè, Thoa Nguyên đỏ xám nè, cho em số điện thoại nè. Rồi em còn một màu dương nha, em còn một màu dương, ai lấy màu dương comment giùm em màu dương luôn ạ. À, màu dương, màu dương hết xám rồi chị Phạm Mưng ơi, hết rồi, cu Tuấn Anh xám hết rồi nha, còn sẽ có set váy kiểu áo phát lên. Ủa không có ghi tên hả,
màu rêu cho, đợi em xíu nha mọi người ơi, một đỏ đô một rêu của Thanh Tuyến á. Tuyến đỏ đô với rêu. Rồi em còn một màu dương thôi mọi người, em còn một màu dương thôi à, em còn một màu dương thôi. Chị ơi đứng xem đợi xíu nha. Bộ cơ mà. Ủa nãy chị lấy bộ chứ không có lấy à... Rồi vậy là chị lấy không có lấy áo hả? Em còn một màu dương nữa là Khánh Ngọc ơi, em còn dương thôi là hết xám hết áo rồi. Đây nè, em còn màu dương thôi, chị Khánh Ngọc lấy dương giùm em được không? Em còn một màu dương thôi nha. Em còn một màu dương thôi à. Thao nguyên nè, thao nguyên bộ này với bộ đó nè, thao nguyên hai bộ nè, đem thử dương cho mấy chị coi nè. Em còn màu dương thôi Khánh Ngọc ơi, lấy màu dương giùm em được không? Áo hồi nãy chị không lấy hả? Em còn một màu dương thôi nha, 60 một set thôi nè, em còn một màu dương thôi, đỏ dương đẹp chưa? Em còn đúng một set màu dương thôi là hết rồi, ai lấy set dương chốt thì em set dương ha mọi ha. 60.000 một set thôi, còn đúng một set dương thôi. Có chân váy không ché? Có nha Mimi nha, chân váy có nè, xíu nó lên chân váy tiếp. Rồi, ai lấy set dương comment em set dương luôn mọi người, 60.000 thôi, 54 kg độ xuống à, ok hết nha mọi người nha. Khánh Ngọc bỏ cái xám ra đi, cái xám đó chị không lấy rồi. Hồi nãy tụi chị lấy áo. Rồi, ai lấy set dương chốt set dương giùm em nha mọi người nha. Chị lấy màu dương hả? Phạm Hân nè. Rồi Phạm Hân lấy màu dương cho số điện thoại luôn Phạm Hân. Phạm Hân lấy màu dương cho số điện thoại lên nha Phạm Hân nha. Rồi qua mẫu tiếp nha mọi người. Ai? Tâm Nguyên cho em số điện thoại. Tâm Nguyên nãy giờ xin quà không cho. Tâm Nguyên cho số điện thoại đi chị ơi. Chị có đơn hôm qua nhưng mà cho em cái số điện thoại đi Tâm Nguyên ơi. Để em chốt đơn, gộp đơn cho nó nhanh lên, cho nó gì, gộp đơn không có bị lộn đơn nha chị Tâm Nguyên nha. Rồi em qua mẫu nha mọi người. Phạm Hân lấy màu dương cho em số điện thoại nha Phạm Hân nha. Chị Khánh Ngọc ơi, xíu nữa chị lấy qua xếp len khác giùm em nha chị nha. Rồi chốt cho Hợp Quách luôn đi, Hợp Quách lấy màu dương này, hết dương luôn rồi. Phạm Hân chưa có điện thoại không thấy nè. Rồi Hợp Quách chốt cho Hợp Quách màu dương luôn nha. Hợp Quách màu dương nè. Ủa Phạm Hân có luôn kìa, Phạm Hân có số điện thoại rồi. Hợp Quách lấy màu khác giùm em nha, Hợp Quách nha. Hết rồi chị yêu. Rồi em lên cái form nha, form áo này, áo nhung nha mọi người, đầm áo gì cũng được hết nha. Đây nè, áo nhung đây ạ. À, nhung mà form đầm cũng được mà áo cũng ok luôn nha mọi người. Đây ha, đỏ đẹp chưa. Đây nhung nha mọi người, nhung ha mọi người ha, rất là xinh luôn. Ái mà có màu khác không, cái này hết rồi Đặng Thị Trinh Thi ơi. Đó hồi nãy hết rồi nha Đặng Thị Trinh Thi nha. Rồi ha mọi người, cái này là cái áo, cái này là cái áo phom dài vũ quần nha mọi người, phom dài vũ quần ha mấy chị ha. Đầm vẫn ok luôn nha mọi người. Rồi, 75.000 một áo, chị nào lấy comment giúp em luôn đi ạ. À, 75.000. 75.000 áo nhung nha mọi người. Ai lấy áo nhung comment giúp em áo nhung luôn à. Đẹp lắm luôn, 55 56 kg pho. Cái form này bao nha mấy chị, nhung nha mọi người ơi, rất là dễ thương luôn ha mọi người. Chia sẻ bài em nha mọi người nha. Tôi ơi cho đổi màu đồ, màu đô hết đô rồi chị ơi, cái set đó em hết luôn rồi đó. Set đó em hết luôn rồi, lấy giùm em đi, hết luôn rồi chị yêu ơi. Rồi, áo nhung em mặc nha mọi người nha, 75.000 ha, 75.000 một cái áo nhung em mặc. 75.000 nha mọi người. Rồi, ai lấy áo nhung em mặc comment giùm em áo nhung đi ạ. À, đẹp lắm nha mấy chị yêu ơi. Nhìn rất là xinh luôn, nó là áo phơm dài vũ quần nha mọi người nha, có một màu duy nhất thôi, một màu một. Trời ơi, chất nhung là cực kỳ đẹp ha mọi người ha. Cái này chị nào thấp thì mặc hình áo đầm cũng ok luôn nè. Vừa làm đầm vừa làm áo vẫn được luôn nha mấy chị. Form này bữa giờ bán nhiều lắm luôn á. Đó, form này dễ thương chưa, đẹp lắm luôn nha mọi người. Bên trong có một cái cho mặc một cái chân váy nữa đây. Đây xinh cực kỳ luôn ha. Đó, ai lấy thì comment giúp em nè. Áo nhung em mặc 75.000, cực kỳ đẹp nha mọi người nha. Nhung nè, mình hàng bên trong là mình hàng láng nha. Cái lớp bên trong là lớp láng nha mọi người, nên là mặc không hề bị ngứa nha mấy chị nha. Ai lấy áo nhung em mặc thì comment giùm em luôn. Áo phía sau em vải gì vậy em? Áo phía sau em hả? Phía sau em là cái nào? Cái này hả? Cái này vải gân chị, cái đó là nguyên một xé nha chị nha. Hai cái đi em, ok Ngọc Tuyền nè. Cái nhung, chất nhung đẹp lắm mọi người. Em nói thì có chất nhung rất là ok luôn ha. Cara Trang ơi, chị lấy cái gì à? Cho em số điện thoại vậy. Nhung em mặc á hả? Cara Trang lấy nhung em mặc không? Ai lấy áo nhung chối em chịu áo nhung nha. Ngọc Tuyền nè, 75.000 ha, 75.000 một áo nhung siêu rẻ luôn, siêu đẹp luôn.
áo nhung cho Ngọc Tiền hai cái nè. Cara Trang lấy cái áo nhung em mặc phải không chị ơi? Đúng thì ok mà em nè. Đó, có một màu thôi mấy chị ơi. Trời ơi, chất cực kỳ đẹp luôn. Trời ơi, thiệt luôn á. Form này hả, mấy chị mặc đầm cũng được mà mặc áo cũng được luôn. Mấy chị thích mặc kiểu nào mặc à. Tâm Nguyễn nè, ok nè. Tâm Nguyễn Nhung ha. Tâm Nguyễn Nhung nè, ai lấy nhung comment em chữ nhung nha mọi người ơi. 75 nghìn ha mọi người. Xứng đáng đồng tiền luôn mấy chị. Vải đẹp lắm mọi người. Áo bạn mặc có cỡ to không? Cái này là to lắm rồi chị ơi. Cái này là to cực kỳ luôn rồi chị. Nè, đó, form này hả? Cực kỳ to luôn rồi mấy chị ơi. Đó ha mọi người ha, cái này áo form dài giấu quần nha, có một màu thôi Quyên Mai. Cái này nó chỉ có một màu thôi nè. Nè, cái nào cũng vậy hết. Có một màu duy nhất thôi. Đây nha, ai lấy nhung comment em nhung nha mọi người. Rất là dễ thương nha mấy chị yêu ơi, đẹp lắm. 75 nghìn thôi mọi người. Mấy chị mua về á, cái chất này nè không có thua gì cái chất của hàng xịn của mình đâu nha mọi người nha. Cái chất rờ bên bề mặt bên ngoài rất là láng luôn, bên trong là mình hàng nè, không hề bị ngứa, không hề bị sót đâu nha. Rồi không có để cho Cara Trang đâu, tại vì không có thấy ok nên không có để. Có quần không chế, có quần nha lạc lõi. Rồi ai lấy áo nhung may mặc nữa không? Thì có áo nhung beo hõm. Áo nhung beo hõm hả? Áo nhung beo hõm thì đợi em xíu đi nha chị yêu khuyên tô. À, Ngọc Tuyền thêm một cái nha, ok Ngọc Tuyền nè. Ngọc Tuyền thêm một cái nè. Ngọc Tuyền thêm một cái nè, là ba cái ha. Xét số điện thoại chị đưa rồi, mai chốt đơn nha em. Ok chị Tâm Nguyễn ha. Cái nhung em mặc chị lấy không Nguyên Tô ơi, nhung này đẹp nè. Lúc nãy em nhập sai số nên giờ cho lại thôi à. Cara Trang cho lại số điện thoại kìa. Thì mới là hả tươi cho anh Thủ Con lo chút để mua thêm hàng. À em đây nãy giờ rồi chị Thạch Thảo ơi. Thạch Thảo khi nào mới về lần vậy, lâu quá à, chị ơi. Rồi ai lấy áo nhung người số áo nhung giùm em nha mọi người nha. 75 nghìn một cái áo mặc thôi nha mấy chị yêu. 55kg độ xuống mặt ok hết nha mấy chị yêu ơi. Rất là dễ thương luôn á, cực kỳ đẹp. Rồi đứng lên cho mấy chị xem lần nữa nha. Chị nào lấy thì chốt giùm em nha, em qua mẫu nha mọi người. Ai lấy thì chốt giùm em nha, em qua mẫu nha mấy chị nha. Đó, dễ thương chưa, cực kỳ đẹp luôn mọi người nha. 75.000 form này 55-56kg độ xuống mà ok hết, 60kg còn vừa nữa. Đó, đẹp lắm luôn, rất là xinh luôn. Mình hơn 63kg luôn hả? 63kg hả? 63kg thì bên đây không có hàng 63kg chị yêu ơi. Nhưng mà cái này chị ra form to này hả, bên em thì không có hàng 63kg đâu, chỉ có cái này là form to nhất thôi à. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. 75.000 ha. Rồi ai lấy áo nhung em mặc thì chốt nghe nha, em qua mẫu nè. Qua mẫu đây. Qua mẫu nha mọi người nha. Đây nè, qua cái áo sơ mi này đẹp lắm nè. Đây qua áo sơ mi nha mọi người, sơ mi jean ha, đẹp cực kỳ luôn á. Rồi qua mẫu nha mấy chị luôn nha, qua mẫu. Gần cuối tháng đó tôi ơi, tôi cũng nôn đồ tôi quá chừng này nè. Quá trời lâu luôn á, tới cuối tháng hôm nay mới có nhiều. Hôm nay mới có nhiều à. Rồi qua mẫu nha mọi người nha. Chị chọn đi, chị chọn đi mà chị chắc lấy là được rồi. Lấy quần đi chị, ok nè, đợi xíu ha, rồi qua mẫu luôn. Rồi nha mọi người, qua mẫu nha mấy chị nha, qua mẫu nè. Qua mẫu đây ha mọi người, qua một cái áo sơ mi này, sơ mi giả jean ha mấy chị ha, đẹp lắm luôn á mọi người, rất là xinh. Đây nha, quần là 140 một quần nha, quần lưng cao nha mấy chị nha. 3 size ML giùm em nha mọi người, 140 một quần ha mấy chị ha. Quần này kaki co dạng 4 chiều, quần lưng cao luôn nha mọi người nha. Size S với 46kg giùm em, M từ 46 tới là 52kg, L từ 52 tới 55kg giúp em là ok nha mấy chị. Phong quần này nó co dạng nhiều lắm nên là mấy chế mặc vừa size của mình thôi. Vừa số ký em đưa ra thôi, đừng có trừ hao nhiều quá em sợ nó rộng quá nha mấy chị. Nên là hả mặc đúng số ký thôi nha mọi người. Đúng số ký là ok, không sợ bị chụp đâu nên là ok yên tâm ha. Đây nè, rồi đợi em xíu nha mọi người. Áo này là áo cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Áo này dễ thương lắm, áo này là áo mới luôn. Form áo này là mới toanh luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đây ha, đợi em xíu ha. Áo này nó hơi rườm rạng xíu nên mặc nó hơi lâu á. Trời ơi quá đẹp luôn này. Áo này 55 nghìn một áo nha mọi người. Em có màu đen ha, màu đen, màu xám, màu xanh đậm với màu xanh. Vải đẹp lắm luôn nha mọi người, 55 nghìn một áo nha mấy chị nha. Con này 55 cái độ xuống mặt ok hết. 55k một áo này mọi người, rất là đẹp. Xúc xích. Xúc xích luôn.
đợi em xíu nha mọi người. Áo này có thun nha mọi người nha, áo này có thun ha mấy chị ha, áo này có thun. Đó, rất là xinh luôn nha mọi người nha. Đây cực kỳ đẹp luôn. Đó, xinh chưa? Màu em mặc là màu đen nha mọi người. Màu em mặc là màu đen nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn nha mấy chị. Quần thun đen hôm qua 101 có size không chị? Quần thun đen hôm qua 101 hả? Còn một size đó là size mặc vừa đó. Xuân Nghĩa Võ ơi, Xuân Nghĩa Võ bao nhiêu ký vậy để lấy size cho? Quần thun đen hôm qua có size luôn đó nha. Xuân Nghĩa Võ lấy quần size mấy thì nói số ký đi để tôi lấy cho. Rồi áo em mặc này mọi người. Ok chị Thảo ha, cảm ơn chị nhiều luôn á. Rồi đây mọi người mặc là màu đen nè, màu đen màu xám nha mọi người, màu đen màu xám ha, màu đen màu xám nha, màu xanh nhạt nè, 55.000 nha, với xanh đậm đây, đen xám xanh nhạt xanh đậm. Rồi ai lấy áo mặc cùng mình giúp em luôn ạ. 55 kg độ xuống mặc ok hết nha mọi người, 55.000 áo nha mọi người ơi. Có hồi nãy cái áo nhung mới chị có lấy không, Ngô Hà nãy giờ chị có lấy không? Xuân Nghĩa Võ lấy quần 47 kg này em chốt chị nha. Xuân Nghĩa Võ cho em số điện thoại đi, Xuân Nghĩa Võ cho em số điện thoại đi, em lấy quần 47 kg cho nè, cho em số điện thoại nha. Nè Xuân Nghĩa Võ nè, cho em số điện thoại đi Xuân Nghĩa Võ ơi, đẹp lắm nha mấy chị yêu. Ai lấy áo ấy mặc comment giùm em. Áo này có gì quên rồi, có thun nha mọi người nha. Áo này có chất thun á, có chất thun co giãn đây nè. Quần em mặc là quần lưng cao nha mọi người nha, quần lưng cao 101 một quần nha mấy chị nha. Đây rất là xinh luôn ạ. À, đẹp lắm nha mọi người, rất là đẹp luôn ha. Có túi luôn nha mọi người nha, có túi phân quần cực kỳ xinh luôn ạ. À, ai lấy quần thì chốt quần giùm em, ai lấy áo thì chốt áo giùm em nha mọi người nha. Size gì hả, lấy size nhỏ nhất cho Xuân Nghĩa Võ, size 1X, nó có 1X, 2X với 3X, lấy size 1X đó nha. Nguyên mai nè, 55 kg màu đen rồi, ok nè, nguyên mai 55k màu đen nè ha, nguyên mai nè. Nguyên mai áo này 55.000 nha mọi người, 55 kg độ xuống mặt ok hết á. Xanh nhạt cho Thạch Thảo này ok nè. Thạch Thảo cho em số điện thoại đi, đi đi chị đẹp ơi, Thạch Thảo nè. Thạch Thảo xanh nhạt nè. À, Thạch Thảo xanh nhạt rồi. Thằng Ly màu đen ok nè. Thằng Ly màu đen cho em số điện thoại, Nguyên Mai có mua rồi. Thằng Ly màu đen cho em số điện thoại nè, thằng Ly ơi, thằng Ly màu đen cho em số điện thoại nha. Thằng Ly màu đen cho em số điện thoại, áo thun tay dài đợi em xíu nha chị ơi. Chân váy nè, Quốc Phượng nè, Quốc Phượng cho em số điện thoại nè. Quốc Phượng chân váy hồi nãy đúng không? Quần váy hồi nãy không Quốc Phượng ha. Quốc Phượng cho em số điện thoại luôn. Quốc Vượng nè, cho em số điện thoại nha. Áo màu đen thằng Ly có rồi, cho em số điện thoại nè. Ok, lấy quần hôm qua rồi nha, có gửi ở trên đó tôi. Ok chị Thạch Thảo ha. Rồi nha mọi người, áo mặc đẹp lắm á chị. Áo này mua vậy bảo đảm ưng ha, chứ vải cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Em bảo đảm với mấy chị là ưng 100% luôn hả? Quốc Vượng nè, thằng Ly cho em số điện thoại đi hai chị. Màu em là mặc là màu đen nha mọi người. Màu đen nè, màu xanh đậm nè, màu xám nè ha. Đen xanh đậm xám nha mọi người nha, với màu xanh lợt. Đen xanh đậm xám với xanh lợt. Áo này 55 kg độ xuống mặt ok hết, 55.000 thôi à. Cái trước này là KT thun nha mấy chị nha, KT thun nha mọi người. Nên là ai lấy đi comment giúp em nha mọi người nha. Chất đẹp lắm. Trời ơi đẹp lắm luôn á nha mấy chị. Rất là xinh. Mấy chị không thích buộc cái dây ở chính giữa eo á thì mấy chị tháo ra. Cái dây này là mình cột vô để nhấn cái eo thôi, nhìn cho nó khác kháng xíu thôi. Chứ thật sự là mấy chị bỏ ra mấy chị mặc không cũng ok nữa đây nè. Ví dụ bỏ ra ha. Bỏ ra rồi mặc bỏ vô quần giùm em. Đây cũng đẹp nữa nha mọi người. Đó. Đó xin lắm một ai. Không nói chân váy ngắn đâu chị. Ủa vậy sao comment chân váy là sao? Chân váy dài là gì? Cho em xem xanh nhạt đi à. Em 55 kg xanh nhạt ok mà. Lấy lộn qua đây nè. Trời nó ngồi bị khùng luôn á. Chân váy dài là chân váy gì? Đâu có chân váy dài đâu. Màu đen cho Huệ Nguyễn nè, ok nè. Huệ Nguyễn màu đen nè. Cái đó là quần váy á chị ơi, quần váy á Thảo đợi em xíu nha. Huệ Nguyễn nè màu đen nè. Huệ Nguyễn màu đen đây. Rồi ha, đây nè màu xanh nhạt nè. Nó có cộng dây buộc eo mấy chị, nhưng mà mấy chị thích buộc cũng được, không thích buộc cũng ok. Cái này vải đẹp cực kỳ luôn.
Vải rất là mềm nha mấy chị nha, không phải là nó cứng 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 như là mấy cái jean kia đâu. Cái này vải rủ nha mấy chị nha, này vải mềm nè, vải rủ nha mọi người. Êm Vậy lắm luôn, mặc thích lắm. Quệ Nguyễn. Rồi xanh nhạt đi nha, ai lấy xanh nhạt chốt xanh nhạt. Mềm nó có một cái cộng dây buộc eo nè. Không thích mặc buộc eo giống giống như hồi nãy em mặc đó thì mặc đóng thùng như em cũng ok luôn nha mấy chị nha. Rồi mọi em mặc màu đen nha, màu đen, màu xanh nhạt, màu xanh đậm ha. Với màu xám, đen còn đúng một cái thôi á. Bữa nào nói chuyện váy jean về bán chị ơi, chuyện váy jean hả? Dạo này nó đang hot chuyên váy da nên nó phải ra chuyên váy da không à. Rồi ai lấy comment giúp em luôn đi ạ. Áo ai lấy nó không, quần em mặc có chị nào lấy không nè, quần em mặc có chị nào lấy không, quần em mặc đó nha, quần em mặc là 100 món một quần nha mọi người, SML ha, ba size nha mấy chị yêu. Tay đứng lên cho mấy chị yêu coi cái quần em mặc ha mấy chị yêu ha, rất là dễ thương luôn đó, đẹp chưa, xinh lắm nha mọi người. Quần em mặc nha mọi người, cái này có một cái nút khuy lại gài lại ha, bốn nút luôn đó, phong cực kỳ đẹp luôn, phong quần lưng cao nha mọi người nha, 100 món một quần thôi à, cực kỳ xinh. Ai lấy quần em mặc thì comment em quần em mặc nha mọi người. Sơ mi em mặc ai lấy nó không, Ngô Hà đâu rồi, chị lấy áo này không này Ngô Hà, đây này Ngô Hà ơi, chị lấy áo này không, áo nhung nha chị Ngô Hà nha, chị lấy thì ok giùm em nha Ngô Hà ơi, cho em số cái luôn đây nha, đó đẹp chưa Ngô Hà ơi, chị lấy áo nhung thì chối em áo nhung nha, áo phơm dài giấu quần á. Cho em đen được cái hàng đào này, hàng đào màu đen cho số điện thoại nha, hàng đào nha, hàng đào màu đen cho số điện thoại luôn, hàng đào cho số điện thoại nha, hàng đào ơi. Rồi qua mẫu nha mấy chị, qua mẫu nha. Ok ba cái, ok Ngô Hà nè. Một mét 50, 53 kg mặc vừa không em mặc vừa nha Phạm Trang nha. Áo này mặc ok nha Phạm Trang ơi. Ủa em nhớ chị đâu có tới số ký đó đâu chị. Em nhớ chị đâu tới số ký đó đâu đúng không? Đầm em còn một mẫu đầm đầm. Tại em lên màu áo này nữa rồi, em lên mẫu đầm cho coi. Em lên màu áo này nữa rồi, em lên mẫu đầm cho coi nha. Áo này là 50 nghìn thôi nha mọi người. 55 kg độ xuống mặc ok hết nè. Của hàng đào nè, có còn gì nè. Rồi áo len nha mọi người nha, em còn một cái áo này nữa chị Lưu Hà, đợi em xíu đi nha, em đưa cho chị coi, nó cũng là phơm dài giấu quần luôn, dễ thương lắm. Rồi áo em mặc 50k nha mọi người, len ha, 55 kg độ xuống mặt ngồi luôn đây ạ, à, cực kỳ đẹp luôn mọi người, chất len bao đẹp luôn nha mọi người nha, 50.000 thôi à. Áo em đang mặc hồi nãy là 55.000 áo nha chị Thanh Vi Lê ơi, 55.000 áo, 55 kg độ xuống mặt ok ha. Áo mặc thì 50.000 thôi, lấy cho chị, lấy cho chị của chị màu đen nha em, ok chị nè, màu đen ha. Ừ Thanh, ủa Thanh Villa có đâu, cái đâu có hàng đào. Ừ cái này phòng Phạm Trang nè, Phạm Trang lấy màu đen ha, Phạm Trang ha, Phạm Trang cho em số điện, ủa Phạm Trang này có đơn mà, Phạm Trang cho em số điện thoại đi Phạm Trang ơi, cho em số điện thoại lại đi chị yêu. Rồi ái mặc là trước lên nha mọi người, lên này hả 50.000 thôi, 55 kg bao mặc hết nha. Màu em mặc là màu đỏ đô nha mấy chị ơi, màu đỏ đô. Đỏ đô nè, màu xám ha. Đỏ đô màu xám này, màu hồng ruốc nè. Với lại màu trắng có xét nha. Có xét để em xíu rồi ai lấy màu gì cùng mình em màu đỏ luôn, ba màu nha mọi người. Long phan đỏ đô nè, ok chị nè. Hồng ruốc có đúng một cái thôi à. Long phan ơi, cho em lại số điện thoại đi chị Long phan. Long phan nè. Long phan đỏ đô nè. Rồi à, ai nữa, chị vừa soạn bài xong coi lựa tiếp nghe. Ok Trang Nam Nga, trời ơi soạn bài nãy giờ mất hết mấy mẫu đẹp rồi chị đẹp. Phạm Hưng đỏ đô nè, ok nè, Phạm Hưng đỏ đô nè, ai Thằng Nguyên không nhớ nữa. Đình Chí đỏ đô nè, ok Đình Chí đỏ đô là hết đỏ đô luôn nha, Đình Chí đỏ đô là hết đỏ đô luôn nè. Long phan đen với ruốc nè, ok nè, long phan đen với ruốc nè, rồi hết đỏ đô rồi nha, em còn trắng với là đen thôi nha mọi người, em còn trắng đen là hết nha. Minh Phan xám nè, Minh Phan ơi, Minh Phan có xám nha, hết đỏ đô rồi. Minh Phan màu xám nha, Minh Phan ơi hết đỏ đô rồi nè, Minh Phan cho em số điện thoại nè. Minh Phan màu xám nè, hồng ruốc hết rồi, Thạch Thảo ơi hết ruốc rồi, còn trắng với xám thôi, ngày mai chị ghé lấy nhau. Ok Đình Chí nè, hết đô rồi mọi người,
Còn áo sơ mi nữa không cưng. Áo sơ mi hả chị? Áo sơ mi có mẫu nãy chị Hằng Lý có lấy chưa? Em hết hơn sơ mi rồi chị ơi. Áo ấy mặc 50 nghìn nha. Quần là 101 nha mọi người. Áo ấy mặc 50 cao, quần là 101. 50 nhiều áo thôi Thảo Môn. Em còn màu trắng với là màu xám nha. Đây còn trắng với xám thôi. Ship chị ship quá đơn từ bao nhiêu vậy? Ship hai sản phẩm trở lên nha Suka ơi. Minh Phan có xám nha Minh Phan ơi. Minh Phan có xám rồi. Có xám rồi. Rồi còn trắng với xám thôi. Trắng với xám thôi. Này đỏ đô của Đình Trí nè. Đây còn một trắng một xám thôi là hết nha mấy chị yêu ơi. Một trắng một xám là hết. Ủa còn trắng với xám chứ tào lao. Còn ba trắng một xám là hết nha. Đây đó xám này đẹp. Ê, trắng này đẹp chưa? Rất là đẹp luôn nha. 1,5m nặng 54kg mặc vừa áo nha chị. Áo mặc ok nha chị ơi. Không biết đâu Quyên Mai ơi. Mai mới chốt được chị Quyên Mai. BB Trần màu đen nè. BB Trần trên số điện thoại nè. BB Trần màu đen nè. Trên số điện thoại đây chị yêu. BB Trần nha màu đen nè. Qua lục bình màu trắng cho lại số điện thoại luôn nha. Qua lục bình ơi. Qua lục bình có đơn á mà quên số điện thoại rồi. Qua lục bình cho số điện thoại nè. Có đơn. Ủa đơn dưới á nãy giờ chưa có. Qua lục bình trên số điện thoại nè. Còn trắng thôi à chị ơi. Còn trắng thôi Thạch Thảo. Còn trắng thôi nha mấy chị yêu nha. Ai lấy trắng chút trắng em đi. Còn đúng hai cái màu trắng thôi là hết rồi mọi người. Đây ha. Phạm Hân màu trắng luôn này. Áo này đẹp lắm mấy chị. Vải len này hả. Mặc rất là ok luôn á. Không có bị ngứa đâu ha mọi người ha. Len rất là ok luôn. Rồi em còn màu trắng thôi là hết nha mấy chị nha. Em còn màu trắng là hết. Ai lấy màu trắng thì chốt em màu trắng luôn à. Hết đen rồi còn trắng thôi chị ơi. Còn trắng thôi. Ai lấy màu trắng comment màu trắng cho em nha. Ai lấy màu trắng comment màu trắng giúp em nha mọi người. Ai? BB Trần cho số điện thoại này. Hiền Chi Bi màu trắng này. Hiền Chi Bi cho số điện thoại nha. Hiền Chi Bi nha. Hiền Chi Bi cho lại số điện thoại luôn. Rồi qua mẫu. Qua mẫu ha. Chị còn đầm không chị? Còn á. Còn mẫu đầm. À còn đầm á. Đợi em xíu nha. Tại em lỡ mặc cái quần nên là em lên một cái áo này nữa. Rồi em lên đầm cho mấy chị coi nha. Nè Hiền Chi Bi trắng này cho số điện thoại đi Hiền Chi Bi ơi. Rồi qua mẫu nha. Áo len em chuẩn bị lên cũng là 50 nghìn luôn nha mọi người. Len này em có màu xám, màu đỏ, màu đen, màu xanh, màu dương. Xám, đỏ, đen, xanh, dương. Nãy giờ chị nào chưa có màu đỏ, màu đen hay là màu dương gì đó thì lấy giùm em ha. Đỏ 50 nghìn một áo thôi nha mọi người. Màu em mặc màu xám nha mấy chị nha. Quần em mặc có ai lấy không? Quần em mặc là 140 một quần nha mọi người nha. 50... đây 101 một quần em mặc nha mọi người. Form đẹp lắm luôn á mấy chị yêu ơi. Rất là đẹp luôn. Quần lưng cao nha mọi người nha. Lưng cao cực kỳ luôn. SML. Qua gì? BB Trần không cho đen nè. Còn một cái đen hồi nãy nè. Còn một cái đen. Còn một cái đen. Kìa BB Trần cho kìa. BB Trần có số điện thoại rồi. Rồi hết trắng luôn rồi nha. Áo hồi nãy hết trắng rồi. Chị gom đo. Chị gom đó em nhé. Là sao Hằng Đào? Rồi ha. Em đọc màu áo em mặc đây. Sơ mi khi nãy em mặc đi cho chị. Áo sơ mi khi nãy em mặc đi. Chị lấy màu gì Thanh Vi Lê ơi? Em có hai màu xanh đậm với xanh nhạt thôi nha Thanh Vi Lê nha. Nè sơ mi thì chị lấy comment em chữ sơ mi ha. Xanh đậm xanh nhạt. Rồi áo em mặc nha mọi người 50.000 nha mọi người. Em có màu xám màu đỏ này. Mọi mặc màu xám ha. Xám này khác xám hồi nãy. Cái xám này khác xám hồi nãy không giống đâu. Màu xám màu đỏ này mọi người. Xám đỏ đen nha. Xám đỏ đen nè. Xám đỏ đen này màu xanh nè ha. Xám đỏ đen xanh với dương ha. Xám đỏ đen xanh dương nha mọi người nha. Màu đen nè. Màu đen nè. Màu xanh nè. Màu dương nè. Màu đỏ cho Minh Phan nè. Ok nè. Minh Phan màu đỏ nè. Minh Phan màu đỏ này. Hết đỏ rồi Tâm Nguyễn ơi. Hết đỏ rồi. Hết đỏ rồi mọi người. Em còn màu xám màu đen hả. Còn màu xám màu đen nè. Màu xanh nha mọi người nha. Với màu dương thôi. Màu xám màu đỏ màu đen màu xanh màu dương. Rồi ai lấy màu gì comment cho em màu đỏ luôn à. 50 nghìn. 55kg độ xuống mặt ok hết nha. Len mặc rất là thoải mái mấy chị yêu nha. Len này mặc không bị ngứa đâu mấy chị ơi. Nên là yên tâm nha mọi người nha. Yên tâm nha mấy chị yêu nha. Rồi ai lấy comment giúp em luôn à. Xám dương ok chị Thạch Thảo nè. Xám dương nè. Chị Tâm Nguyễn ơi bên em là chị ghi đặt trước á. Còn đồ bộ nhưng có đồ bộ nha Ngọc Anh. Có đồ bộ. Cái này của Tâm Nguyễn nè. Ấy lộn mà của chị Thạch Thảo chứ. Cái khi nãy mặc đi. Cái khi nãy em mặc hết rồi. Em còn hai màu đó thôi là chị Thanh Vi Lê ơi. Rồi em còn màu xám, màu đen, màu xanh nè. Chị nói lấy xám đen xanh comment đi. Em xám đen xanh nha mọi người nha. 50 nghìn thôi. Chị gồm đơn mặc ai chọn nữa ok Hằng Đào ha. Nay còn sớm mà giờ nghỉ rồi trời. Nhung Phạm màu xanh nè ok nè. Nhung Phạm xanh nè.
Nhung Phạm mai em gọi nhớ bắt máy giùm em nha chị Nhung Phạm ơi, không bắt máy là không đi đơn được đâu nha chị yêu. Nhung Phạm màu xanh nè. Rồi em còn xám đen, em còn xám đen, ai lấy xám đen cùng mình xám đen giùm em. Thanh Vy ơi, chị lấy màu gì vậy? Em còn màu xanh đậm với màu xanh lợt thôi à. Chị lấy màu gì thì chốt giùm em nha Thanh Vy Lê nha. Rồi áo mặc còn màu xám với lại màu đen nha mọi người. Còn hai xám hai đen thôi là hết nha, hai xám hai đen là hết. Ai lấy cùng mình giúp em luôn. Cái này Ngô Hà ơi, Ngô Hà đâu rồi chị? Để em đưa cái áo này lên cho chị này con cái nha mấy chị ơi. Rồi em lên set, em lên đậm hả? Rồi nha, đây nè, áo này nha chị Ngô Hà. Chất nỉ nha chị ơi, nỉ. Đỏ đẹp lắm luôn ha. Em có một bò màu đen màu xám ba màu, chị lấy màu gì? Bò đen xám nè, áo này lấy không? Ngô Hà, lấy thì chốt em màu nha, Ngô Hà nha. Có size S không? Không có size chị ơi. Áo này em mặc có hàng free size nha chị nha. Coi lại comment đi. Chị ơi bên em là chị kia trước mà. Chứ chị trước là em đưa chị trước rồi, yên tâm nha. Chị mà lấy trước là em đưa chị trước rồi, yên tâm ha chị yêu ơi. Em vẫn chọn mà, ok hàng đào nè. Tưởng đâu giờ đi ngủ rồi chứ. Áo xám dài tay ok Nương Lê nè. Nương Lê cho em lại số điện thoại nha Nương Lê nha. Nương Lê cho em lại số điện thoại nha chị. Ủa áo xám dài tay là áo em mặc đúng không? Nương Lê nè. Chị Nương Lê ơi, áo em mặc đúng không chị? Đúng thì ok em cái nha Nương Lê nha. Nương Lê xám em mặc nè. Rồi ai lấy nữa không ạ? À? Áo em mặc còn xám với lại xám với đen thôi ha. Áo em mặc còn xám với đen thôi. Em lên mẫu đầm. Mà cái đầm này đầm 2G rồi mọi người hả? Ok Nương Lê nha. Có yếm hay chân váy lên dài không? Có đầm yếm thôi cô Vinh Vũ ơi. Chân váy lên dài thì không có hả chị hả? Em thử áo xám. Áo xám chị xem cái. Áo xám đâu vậy? Áo hồi nãy còn xanh đậm với xanh lợt đó chị ơi. Xanh đậm với xanh lợt chị lấy màu gì? Rồi em qua mẫu nha. Qua lên đầm qua body nha. Em lên đầm body nha. Đầm body đây nè mấy chị. Đầm body này 55kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người. 2 giây mấy chị yêu ơi, đầm này đầm 2 giây. Lên 2 giây nha. Form đầm này 55kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người. Đẹp lắm. Đây ạ, 50.000 một đầm thôi nha. 55kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người nha. 50k một đầm thôi. Bò em hoặc màu trắng. Đó, xinh chưa? Cái này là cái đầm body nhưng mà ở trên đây nó có cái bảng nha mọi người nha. 50.000 một đầm, 55kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người. Màu em là màu trắng ha. Màu em mặc là màu trắng sọc đen nè. Trắng sọc đen nha mọi người. Trắng ha, trắng nè. Rồi màu này là màu dương. Màu này là màu dương nha mọi người nha. Màu em mặc là màu trắng, màu dương nè ha. Rồi màu xanh nha mọi người nha. Màu xanh, màu xám nha mấy chị. Màu xám ha. Màu này màu vàng nha mọi người nha. Màu vàng 50.000 thôi, màu vàng. Rồi cái này là sọc lớn nha mọi người nha. Sọc lớn, sọc lớn. Rồi đây là màu đô đây ạ. Màu đô nha mọi người nha. Rồi 50.000 một đầm. Ai lấy đầm em mặc thì chốt giùm em đầm luôn ạ. Đầm ha. Chốt lên gân nha mọi người nha. Ở trên đây có một cái bảng nè. Bảng này bảng thun rất là đẹp luôn. Cái gì vậy? Rồi ai lấy comment giúp em nha mọi người. 50k đầm body em mặc nha mọi người ơi. Rất là dễ thương luôn nha mấy chị yêu nha. Siêu đẹp luôn á. Quần hả? Quần em mới lên cái mẫu hồi nãy rồi mà có dây chứ chị cũng không thích cái quần đó đâu. Xíu nên lên cái quần thay khác cho chị coi. Rồi ai lấy đầm em mặc không mọi người? Đầm em mặc 50.000 thôi nha mọi người ơi. 50.000 thôi à. 50k nha, 55kg độ xuống mà ok hết nha mọi người. 2 giây. Có chế nào lấy 2 giây không? Xinh lắm nha mọi người nha. Đẹp lắm. Đó. Đẹp lắm luôn nha mọi người ơi. Rất là dễ thương luôn ha. Chế nào lấy comment giúp em luôn. Đầm này không có hở đâu mấy chị yêu. Nhưng mà cái chân vải cực kỳ ok luôn. Màu em mặc là màu trắng nè. Đây nè Lan Nguyễn. 50.000 thôi chị ơi. 55kg băng mặc hết ha. Đầm này xinh lắm mọi người. Đây đằng sau đây ạ. Đó đẹp chưa? Rất là xuất sắc. Ai lấy comment giúp em nha. Xinh lắm mọi người. Sọc lớn ha, đợi em xíu nha Mỹ Lan nha. Trắng đen chị mặc ok Kiều My nè. Kiều My trắng đen em mặc ha. Kiều My nè.
Yumi này. Rồi Phạm Trang áo mặc ok Phạm Trang ha, rồi cái mặt hết nha, cái mặt hết nè. Rồi bé chảnh xám nha, ok nè. Bé chảnh xám này 50.000 thôi, đầm này dễ thương lắm á. Bé chảnh màu xám nè, mà rẻ nữa. Có đẹp mà tiếc tay mình to. Nít cái này mà tay nào chị nào mà to thì phải một cái áo khoác len nhẹ ở ngoài thôi nhìn cũng xinh lắm á. Cái đó mình mặc mùa lạnh cũng được nhưng mấy chị, chứ không phải hai game mà mặc mùa lạnh không được đâu. Mình khoác một cái áo vậy là cũng rất là xinh luôn ha. Rồi em còn màu xám này, đâu rồi sọc lớn là đây nè, sọc lớn này chị mới like. Chị trắng trắng với mặt này đẹp nè. Đây sọc lớn ha. Đây nè, đẹp cực kỳ luôn mọi người. Đây sọc lớn nha mọi người nha, sọc lớn nha mọi người. Đó, sọc đỏ cho Khuyên Tô nè. Khuyên Tô cho em lại số điện thoại nha Khuyên Tô nha. Khuyên Tô nè, cho em số điện thoại lại đi chị ơi. Khuyên Tô nè. 50.000 một đầm thôi nha. Sọc lớn là cái em cầm nha. Rồi em có sọc lớn này màu vàng nè ha. Màu này là màu dương nha, màu xanh. Đó, ai lấy màu nào cùng mình đi lấy màu đỏ đi ạ. À. Để em thử màu vàng cho mấy chị yêu coi nha. Sọc lớn cho Mỹ Lai nè. Mỹ Lai cho em số điện thoại chị ơi. Có đơn rồi hả? Mỹ Lai nãy giờ có đơn hả? Rồi để em xíu muốn anh cho coi ha. Vải thun thì Quỳnh ơi, thun ha. Thun gương nha chị nha, thun gương. Ai? Khuyên Tô cho em số điện thoại Khuyên Tô ơi. Mỹ Lai nè. Rồi để em thử màu khác rồi đứng lên cho mấy chị yêu coi. Em còn màu vàng ha, màu dương với lại màu xanh thôi. Màu vàng, màu dương, màu xanh 50.000 thôi à. Vàng, dương, với xanh nha mọi người. Cái này của ai quên rồi. Phạm Trang. Đây này, còn vàng, dương, với xanh nha mọi người nha. Vàng, dương, xanh. Nói chung mấy cái đầm này màu nào cũng đẹp hết đó mấy chị. Sọc nên là nhìn mặt không có chán đâu mấy chế ơi. Sọc mặt rất là ok luôn ha. Đây nè, đỏ màu vàng đây, đẹp chưa? Xuất sắc, rất là xinh ha. Đẹp lắm nha mọi người. 55kg bao mặt hết 50.000 thôi. Hết sọc lớn rồi chị ơi. Hết sọc lớn rồi. Ok Mỹ Lai ha chị ơi. Màu xám chốt cho em rồi mà màu. Bé Chảnh ơi chốt cho em rồi nè. Na Nguyễn ơi hết màu đỏ rồi. Chị còn màu vàng nè. Lấy vàng được không? Màu vàng, màu dương với là màu xanh là ba màu. Đó dễ thương lắm rồi mấy chị ơi. Màu nào cũng đẹp hết. Màu vàng, màu dương, màu xanh ha. Màu vàng, màu dương, màu xanh nha mọi người. Ai lấy màu nào chốt mẹ màu đỏ nha. 42kg ok nha chị ơi. Tại vì đầm này là body nha mấy chị. Nên là mặc lên nó sẽ căng theo cái, nó sẽ ôm theo cái body của mình nha. Mặc rất là xinh luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi ai lấy comment giúp em luôn. Em còn đúng 3 màu thôi là hết rồi. Màu này là sọc màu dương nha mấy chị. Không biết màu dương hay màu đen nữa. Màu dương nha mọi người. Sọc màu dương đậm, màu đen dương ha. Rồi màu này là màu xanh nè. Mọi mặt là màu vàng. Đó, ai lấy màu nào cùng mình em màu đỏ luôn ạ. À. Heo xinh màu vàng nè, ok nè. Heo xinh vàng này 50.000 thôi, heo xinh màu vàng đây. Rồi, vàng dương với lại xanh. Vàng dương với xanh ha. Vàng dương xanh, ai lấy màu nào chú màu đó em. Cái màu em mặc với cái màu xanh này nè, mặc lên dễ thương lắm nha mấy chị ơi. Đừng có nhìn vậy mà thấy nó không đẹp ha. Mặc lên rất là đẹp. Mấy cái màu vậy nhìn mặc lên dễ thương lắm, nhìn nó lạ. Màu dương nè, ok, cà phê sữa đá nè. Mặc lên nhìn xinh lắm, nhìn nó lạ lạ mấy chị yêu. Còn mấy màu kia thì mặc hoài rồi. Cà phê sữa đá màu dương nè. 50k thôi. Rồi em còn màu vàng với lại màu xanh thôi nha mọi người. Còn vàng với xanh thôi nha mọi người nha. Còn vàng với xanh. Ai lấy vàng xanh comment vàng xanh giúp em, vải đẹp lắm. Đây. Đó thun gân ha mọi người ha. Ở trên đây là một cái lớp bo. Nó có một cái vòng bo nè. Đó nên là nhìn dễ thương cực kỳ luôn. Rồi em còn một cái màu vàng, em còn màu vàng với là màu xanh thôi ha. 43kg không rộng đâu em ơi. Đây cái này body mà. Mặt nó là không có rộng đâu ha, yên tâm. Siêu đẹp. Rồi, Na Nguyên màu em mặc nhé hả? Na Nguyên này, Na Nguyên khác nữa nè. Na Nguyên cho em số điện thoại đi chị Na Nguyên ơi, Na Nguyên mới nè. Na Nguyên cho em số điện thoại nha. Rồi em còn màu biển, màu xanh biển nè. À lấy màu biển chốt màu biển cho em nè. Na Nguyên này cho số điện thoại nè. 50k một đồng thôi à, bao đẹp bao rẻ luôn mấy chị yêu ơi. Không phải Na Nguyên này, Na Nguyên hình khác. Ừ, Na Nguyên khác. Đây nha, rồi mẫu này xong rồi em lên xách bộ cho coi ha. Đó, đẹp chưa? Rồi còn một cái màu biển thôi, em còn hai cái biển duy nhất là hết. Hai cái màu xanh duy nhất là hết này, 50k một màu xanh em mặc thôi. Na Nguyên lấy đi cho em số điện thoại nha. Có chưa? Ủa Na Nguyên. Ủa phải không? Chị của em mấy cái không biết nè anh Ngọc ơi. Để em mai chốt ha.
mai chốt nha anh Ngọc Nguyễn gì đó ơi, mai chốt nha. Rồi em qua mẫu nha mọi người, lên xét nha mọi người ha. Đây lên xét nha mọi người. Màu xanh cho Duy Nguyên nè. Ok Na Nguyên nè, Duy Nguyễn màu xanh, Duy Nguyễn xanh nãy giờ có Duy Nguyễn không? Duy Nguyễn nãy giờ có đơn chưa ta? Duy Nguyễn cho số điện thoại đi Duy Nguyễn ơi, nãy em đưa chị cái áo đó chị không thích hả? Duy Nguyễn xanh này 50.000 nè. Ok Duy Nguyễn nè. Rồi còn một cái màu xanh thôi nha mọi người. Em còn một cái xanh là hết ha, em qua mẫu này nha mấy chị ơi, qua mẫu đây. Áo hôm nay cũng không có gì. Áo nãy giờ như like hết mấy mẫu rồi chị ơi, mà chắc mấy mẫu đó chắc chị không hợp ý chị quá. Rồi qua mẫu nha, qua bộ lửng nè. Bộ này hình như là bộ lửng ha. Có ai lấy cái đầm em mặc nữa không à? Ai lấy đầm em mặc thì chốt giùm em nha. Váy xanh cho Hằng Nguyên nè, Hằng Nguyên trên số điện thoại nha Hằng Nguyên ơi. Hằng Nguyên trên số điện thoại đây chị ơi. Hằng Nguyên váy xanh trên số điện thoại luôn. Rồi em qua mẫu đây ạ. Qua xét con hổ nè. Cái thằng Nguyên này không có cho thích hợp. Ủa xếp này quần dài. Rồi bộ này 65.000 nha mấy chị nha. Bộ này 65.000 ha, 53kg độ xuống mặt ok hết. 53-54kg độ xuống mặt ok hết nha mọi người. Mọi em mặc là màu đô nha mọi người nha. Đấy dễ thương chưa ạ. Mọi em mặc là màu đô nè. Quần này nó hơi em mặc vào tới đây nè mấy chị. Em 1m62 ha, em mặc nó hơi lửng lửng xíu nha mọi người. Chị nào thấp hơn em thì mặc thành quần dài giúp em nha mọi người nha. Hết rồi Nikki Bảo Trưng ơi, ok chị Hằng Nguyên nha. Nikki Bảo Trưng ơi hết xanh đầm rồi. Rồi ha, mọi mặc là màu đô nè. Em đọc màu 65.000 một set ha, màu đô. Nikki Bảo Trưng ơi, cái đầm hồi nãy rồi, hết rồi chị ơi, đầm hồi nãy hết rồi chị. Rồi mọi mặc là màu đỏ đô nha mọi người nha, đỏ đô nè. Đỏ đô này màu đen nha, đỏ đô này đen nha mọi người. Đỏ đô đen nè, xanh nè, xám nè, đỏ tươi nè ha. Màu vàng nha mọi người nha, màu vàng. Rồi màu hồng ruốc, rồi ai lấy màu gì comment giùm em màu đỏ luôn ạ. 65.000 ha, Mỹ Lai màu vàng nè. Mỹ Lai vàng nè, Hiền Chi Biên màu đô này ok nè. Chi với bồ nô này hết rồi. Nikki Bảo Trưng ơi, cái đồng hồ này hết rồi người đẹp. Rồi màu đô là màu em mặc ha, hai tay có hai cái viền này có hình con hổ luôn nha mấy chị yêu nha. Màu em mặc là màu đô nha, màu hồng nè, màu đô, màu hồng, màu đỏ tươi nè mấy chị ơi. Mấy chị nhớ bấm theo dõi Facebook giùm em nha mấy chị nha. Facebook của em á, nhớ bấm theo dõi em nha mọi người. Đúng rồi em coi hả, đây nè em bước lên cho chị coi. Không có đồ bộ 60kg đâu chị ơi, hàng bên em không có đồ 60kg đâu chị ơi. Có đầm không chị? Có chị. Ủa đâu mà nãy em lên màu đó mà chị không không vừa hả? Không ưng ý hả? Xíu lên màu khác cho coi nha. Xíu lên màu khác cho coi đây nè. Đó, bộ em mặc đây ha. 65.000 một bộ nha mọi người nha. 53-54 cái độ xuống mặt ok xét em mặc luôn nha mấy chị. Rất là dễ thương luôn. Ngọc Nguyễn màu đen nè. Ngọc Nguyễn đen nè. Ngọc Nguyễn màu đen nè. Có đầm chị, đợi xíu đi. 55kg 1m58 hả? 55kg 1m58 mà cái bộ này á hả? Cũng có thể vừa nha, Hiền Luna nha. Có thể vừa á. Rồi, lạc lối màu đô rồi hết đô luôn nha. Lạc lối cho số điện thoại nè. Rồi em còn màu đỏ ha, màu hồng ruốc nè. Rồi màu xám ha, với màu xanh thôi. Mỹ Lai màu xanh luôn nè. Không biết đầm body còn không nữa, để em xíu nha. Đầm body không biết còn không, Mỹ Lai màu xanh nè. Quần jean không có quần jean chị ơi. Thanh Trúc ơi hết đô rồi còn đỏ thôi à. Lạc lối lấy cho số điện thoại này. Em có sĩ nha, Thị Hồng Cúc gì, Thị Hồng Cúc Quỳnh sĩ bóp em nha. Lạc lối đô cho số điện thoại nha. Lạc lối ơi chốt cho em đô rồi nha Hiền Chi Bi. Rồi Thanh Trúc hết đô rồi nè. Em còn màu xám, màu hồng rú với lại màu đỏ, màu xanh thôi. Lạc lối không cho em số điện thoại, em đưa người khác nha.
Mấy chị cho em số điện thoại đi nha, mấy chị nào lấy hàng cho em liền số điện thoại đi nha mấy chị ơi, không có số điện thoại để em đưa người khác á. Rồi em còn màu xám, màu hồng ruốc, màu đỏ, màu xanh thôi. Xám, hồng ruốc, đỏ, xanh, ai lấy màu gì chú màu đó em luôn ạ. Dễ thương lắm nha. 65.000 một bộ thôi chị Nhi Nguyên ơi, bộ này 65.000 thôi ha. Xám cho khuyên tô này, ok nè, khuyên tô màu xám nè. Khuyên tô màu xám nè. Rồi em còn màu đỏ, màu xanh, màu hồng ruốc. Ai lấy đỏ, xanh, hồng ruốc comment em đỏ, xanh, hồng ruốc luôn. Có quần không chị? Có chứ, nãy giờ lên quần sao không? Không thấy ai hết trơn nè. Em có mấy cái mẫu quần này nè, em còn mấy size xíu nữa em lên cho mấy chị coi luôn. Đủ thứ mẫu cho mấy chị luôn á, nhưng mà phải đợi một xíu đi, cái đó chắc phải gần cuối giờ mới like được. Tại cái đó còn có hai ba cái không à. Mà quần toàn quần hết không á. Xếp dài còn nha em ơi, xếp dài còn, đợi chị xíu đi chị lên luôn. Đây ha. Đó. Rồi, em còn đỏ nè. Xếp quận 12 30 nha Duy Nguyễn ơi, quận 12 là xếp 30. Rồi ha, màu đỏ nha mọi người ơi, màu đỏ ha. Màu đỏ nè, màu đỏ, màu xanh, màu hồng ruốc, còn có 4 màu thôi là hết rồi. Đỏ, xanh với hồng ruốc nha. Xếp này tầm 53 54 cái độ xuống là ok nha mọi người. Thì là 1m6 là 55 cái độ xuống là ok luôn ha mọi người ha. Rất là đẹp luôn mấy chị yêu nha, đẹp lắm. Rồi. Em còn đỏ xanh với hồng ruốc, ai lấy nữa không ạ? Đỏ xanh hồng ruốc nha mọi người nha. Còn đúng 4 bộ là hết rồi. 4 bộ là hết nha. Đỏ xanh với hồng ruốc nha mọi người. Ai lấy đỏ xanh hồng ruốc comment em đỏ xanh hồng ruốc luôn. Có chị nào lấy áo khoác không ạ? Có ai lấy áo khoác không mấy chị yêu? Chế đâu lấy áo khoác đi hả? Lên giùm em đi rồi hả? Em lên áo khoác nha. Em qua mẫu nha mọi người. Qua mẫu à, qua đầm ha, lên đầm nè, đầm lắm. Rồi lên đầm yếm nha mọi người, yếm này yếm len ha mấy chị ha. Yếm len rất là dày luôn á. Yếm len này 55.000 thôi, 55 kg độ xuống mặt ok hết luôn. Ai lấy bộ nữa thì comment giúp em nha. Em còn màu đỏ, màu hồng ruốc với lại màu xanh thôi. Đỏ, hồng ruốc với xanh thôi nha mọi người nha. Em còn nhiều hàng lắm, chị nào mà muốn coi quần á thì đợi giùm em đi nha mấy chị yêu ơi. Đợi giùm em đi, tại cái đó còn có một mẫu, còn có hai ba cái thôi mà hạ cả chục mẫu luôn á. Nên là mấy chế hả, muốn mà mua cái quần đó thì đợi giùm em gần cuối giờ đi ha mấy chị yêu ha. Em lên cho mấy chị coi, chứ bây giờ mất công lên mấy cái đó là mấy chị kia không có lấy được mấy cái hàng khác. Rồi đây nè, yếm lên nè. Yếm lên này 55.000 một đầm yếm nha mọi người, 55 kg độ xuống là ok hết nha mấy chị yêu nha. Cái chất này là chất len nha mọi người, mặc dễ thương lắm luôn á, dày dặn lắm. Thấy em thấy chị Loan Huy nha chị ơi, đây nha chị mấy chị ha. Đây, màu em mặc là màu dương nha mọi người. Màu em mặc là màu dương nha, đuôi cá có một cái nút xéo xéo bên đây nè. Đỏ màu dương là màu em mặc. Em có màu dương, màu xám, màu ngói thôi ba màu. Dương xám ngói đầm này 55 kg mặc ok hết nha mọi người nha. Đây cực kỳ đẹp luôn. Chất bên trong áo là chất cô tông, còn ở ngoài là chất len nha mọi người nha. Ở ngoài là mình len thun len đó, mà len này dày dặn lắm. Rồi, màu em mặc là màu dương nè, màu xám nè. Này, một cái set yếm của nó như vậy đây à. Dày lắm nha mấy chị yêu nha, rất là dày luôn. Màu dương, màu xám, màu ngói ha. Đây, dương là màu em mặc nè, màu ngói đi nha mọi người. Ngói đi ha mọi người ha, ai lấy comment giúp em luôn à. Ship tỉnh đồng giá 35.000 nha chị ơi, Tuyền Quỳnh màu dương nè. Cho em số điện thoại nha người đẹp ơi, Tuyền Quỳnh. Cái gì vậy? Tuyền Quỳnh màu dương nè, cho em số điện thoại nha Tuyền Quỳnh nha. Rồi màu dương, màu ngói, màu xám nha mọi người, ba màu thôi. Màu dương, màu ngói, màu xám 55.000 thôi ha mấy chị ha. Đẹp lắm, dày dặn cực kỳ luôn á. Nhi Uyên màu ngói nè, Nhi Uyên cho số điện thoại nha. Nhi Uyên ơi. Nhi Uyên cho số điện thoại nha Nhi Uyên nha. Rồi màu ngói cho Nhi Uyên nè, 55.000 thôi nha mọi người. 55 kg bao mặt hết mấy chị yêu. Rồi em còn màu dương với màu xám thôi nha mấy chị yêu nha, dày dặn lắm. Xám là áo màu đen. Xám là áo màu đen hết. Ngói rồi Sakavi ơi, còn màu dương với màu xám thôi. Còn màu dương với màu xám thôi à. Đây nè, màu xám. Màu xám là áo màu đen nha mọi người nha. Xám là áo màu đen ha. Đây rất là đẹp luôn nha mấy chị yêu nha. Xám là áo màu đen nè. Đó, xinh lắm luôn mọi người, dày lắm mấy chị. Dương là màu em mặc nha, màu dương cũng xinh nữa.
Dương cái này là dương đen rồi, nhìn sơ nó tưởng giống như là màu đen vậy mà thật sự nó không phải là đen mọi người, nó là màu dương thôi mọi người ha. Nên là mấy chị nào lấy thì chốt em nha mọi người ơi. Cái này là 55.000 một cái đầm nha chị, màu em mặc là màu dương chị Thạch Thảo. Còn màu em cầm là màu xám nè, xếp bộ hồi nãy con màu gì vậy chị? Xếp bộ hồi nãy á hả? Con màu màu đỏ, màu xanh, màu hồng với lại màu đỏ xanh hồng với lại màu à đỏ xanh với hồng á chị Tuyền Quỳnh ơi. Thạch Thảo màu dương nè, ok chị đẹp nè. Thạch Thảo màu dương nè. 55.000 thôi rồi em còn một dương một xám thôi. Tuyền Quỳnh lấy bộ hồi nãy không chị ơi? Lấy bộ nãy thì em chốt cho luôn nè. Rồi em còn một dương một xám thôi là hết nha mọi người. Em còn một dương một xám thôi là hết. Cái đầu của Thạch Thảo á, đẹp lắm nha. Để em mở xám ra cho mấy chị coi ha. 55.000 thôi. Ai lấy comment giúp em luôn đi ạ. À. Thèm màu xám nè. Đó, đẹp chưa? Áo bên trong là màu đen. Đó, xuất sắc chưa? Đẹp lắm luôn nha. Dày lắm mấy chị ơi, cái màu xám này vải quá dày luôn. Dày quá trời luôn, dày quá so với quy định luôn á. Rất là dày nha mọi người nha. Rồi ai lấy xám nó chốt xám giùm em, ai lấy dương chốt dương giùm em luôn ạ. À. Còn một dương với một xám thôi là hết rồi nha mọi người. 55.000 một đầm yếm em mặc ha. Rất là dễ thương luôn mọi người. Body hả? Body không biết em còn không nữa, để em xem thử coi chị yêu ơi. Body không biết còn không. Rồi ai lấy dương xám comment dương xám giùm em nha mọi người nha. Rất là dễ thương luôn nha mấy chị. Đẹp lắm luôn á. Rồi em qua mẫu nè. Qua mẫu đây. Nãy còn chị hồi nãy chưa kịp thấy là đem đưa lên cho chị coi cái ha, đưa nhanh ha. Rồi đây này, cái quần này chị yêu ơi, đây cái quần đi nha. Rồi cái áo nè, nè Tuyền Quỳnh lấy màu gì thì chốt em ha. Đây là cái áo nè, đó đẹp chưa, đây ha, cực kỳ xinh luôn, set hổ. Rồi Tuyền Quỳnh lấy cái set này màu gì thì chốt giùm em nha. Em qua set tay dài nè, em lên set tay dài này nữa rồi em lên cái đầm cho mấy chị coi nha. Rồi lên set tay dài nè mọi người. Đầm em mà ai lấy thì chốt em nha. Còn một dương một xám thôi là hết rồi nha mọi người. Gửi đồ hồng chưa tươi? Dạ chưa chị ơi. Nãy chị có mua gì thêm giùm em không? Đang đợi chị mua gì thêm đó. Mà nãy giờ không thấy chị mua gì hết đó. Buồn thấy ghê luôn. Đang đợi coi chị có lụm được cái nào nữa không? Mà sao không thấy chị mua gì hết trơn á trời. Rồi cái bộ nha mọi người, bộ này 80k nha mấy chị ơi. Tay dài 80.000 nha, 53kg độ xuống mặt ok nha mấy chị ha. Cái này vải dày dặn lắm, màu mặt là màu xám đậm. Nó đẹp lắm luôn. Ok chị Minh Phan ha, mà còn sớm mà sao sao không coi giùm em đi trời. Giờ này mới 9 giờ rưỡi ra đi ngủ rồi hả. Rồi mọi mặt là màu xám nha mọi người. Đẹp lắm luôn nha mấy chị yêu. 53kg độ xuống mặt ok nha mọi người. Bán hàng dễ chịu ghê hả. Em chị dễ chịu với mấy chị nào dễ thương thôi mấy chị ơi. Còn những mấy chị nào mà thấy ghét là không có dễ chịu nổi đâu. Chị nào mà dễ thương thì em dễ chịu lại thôi. Rồi mọi mặt là màu xám hả. Màu xám này, màu hồng nè, màu đen nè, màu xám, màu hồng, màu đen nè, màu đỏ nha mọi người. Cái mà là xám đậm nha, xám đậm nè, màu đỏ nè ha. Rồi màu hồng nha mọi người nha. Màu đen đi nè, 80k nha mọi người. Rồi màu xám lợt nha mọi người nha, xám lợt đó, Mickey. Ai lấy set em mặc thì chốt em ha. Set này thun dày dặn lắm nha mấy chị yêu. Mà cái vải của nó dày dặn này, cái set quần nè, đỏ đẹp chưa. Set quần này nhìn cưng lắm. Bộ này 55kg hả, 55kg rồi không vừa quá. Hàng nào ơi, hàng nào 55kg, 1m65 hả. Em không nhắm được, 1m65 là em không thể nào em nhắm được hết trơn á. Có mấy chị hỏi 1m65, 55kg là em không nhắm được. Tại vì hả, 1m65 mà 55kg có chị mặc vừa, có chị mặc không vừa. Nên là em không có chắc chắn được. Bao nhiêu ký mặc vừa hả, set này 53kg độ xuống mặt ok ha. 80.000 một set nha mọi người. Set này phó dễ thương lắm, set này là nó nhái cái hàng mắc tiền của mình á. Cái set này là y hệt cái hàng mà mấy trăm ngàn luôn á mấy chị yêu. Nên là mấy chị mặc là người ta không biết mấy chị mặc hàng mấy trăm ngàn hay là hàng mấy chục ngàn đâu, em hứa luôn. Tại cái kiểu nó y hệt, không khác một chút xíu nữa. Nè, cái kiểu của nó y hệt luôn mọi người, nó không có khác một chút nữa nha mấy chị.
Đó, dễ thương lắm luôn nha mọi người nha. 80k. Rồi ai lấy comment giúp em ngọt. 53 kg thôi, set này tầm 53 kg thôi à. Ai lấy comment giúp em nha. Rồi, có chị nào lấy set này không? Set này dễ thương lắm mà không ai lấy giùm em hết trơn vậy. Set này đẹp lắm nè. Rồi, không ai lấy em qua mẫu nha. Không ai lấy qua mẫu nha mấy chị đẹp ơi. Qua mẫu nè. Ủa cái đầm này nó quăng xuống rồi ta. Cái này đầm này, đầm này còn đúng hai cái thôi là hết rồi. Đầm này cũng nhỏ nhỏ thôi, em đưa lên được không? Khỏi thử được không? Đầm body nè, đầm body này 53 kg độ xuống thôi nha. Em có màu vàng với lại màu hồng 55.000. Có ai lấy set đen mặt không mấy chị? Chị nào lấy set đen mặt không ạ? Đây đầm này có vàng với hồng nha. Ai lấy vàng comment vàng, ai lấy hồng comment hồng giúp em nha. Có đúng hai màu thôi. Vàng với hồng là hết ha. Chị muốn mua đầm body cơ. Body hả? Body bữa nay ít quá chị ơi. Body bữa nay ít quá à. À không phải ít mà nãy giờ tại vì em like hết rồi. Đây nè, màu vàng là màu bên mặt ha. Vàng với hồng hai màu. Ai lấy vàng chốt vàng, ai lấy hồng chốt hồng giùm em luôn ạ. À. Bộ dài tay có pyjama thôi được không? Có pyjama thôi. Thạch Thảo màu vàng ok chị nè. Qua hết rồi, nãy người ta lên đầm một đống luôn mà chị không có vô. Em nói ủa sao chị đâu mất tiêu rồi. Rồi em Thạch Thảo màu vàng rồi, hết vàng luôn rồi. Còn một cái hồng thôi nha mấy chị ơi. Còn một cái hồng thôi à. Mickey luôn nha, mà cái này nó trong nó có một cái. Cái này nè. Đây, nhìn giống như là mặc hai áo á. Đẹp lắm ha. Nhìn giống như là mình mặc hai áo vậy. Rồi em còn một cái màu hồng thôi nha mọi người. À lấy màu hồng, chốt màu hồng cho em nha. Em lên pyjama tay dài nha mọi người. Pyjama tay dài có chị nào lấy không? Em lên pyjama tay dài nha mọi người. Rồi ai lấy cái đầm em mặc thì chốt cho em màu hồng nha. Còn đúng một cái màu hồng đúng thôi là hết rồi. Đầm này tầm 53 kg độ xuống là ok ha mấy chị đẹp ha. Huệ Nguyễn ơi, chị lấy cái gì màu đen nhỉ? Xét màu đen đúng không Huệ Nguyễn? Huệ Nguyễn lấy xét đen ha. Xét đen 80k ha chị ơi. Đây xét đen mấy kia nè. Không, cái này hàng đầu mà không vừa đâu. Cái này hàng đầu mặc ngắn lắm. Cái pyjama tay dài hả? Pyjama tay dài thì hàng đầu vừa. Để lên cho coi nha. Để lên cho coi nè. À, cái này của Huệ Nguyễn nè. Huệ Nguyễn nè. Rồi. Ok chị ha. Rồi em còn cái đầm hồng nha mọi người. Cà phê sữa đá ơi em lấy cái gì vậy? Cà phê sữa đá ơi em lấy cái gì vậy em? Đầm hồng đúng không em ơi? Cà phê sữa đá nè em lấy đầm hồng đúng không? Đúng thì ok nên dùng tiện cái nha. Cà phê sữa đá nè. Cà phê sữa đá đâu rồi? Cà phê sữa đá ơi. Rồi qua mẫu nha. Cà phê sữa đá lấy cái đầm gì mặc màu hồng đúng không? Tay ngắn hả? Pyjama tay ngắn là đây này, pyjama tay ngắn đây. Tay ngắn có, tay dài chưa có. Giờ lên tay ngắn trước đi ha. Mình lấy cái đầm len body của chị. Mấy cái đầm len body của chị mặc đẹp. Đầm len body hả chị? Đầm len body hết rồi. Đầm hồng ok, cà phê sữa đá nè. Rồi em qua mẫu này nha. Cái này form này là 55 kg độ xuống là ok luôn nha mọi người. 80 một bộ ha. Pyjama lụa nha mọi người. Lụa tay ngắn nè. Hình thú dễ thương lắm nha mấy chị ơi. Mỗi hình là mỗi mỗi màu là mỗi hình khác nhau. Không có hình nào giống hình nào hết á. Đẹp lắm. Cái pyjama này tay ngắn thì 55 kg độ xuống là ok hết luôn nha mọi người. Đây nè, hơi bị ưng luôn. Đẹp lắm luôn nha mấy chị yêu. Mọi người, cái chiếc này chiếc phi lụa. Cái chiếc của nó mặc thích lắm mọi người. Nó không có giống như là cái phi bóng của mình bình thường ha. Cái chiếc này là phi lụa nha mấy chị nha. Còn cái hàng phi của mình nó có hai loại. Một cái là phi bóng bình thường thôi. Còn có một cái là phi lụa. Cái này là cái phi lụa nha mấy chị nha. Mấy chị nha. Đó, dễ thương chưa. Đây, 80.000 một bộ nha. Form này 55 kg độ xuống mà ok hết. Mọi mặt là màu hồng đây ạ. Đó, hình con chó dễ thương chưa. Mọi mặt là màu hồng nha. Em đọc màu đây. 80.000 một bộ thôi. Màu hồng là màu em mặc nha. 55 kg độ xuống là ok hết nha. Màu hồng này, màu vàng nè.
có ông xã em phụ kế bên này chị, có em với ông xã thôi chứ đâu có ai đâu. Rồi màu hồng là màu em mặc nha, 42 kg ok nha chị ơi. Màu hồng, màu vàng, này, màu xanh nha, màu xanh coban, màu này màu xanh ngọc nha mọi người, xanh ngọc. Rồi màu đen nè, cái này là màu xám hình khỉ đây ạ, à, màu xám nha mọi người. Rồi với màu đô nè, màu đô ha, màu đô nha mọi người nha. Rồi ai lấy comment giúp em đi ạ. À? Cái mẫu này thì 55 kg độ xuống mà ok luôn nha mấy chị yêu nha. Đó, ai lấy comment giúp em luôn nha mọi người. Màu em mặc là màu hồng ha. Phi lụa phi mềm lắm nha mấy chị ơi, 80.000 thôi à mọi người. 80k thôi mấy chị ơi, chị yêu nào lấy comment giúp em luôn nha. 80k, 55 kg độ xuống mà ok hết nha mọi người. Đó, pyjama rất là đẹp luôn, phi lụa ha. Chất cực kỳ ok luôn đây. Đó, đẹp lắm nè. Xinh lắm nha mấy chị ơi. Rồi ai lấy không ạ? À? Sao đóng mất tiêu hết trơn rồi. Tự nhiên cứ im lặng quá vậy mấy chị ơi. Màu em mặc là màu hồng nha. Rồi đọc màu lại lần nữa nha. Màu hồng này, màu vàng nè mọi người. Màu hồng, màu vàng này, màu xanh coban nha, xanh bít á. Xanh coban ha mọi người ha, xanh coban rồi màu xanh xanh ngọc ha. Xanh ngọc, xanh ngọc. Rồi màu đen nha mọi người nha, màu đen ha, màu đen nè. Rồi màu xám nha mọi người nha, màu xám nè. Rồi màu đô. Rồi ai lấy comment cho em nha. Đâu rồi mấy chế ơi, tự nhiên kêu lên pyjama chim ru à. Ai lấy comment giúp em nha mọi người nha. Chị nào lấy comment giúp em luôn, em mua mẫu đây. Có chị nào lấy pyjama em mặc không mấy chế ơi, có chế nào lấy pyjama em mặc không? Ai lấy pyjama em mặc thì comment giùm em pyjama em mặc nha mọi người. Em qua mẫu ha. Cái này qua đầm nè. Đầm này đầm lanh nha mọi người, đầm lanh ha. Chị bao nhiêu ký mà không vừa vậy Phan Ngọc Nhung? Chị bao nhiêu ký mà chị không vừa vậy chị? Rồi qua mẫu nha mọi người, đầm lanh đây ạ. À. Bao nhiêu bộ vậy? À, bao nhiêu một bộ hả? 80.000 một bộ, chị bị bích ly đổ thị ơi. 80k một bộ em mặc nha mấy chị nha. 80.000 thôi, đây đứng lên cho mấy chị coi lần nữa nè. Ai lấy được thì chốt giùm em nha mấy chị nha. Ai lấy được thì chốt giùm em đi ạ. À. 80k, 55 kg độ xuống là ok hết nha mọi người. Chị nào lấy comment giúp em ha mọi người ha. Xin gửi thôi nha, em qua mẫu đây ạ. À. Chị 58 kg luôn hả? 58 kg không vừa là đúng rồi. 58 kg là không vừa đâu. À hồi nãy chị mới nhắn tin em á đúng không? Không có đồ 60 kg chị ơi. Mới vừa thay ra mất tiêu luôn á. Để cho đọc màu lại cho qua lục bình coi nha. Đây nè, để đọc màu lại cho qua lục bình con nha, qua lục bình ơi. Nè màu đô nha, màu đô nè, màu xám nè, màu đen nè, xanh xanh lá nè, xanh lá ha. Rồi màu này là màu xanh bít ha, màu vàng, rồi màu hồng. Qua lục bình lấy màu gì thì cho em xin ha. Cho em xin cái màu nha, 46 kg mặc rộng không hả? Nói chung pyjama mà chị ơi, mặc ngủ mà thì mặc rộng rộng cũng không tới nổi đâu ha. Mặc rộng rộng mà cũng ok, nó không phải là rộng phùng phình đâu mọi người. Pyjama mà mấy chị. Rồi cái đầm em mặc là 53 kg độ xuống mà ok nè mọi người ơi, 50k một đầm thôi nha. 53 kg độ xuống mà ok, 50k một đầm thôi. Màu em mặc là màu hồng sen, rất là đẹp luôn. Màu em mặc là màu hồng sen nha mọi người, xinh lắm. Qua lục bình nó lấy màu gì thì chốt giùm em nha. Hả? Cái này là đầm. Cái này là đầm nha. Màu vàng chị nha, ok qua lục bình nè. Qua lục bình màu vàng nè. Cái pyjama hồi nãy là quần dài, tay ngắn quần dài. Pyjama hồi nãy là tay ngắn quần dài ha. Rồi màu em mặc là màu hồng nha mọi người. Màu hồng nè, em đọc màu lại nha. Cho chị một bộ màu vàng hả? Hết vàng rồi chị ơi, lấy màu hồng được không? Bích ly đổ thị hết vàng rồi. Hết vàng rồi chị ơi, hết vàng rồi chị Bích Ly Đỗ Thị ơi. Rồi đầm em mặc nha mọi người, 50.000 ha mọi người ha. Màu em mặc là màu hồng nè, màu rêu nè. Màu hồng, màu rêu, màu xanh ngọc ha. Màu dương. Đầm em mặc cho Minh Phan nè, rồi ok hết hồng luôn nha. Rồi em còn màu rêu nè, màu xanh ngọc ha. Rồi màu dương nè, màu hồng dâu nha mọi người nha. Rồi màu xám nè, với xanh chuối. Rồi ai lấy màu gì chút màu đó em đi ạ. Đẹp lắm, rất là xinh.
màu nào mặc lên cũng đẹp hết đó mấy chị, nhìn vậy hết, nhìn 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 như vậy thôi chứ mặc lên dễ thương lắm luôn nha mọi người nha. Này 50.000 thôi, đầm này màu rêu nè, đỏ xinh chưa, màu xanh cho Bích Ly Đỗ Thị nha. Ok chị nha, xanh này đúng không Bích Ly Đỗ Thị ơi? Bích Ly Đỗ Thị trên số điện thoại nha Bích Ly Đỗ Thị nha. Có xé chứ, đợi xíu đi lên xé cho coi luôn nè, cái nào mấy chị cũng hói hết á. Bích Ly Đỗ Thị xanh bích đúng không, trên số điện thoại nha Bích Ly Đỗ Thị nha. Thạch thảo màu dương nè, ok chị Thạch thảo nè. Thạch thảo màu dương nè, hết dương rồi, nương lên màu rêu nè, ok nè. Đồ đẹp mà nhỏ quá. Giảm cân đi chị ơi, giảm cân rồi mặc đồ em nha. Nương lên màu rêu nè, nương lên màu rêu nè, nương lê màu rêu pyjama hồng cho Diễm Lan Từ nè. Nương lê Diễm Lan Từ cho em số điện thoại chị đẹp ơi, Diễm Lan Từ nãy giờ mới thấy chị luôn á. Diễm Lan Từ cho em số điện thoại nè, Diễm Lan Từ cho em số điện thoại nha. Hả, cái này không có kèm buồn gì ơi, cái này đầm mà. Bích Ly Đỗ Thị xanh lục. Ok chị, Bích Ly Đỗ Thị xanh lục nè. Diễm Lan Từ trên số điện thoại đi. Thùy Dương trên hết đô rồi chị. Cái này là vải cho chị màu xanh có con hưu đấy em. Ok chị Bích Ly Đỗ Thị ha. Lấy màu hồng vô cho Hằng Nguyên nè. Cái này là vải như là, em không biết kêu bằng, vải như là nó hơi xô xô một xíu mọi người nha, mà cái chiếc vải mềm đó. Hằng Nguyên màu hồng dâu nè, Hằng Nguyên hồng dâu nè. Em chưa có cái nào vừa vậy. Bó tay luôn, bó tay luôn đây hả. Rồi màu rêu ha, màu rêu này em còn màu rêu, màu xanh ngọc, màu xám với màu chuối nha mọi người. Xanh ngọc rêu rêu ha, xanh ngọc xám chuối nha mọi người nha. Màu xanh ngọc, màu rêu, màu xám, màu chuối nè. Ai lấy màu gì comment giùm em màu đó đi ạ. Đây nè, đỏ đẹp chưa, màu xanh ngọc ha mọi người. Đây đẹp lắm luôn mấy chị ơi, còn đúng 4 màu thôi à. Ủa anh im số điện thoại của chị gì trời. Màu rêu, màu xanh ngọc, màu xám, màu chuối. Rồi em thử cái màu xanh ngọc cho mấy chị coi nha. Tầm này xong rồi em qua xét ha mấy chị yêu ơi. Cái này của Minh Phan nè. Cái này xanh ngọc nè mọi người, xanh ngọc đây nha mọi người nha. Xanh ngọc. Rồi màu nào cũng đẹp hết chị. Màu nào mặc lên cũng xinh hết. Đó cưng chưa, đẹp lắm luôn á mọi người ha. Xanh ngọc là màu em mặc rồi, ai lấy đầm em mặc nữa không, ai lấy thì chốt em nha, em qua mẫu. Cái đó cũng Minh Phan hay gì á không. Xanh ngọc ha, xanh ngọc rêu nè, xám với lại xanh chuối ha. Rồi qua xét nha mọi người, xanh ngọc rêu xám chuối ha, qua xét nha mọi người nha. Qua xét đây. Chị ơi có đầm body 2 dây nữa không? Mà đầm body 2 dây hết rồi người đẹp ơi, body 2 dây thì hết rồi. Sakavi xanh ngọc này, Sakavi cho lại số điện thoại nha Sakavi ơi. Sakavi cho em lại số điện thoại nha chị nha. Rồi lên xếp dây kéo nè, xếp thể thao dây kéo ha. Sakavi á. Sakavi cho em số điện thoại nè. Rồi sáng nay 85.000 nha mọi người ơi. Em có màu trắng ha, màu trắng, màu vàng, màu đỏ ba màu. Trắng, vàng, đỏ ba màu. Ai lấy trắng, vàng, đỏ comment trắng, vàng, đỏ em ha. Này trắng nè. Rồi 53kg độ xuống là ok nha mọi người nha. 53kg độ xuống là ok. Màu trắng, màu vàng, màu đỏ ba màu. Mọi mặc màu trắng, set này có túi đàng hoàng hẳn hoi nha mấy chị yêu nha. Rồi, màu trắng, màu vàng, màu đỏ ba màu ha. Quần dài áo ngắn tay có nha em ơi. Có, đợi chị xíu đi. Ok chị, trang nông ha.
Rồi em còn màu trắng này, màu đỏ với màu vàng, ba màu mấy chị ơi, trắng đỏ vàng ha. Bộ này chị không vừa đâu xíu nên lên bộ này cho coi, bộ tay ngắn đó mà chị vừa để chút xíu ha. Chút xíu lên bộ này cho coi nè. Rồi em còn trắng vàng hồng nè. Cái này á có thể là hàng đào vừa nhưng mà hả chị muốn thì chị mua thử về thử coi, chị mua một lần hàng của em về thử coi cái size của mình ra sao. Nếu mà chị mua một lần mà chị mặc ok là biết chị mặc sao là lần sau biết cái phân của chị rồi, tại vì chị mua mấy 65 nên là hơi khó. Lê Ngọc Hưng nè, hơi khó canh. Lê Ngọc Hưng màu đỏ nè, Lê Ngọc Hưng cho số điện thoại nha Lê Ngọc Hưng ơi. Lê Ngọc Hưng cho em số điện thoại nha. Rồi em còn màu trắng với màu vàng thôi nha, em còn trắng với vàng. Ai lấy trắng chốt trắng, ai lấy vàng chốt vàng em đi ạ. Trắng vàng 85.000 nha, dây kéo nha mọi người. Viền nè, đẹp lắm luôn nha mọi người. Viền trắng xanh đỏ nè. Một trắng một vàng thôi mấy chị ơi, một trắng một vàng thôi nha mấy chị ơi nha. Ai lấy comment giúp em luôn. Một trắng một vàng là hết, xinh lắm luôn mấy chị, 85.000 ha. Đỏ vàng đây rất là xuất sắc luôn. Siêu đẹp luôn nha, cái này là in mà in in sát vô trong luôn mấy chị ơi, chứ không phải là in sơn đâu nha mọi người. Rồi ai lấy comment em nha, màu trắng với là màu vàng nha mọi người. Đẹp lắm. Quá xuất sắc luôn. Có túi nha mấy chị nha, set này có túi 53 54 kg độ xuống là ok set này nha mọi người nha. Set này nó cái chiếc vải của nó co giãn nhiều nên là 53 54 kg độ xuống là ok. Rồi ai lấy comment giúp em luôn đi ạ. Trắng với vàng hai màu ha. Ai lấy chốt em luôn nha mọi người, em qua mẫu rồi, em qua mẫu luôn. Xếp lên tay ngắn nè, xếp lên tay ngắn đi ha, lên tay ngắn, lên tay ngắn. Cái này 85.000 chị Loan Huy ơi, 85.000 nha chị nha. Đây này Trang Quỳnh ơi, dễ thương lắm. 53 cái độ xuống là ok ha, cái này 53 54 cái độ xuống là ok hết nha mọi người. 85.000 một set nha mọi người nha. Hơi bị đẹp luôn, thanh trúc màu vàng ok nè. Và còn một bộ trắng thôi, không có màu đen chị ơi, không có màu đen, còn có mấy màu này thôi à. Thanh trúc vàng nè, rồi còn một màu trắng thôi nha mấy chị ơi, còn một màu trắng thôi. Chị yêu nào lấy chốt em màu trắng nha. Ai lấy màu trắng chốt em màu trắng luôn ạ. Màu trắng ha mọi người, xinh lắm luôn ha mấy chị ha. Chị nào coi đầm thì đợi em, đợi giùm em đi ha. Cuối giờ em lên cái đầm lẻ này cho mấy chị coi nè. Phan Thị Hải màu trắng luôn nè, Phan Thị Hải Yến cho số điện thoại luôn nha. Phan Thị Hải Yến trắng cho số điện thoại luôn nè chị ơi. Rồi xếp len nha mọi người nha. Xếp len này 70k ha, tay ngắn nè. Em có màu đen màu xám, màu đen màu xám với màu rêu ba màu. 55kg độ xuống là ok hết ha. Set này hàng đào vừa này hàng đào ơi. Đây cái này tay ngắn ra cũng len luôn mấy chị. Phan Thị Hải Yến cho số điện thoại nha. Đẹp quá, màu trắng thì chị không thích. Rồi Phan Thị Hải Yến cho số điện thoại nha. Rồi set đi mặt nè mọi người. Cái chữ này là theo nha mấy chị ơi, trên theo cũng dưới cũng theo luôn ha. Hồi mặt là màu xám. À mọi mặt là màu đen chứ lộn. Hết rồi Trang Quỳnh ơi, mặc bộ hồi nãy hết rồi, lấy một cái giùm em đi. Có nha chị Phan Thị Hải Yến ơi, rồi màu đen, màu xám với lại màu rêu nha mọi người nha, đen xám với rêu ba màu thôi, đen xám rêu 70.000 một set ha. Màu ấy mặc ok chị Lê Ngọc Hân này, hàng màu rêu nè, đen xám rêu ba màu. Lê Ngọc Hân màu ấy mặc nè. K thôi nha mọi người nha, 70k nè. Rồi thạch thảo màu đen là hết đen luôn, rồi còn xám với rêu thôi nha. Còn xám với rêu đây này, màu rêu nè. Phan Thị Hải Yến ơi cho số điện thoại trước đi Phan Thị Hải Yến. Có số điện thoại trước mới chốt được nha, không có số điện thoại là không chốt được đâu. Rồi em còn màu rêu với màu xám nha mấy chị ơi, rêu với xám. À có màu nâu nữa nè, có màu nâu nữa. À lấy nâu comment màu nâu ha, thạch thảo màu rêu ok chị nè. Rồi em còn màu đen, màu xám, màu nâu ba màu nha mọi người ơi, đen xám nâu ba màu. Hết rêu rồi chị Thùy Dương Trinh ơi, còn đen xám với nâu thôi à. Hết rêu rồi, còn đen xám nâu thôi mọi người. Rêu cho thạch thảo nè. Rồi, màu đen cho lạc lối nha. Rồi còn một xám, một nâu là hết nha. Một xám, một nâu là hết nha mọi người ơi. Màu rêu hết rồi, em còn một xám màu nâu thôi. Lạc lối có màu đen rồi nha. Em còn màu này là màu nâu nè, màu này màu xám nè mấy chị. Nâu với xám hai màu nha mọi người nha. 70.000 một set, 55kg độ xuống mà ok hết nha mọi người.
Rêu hết rồi mọi người ơi, em còn màu nâu với màu xám thôi. Đây nè, màu này là màu nâu nè mọi người. Nâu ha, nâu nhạt. Rồi màu này là màu xám đây ạ. Còn một set nâu, một set xám thôi là hết rồi ạ. Hãy thử nâu cho mấy chị coi nè. Lạc lối màu đen nè. Fan thì hãy ơi, cho số điện thoại nha chị ơi. Đen hết rồi, đen hết rồi. Còn màu nâu với màu xám rồi. Đây này màu nâu nè. Đây này nâu nè mọi người. Đó, nâu đẹp chưa? Màu nâu cũng đẹp lắm ha. Nâu với xám thôi, em còn một nâu một xám thôi là hết rồi. Thì em còn một nâu một xám thôi. Ai lấy nâu comment nâu, ai lấy xám comment xám cho em ha. Xám nâu hai màu nha mọi người. Xám nâu hai màu, ai lấy comment thì em luôn đi ạ. Rồi còn hai màu thôi nha mọi người nha. Chị nào lấy comment thì em luôn nha. Qua mẫu nha mọi người. Nam Nguyễn xám. Nam Nguyễn xám, ok Nam Nguyễn nha. Nam Nguyễn này Nam Nguyễn xấu không? Rồi em còn một nâu thôi nha, Nam Nguyễn sao á. Nam Nguyễn chị sao á. Rồi qua mẫu nha mọi người. Rồi lên đầm tiếp ha mọi người ơi, lên đầm yếm nha mấy chị ơi, lên đầm à, hơn cái đầm. Cái đầm treo này có chị nào lấy không? Cái đầm treo này nè. Đầm treo này có chế nào lấy không? Em lên cái đồng em treo trên đó ha. Bao nhiêu ký mặc được hả? Cái này là 54 ký, 55 ký độ xuống mặc ok luôn ha chị ơi. Em còn có một cái em mặc thôi. Em còn có đúng một cái em mặc thôi à. Mấy chị nào lấy đi chối giùm em nha. Rồi em lên xé nè. Em xếp đen là 85.000 ha. Em còn một bộ màu nâu. Ai lấy màu nâu chốt màu nâu em luôn đi ạ. Nè còn một bộ màu nâu thôi, ai lấy màu nâu chút màu nâu em đi nha. Rồi xếp đen nè, xếp đen này 54 ký độ xuống mặt ok luôn nha mọi người. 85.000 ha mười ha, 85.000 xếp đen này đây nha mấy chị ơi, xếp đen đây. Đen này có ha, là xếp đen. Rồi 85.000 ha, còn đúng hai bộ thôi là hết rồi mọi người. Đây xếp đen em mặc nè. Tám mươi lăm nghìn nha mọi người ơi, 54 ký độ xuống mặt ok luôn ha, mấy chị luôn ha. Đó đẹp lắm luôn, cực kỳ xinh luôn ha mọi người. Đẹp lắm luôn nha mọi người nha. Rồi ai lấy đen comment đi giùm em nha. Chị Hằng đâu ơi, xếp này chắc có lẽ chị mặc vừa này, cái này coi giãn nhiều á. Rồi ai lấy đen comment đen giùm em mọi người nha. Set đen 85k chiếc khung 3D nha mấy chị ha. Khung 3D còn đúng hai set thôi là hết rồi đó mấy chị ơi. Còn đúng hai set thôi là hết rồi mọi người. Ai lấy set đen comment em set đen ha. Set dây kéo màu đen nè, rất là dễ thương luôn nha mấy chị yêu nha. Vải đẹp lắm, mắc xích này cực kỳ dễ thương luôn mọi người. Ai lấy comment em luôn nha mọi người nha. Rất là đẹp. 55.000 thôi. Ấy lộn mà 85.000 thôi à. Hằng Nguyễn màu đen nữa cơ chị nè. Nguyễn 85 nè. Rồi em còn một cái màu đen nè. Ai lấy đen nữa không ạ? Còn một cái thôi nha. Em còn một cái màu đen thôi nha. Ai lấy màu đen chốt giùm em màu đen nha mọi người. Ủa Hằng Nguyễn này chưa được hả? Hằng Nguyễn cho em số điện thoại đi Hằng Nguyễn ơi. Hằng Nguyễn cho em số điện thoại nè. Em còn một bộ màu trắng hồi nãy nha. Chị nào lấy trắng chốt trắng giùm em đi ạ. Rồi đây nè quần nè. Màu đen. Thằng Nguyễn cho em số điện thoại đi Thằng Nguyễn ơi.
Hoàng Tuyên cho em số điện thoại luôn nè, đang bộ Hoàng Tuyên cho em số điện thoại luôn nha Hoàng Tuyên nha. Hoàng Tuyên cho em số điện thoại luôn chị ơi. Rồi em qua mẫu đây ạ. À. Quần này em còn hai cái L là hết nè, 140 một quần ha, lưng cao như kéo. Đây. Tao đưa lên cho mấy chị coi được không? Đây quần này ha mọi người ha, 140 một quần nha. Lưng cao như kéo nha mọi người, quần này hả 50 cái gì? Hằng Nguyễn cho em số điện thoại đi chị. Cho em số điện thoại đi em kiếm lại cái coi ha. Rồi quần này tầm 54 55 kg độ xuống mà ok luôn nha mấy chị yêu nha. À lấy quần chốt quần neo luôn đi à. Đẹp lắm nha mấy chị ơi. Cái này lên mẫu cho coi nè. Hoàng Tuyên với lại Hằng Nguyễn nè, hai chị cho em số điện thoại nha hai chị ơi. Hai chị cho em số điện thoại đi ạ. À. Rồi áo nha mọi người, áo này 52 cái độ xuống mặc ok ha. Áo này chị nào nhỏ người mặc ok nha mọi người, chắc này 51 cái độ xuống luôn á. Rồi quần thì 55 cái độ xuống mặc ok nha mọi người. Chị nào lấy quần thì chốt quần men ha. Quần này còn đúng hai cái thôi là hết rồi, 101 một quần, lưng cao dây kéo. Tầm 51 cái độ xuống là ok thôi mấy chị yêu ơi. Rồi mọi màu vàng nha, 50 nhiều áo nha, quần 101 nha, còn đúng hai cái L là hết rồi mấy chị. Còn đúng hai cái ha, size 55 cái độ xuống là ok ha. Đúng hai cái là hết. Áo em mặc có màu vàng nè. 50 kg độ xuống áo em mặc nha mọi người nha. Màu vàng, màu trắng, màu kem mọi người. Màu vàng, màu trắng, màu kem, màu đen. Vàng trắng kem đen với xám. Vàng trắng kem đen xám nha mọi người nha. Rồi 50 kg độ xuống rồi. À lấy áo comment áo giùm em ạ. À. Áo này form đây có nút ha, nhìn model cực kỳ luôn. Đó dễ thương lắm luôn nha mọi người. Không có sexy đâu, cái này là kiểu như vậy ha mấy chị yêu ha. Kiểu như vậy nha mọi người. Rồi anh lấy comment giúp em luôn ạ. À. Form đẹp. Rồi có chế nào lấy quần em mặc không? Ai lấy quần em mặc thì chốt giùm em quần đi nè. Quần em mặc nha. Ai lấy comment giùm em quần nha mọi người. Quần em mặc ha, quần lưng cao nha mọi người nha. Lưng cao, lưng cao. Áo em mặc có chị nào lấy không? Body hết rồi chị ơi, đầm body hết rồi, đâu còn đâu có đầm phông xè được không? Có phông xè hai dây này được không? Đầm phông xè hai dây được không? Body em hết rồi, à, body á hả? Body hả? Còn hàng lẻ thôi à? Còn hàng lẻ thôi, xíu nữa em lên hàng lẻ cho mấy chị coi. Có ai lấy quần không nè? Quần lẻ này có chị nào lấy không? Đây nè quần nè. Quần thì bao la luôn đó. Đây nè, quần leggings nè, quần thun mom nè, Như Nguyễn màu vàng nè, ok nè, Như Nguyễn màu vàng nè ha. Quần này 100 nghìn một quần nha mọi người, quần này quần như là giả da nè mấy chị ơi, quần này là giả da ha mấy chị ha. Quần này là quần thun mà giả da nha mọi người, 55 kg độ xuống mặt ok luôn á. À lấy quần đen em mặc thì comment em chữ quần đen luôn. Đây, quần này nó giống như là dạng thun nhưng mà nó bóng bóng á, nhìn giống như là da vậy đó mấy chị. Nó giả da ha, thực sự nhưng mà nó là thun nha mấy chị ơi. Form này, quần legging thun đẹp lắm, quần hàng Quảng Châu nha mấy chị nha. Nè. Mạc Quảng Châu đàng hoàng luôn, 100 nghìn một quần, còn đúng hai cái thôi à. 100k một quần, ai lấy quần chốt quần em luôn đi ạ. À. Form đẹp lắm. Có túi đàng hàng đàng hoàng hẳn hoi luôn. Đây nút nè. Nút này không bao giờ rớt đâu nha mấy chị ơi. Hàng này là hàng xịn đàng hoàng ha. Rồi đẹp lắm, 100 nghìn một quần thôi, ai lấy quần chốt quần em luôn nha. Quần đúng hai cái thôi là hết rồi nha, 100 nghìn một quần. Chế nào lấy quần chốt quần giùm em luôn đi ạ. À. 100 nghìn một cái, 100 nghìn một cái coi ha. Đây nè, em bên cái đầm này cho mấy chị coi nè. Đầm này 55 kg độ xuống mặt ok luôn á. Là quần 100k, lấy quần 100k này ok là Linh Nguyên nè. Linh Nguyên cho chị xin số điện thoại nha em ơi. Quần này đẹp lắm, còn có đúng hai cái thôi à, 100 nghìn mà mặc bao thoải mái luôn. Em mặc quần da vào chị xem hả? Quần này da đó chứ gì mà không vừa đâu chị Phan Ngọc Dung ơi. Linh Nguyên nè, cho chị xin số điện thoại đi em.
cho chị xin số điện thoại nha. Rồi em còn một cái quần da nha mọi người, em còn cái quần da ha mọi người ha, 46kg ok nha em ơi, 46kg ok, em còn một cái quần da nha mọi người nha. 65kg mà không vừa không được đâu chị ơi, quần này 55kg độ xuống thôi, em còn đúng một cái quần da này thôi, ai lấy quần da thì chốt em quần da luôn nha. Quần da hả em, đây nè chị ơi, nói là dạng quần thun á, nhưng mà nó giả da thôi chứ không phải nó là quần da đâu, quần thun mà giả da ha, nhìn nó giống như là quần da vậy đó mọi người. Đây mọi người ha, rất là đẹp luôn mấy chị đó, ai lấy comment giúp em luôn. Hôm qua em có đơn mà cho chị xin lại số điện thoại đi em ơi, ngày nào cũng như ngày đó, cho xin lại số điện thoại ha. Rồi em còn cái quần này thôi nha mọi người nha, ai lấy quần thì chốt em quần luôn nè, đẹp lắm, form đẹp lắm, bảo đảm đẹp, không đẹp là không lấy tiền mấy chị luôn ha, rất là xinh. Cái này của Duy Nguyễn nè, quần dài phát hồng, phát hồng cho số điện thoại đi chị ơi, phát hồng cho số điện thoại đi nè. Rồi đầm nha, đầm này 55.000 một đầm nha mọi người, 55kg độ xuống là ok hết luôn nè, em có màu xám với lại màu đen hai màu, 55.000 một đầm ha. Đây đẹp chưa, rất là xinh, form đầm này 55kg độ xuống là ok luôn ha. Phát hồng nè, phát hồng cho số điện thoại nha chị ơi, phát hồng trên số điện thoại đi chị, quần ha. Đây không có xếp nhung em ơi, phát hồng cho em số điện thoại nè, 100.000 thôi, cực kỳ đẹp luôn. Rồi ai lấy cái đầm em mặc không, đầm em mặc có màu xám với lại màu đen nha, đầm này phông xòe mấy chị ơi, xám với đen nè, đầm này em mặc còn rộng nữa, mấy chị về hả, mấy chị về bóp lại em xíu ha mọi người, 55.000 một đầm thôi. Đây nè, form lên cực kỳ đẹp luôn nha mọi người, có nhúng ở giữa ngực xíu ha mấy chị ha, đằng sau là có dây kéo giọt nước, cái này cái đầm này đằng sau có dây kéo luôn nha mọi người, đầm em mặc cho lên ngọc thân này ok nè. Áo này ngắn không hả, rồi rồi đợi một xíu hả, có áo lẻ dài chứ chị ơi, có áo lẻ dài đó, Lê Ngọc Hân đầm em mặc này 55.000 thôi nha mọi người. À, 55kg độ xuống mặt ok hết ha. Quần da thật em mấy nay nó không có hàng á chị ơi, mấy nay nó không có hàng, xưởng nó ra không thiệt quá chị. Rồi đầm em mặc có màu xám với là màu đen, ai lấy xám comment xám, phát hồng có cho số điện thoại không chị ơi, phát hồng có lấy không vậy, phát hồng này, phát hồng có lấy không chị ơi, cho em số điện thoại đi chị. Rồi đầm này em có màu xám màu đen thôi nha mọi người nha, xám đen hai màu nè, không có zoom chị, khát vọng cuộc sống ơi, không có zoom ha, không có zoom. Rồi ai lấy đầm em mặc đúng không, ai lấy đầm em mặc thì chốt em đầm em mặc đi nè. Rồi đầm beo nha, đầm beo này 55.000 luôn nè, ai lấy comment giúp em đầm beo nha mọi người. Đầm beo ha, 55kg độ xuống mặt vừa hết, beo beo 55.000 mặc lên rất là đẹp nha mấy chị ơi. Đây ha mọi người ha, dạng đầm sơ mi á mọi người. Đây cái này là dạng đầm sơ mi nè, màu phone đẹp lắm. Khi nào có quần da thật size 58kg chị lấy ha. Em không biết nó có size đó không nữa. Rồi ha mọi người ơi, đây ha mấy chị ha, cái này là cái gì ta? Đầm beo sơ mi nha mấy chị, von ha. Von dày nè. Rồi 55.000, ai lấy đầm beo chốt em đầm beo luôn, đầm sơ mi nè. Tay sơ mi đuôi cá mặc lên dễ thương lắm nha mấy chị, beo hả? Rồi ai lấy đầm beo chốt em đầm beo luôn nha mọi người. 55.000 đầm beo này nha mấy chị nha. 55kg bao mặc hết đầm beo này luôn nha mấy chị ơi. 55kg độ xuống mặt ok hết. 55.000 thôi, bao đẹp luôn. Ai lấy đầm beo chốt đầm beo em ha. Cái này là em bóc đại nha mấy chị ơi. Có cái nào thì mấy chị thích nha thì lấy giùm em nha mọi người. Bóc đại ha mấy chị luôn hả? Xét em còn một cái nè, ai lấy xếp đỏ chút xếp đỏ em đi à, xếp đỏ này 53kg độ xuống mặt ok nha mọi người, 85.000 xếp đỏ này luôn, xếp chữ F. Áo đỏ quần đen có logo nè,
đó, áo đỏ quần đen nha mọi người, rồi ai lấy xích đỏ chốt xích đỏ em nha, mấy chịu nha, 85.000 luôn. Còn một cái tính mấy chị 80 luôn đi, còn một cái tính mấy chị 80 luôn nè. Rồi còn một bộ ha mời ha, đỏ ha, còn một bộ 80k luôn nha mấy chị ơi, 80k màu đỏ, ai lấy đỏ chốt đỏ em luôn đi ạ. À, đỏ đỏ 80.000 nha mọi người nha. Này body nè, body này 55.000 ha. 55kg độ xuống mặt ok hết. Em vừa set không thằng nào, set nó không vừa đâu. Set vừa thì không chịu lấy. Nè đầm này nè, đầm này 55kg độ xuống mặt vừa, body bao dài luôn ha. Rồi 55k màu đô. À lấy màu đô chứ, màu đô em chết rồi hết pin. Đỏ 80k đó là em cũng vừa đâu em ơi. Quần đó có bo không chị? Quần đó có bo nha em ơi, Ngọc Nguyễn, quần đó có bo ha. Rồi màu đỏ này là body nè mấy chị ơi. Đây, bỏ này body ha, mặc lên phơm bao đẹp luôn. Đó, body nha mọi người nha, 55.000 một đầm đỏ này đây à. Ai lấy đỏ chốt đỏ em nha. Có hai cái túi chất đẹp lắm, có túi ngay đây nè mọi người, xinh lắm luôn nha mọi người. 55.000 một đầm đỏ body nè, đỏ đẹp lắm luôn nha mấy chị ơi. Đầm này mấy chị không lấy là tiếc lắm á, đầm này hôm bữa là hết rồi, không còn đâu mà tại gọi cái gì này gọi hoài không bắt máy nên nó bỏ ra thôi, chứ thực sự là nó không còn đâu. Rồi ai lấy màu đỏ chút màu đỏ em nha, 55.000 màu đỏ đó, tính lên body không chế là lấy hết, mà mặc lên là bảo đảm có người lấy liền. Đỏ đẹp lắm ha, em ở quận 11 nha Hiền luôn nha, em ở trong Sài Gòn lận. Rồi còn một cái thôi, cái này còn có một cái, một cái nha mấy chị ơi, chị nào lấy được thì lấy giùm em đi, em nói thiệt đó, còn đúng một cái, một cái thôi mấy chị ơi, mặc lên là nó mất thời gian dữ lắm. Em lấy sách đỏ ok Ngọc Nguyễn nè, Ngọc Nguyễn sách đỏ nè. Đầm em vừa đó em lấy không? Hàng đầu ơi, đầm em vừa đó em lấy không? Đẹp nhưng mình hơi có mặt bị dài. Sách đỏ 80k hết rồi. Rồi đây nè, đầm này thì không dài nè. Rồi đầm này em có màu đen với lại màu à. Đầm này 55.000, 55kg độ xuống mặt ok hết nha. Em có màu đen nè, màu xám nè, đây foamy hợp như vậy luôn, màu đen màu xám ha, với lại caro, màu đen màu xám với caro, ai lấy màu nào chốt giùm em màu đỏ đi ạ. À, đây đen với caro là một kiểu nè, đây ha, caro này với đen là một kiểu, còn màu xám là kiểu khác, quên. Rồi 55.000 một đầm, 55kg độ xuống mặt ok hết. Trời ơi xuất sắc lắm nha mấy chị ơi, xuất sắc cực kỳ luôn á. Đầm đỏ đó thằng gì, thằng đào lấy không, thằng đào nè, xám cho Lê Ngọc Hân nè, ok nè, Lê Ngọc Hân màu xám ha. Form đầm này là cực kỳ đẹp luôn á, Lê Ngọc Hân màu xám nè. Lê Ngọc Hân xám nè, Lê Ngọc Hân xám nè. Thùy Dương Trinh màu đen ok nè, bộ tay dài còn chị Thùy Dương Trinh màu đen nè. Thùy Dương Trinh này có đơn rồi phải không? Thùy Dương Trinh có đơn không? Thùy Dương Trinh cho em có điện thoại này chị ơi, Thùy Dương Trinh nãy giờ có đơn bên em chưa vậy? Hình như là nhớ là có rồi á, có rồi phải không? Thùy Dương Trinh màu đen nè. Hàng đào ơi, hàng đào lấy cái đỏ ha, chốt cho hàng đào cái đỏ nha. Hàng đào đó là hả, cái đầm đó là hàng đào mặc vừa luôn á, tại vì hàng đào cao á không sợ bị ngắn. Thằng nào đỏ này mà đầm này lên phong đẹp lắm, 55.000 thôi à. Thằng nào đỏ nè, rồi em còn cái màu nâu nha mọi người nha, em còn một cái màu nâu, ai lấy nâu chút nâu em đi ạ. À, nâu đẹp lắm, Burberry nâu nè. Rồi ok chị ha. Rồi cái này là màu xám nha mọi người, xám ha. Xám này 55.000 luôn, 55kg độ xuống mặt vừa luôn, tay ngắn. Cái này thì tay ngắn ha, form đẹp, 55kg độ xuống mặt vừa màu xám nè. Rồi ai lấy xám chốt xám, ai lấy nâu chốt nâu em đi ạ. À, xám với nâu hai màu nha mọi người nha, xám với nâu hai màu.
ai lấy xám cùng bên xám, ai lấy nâu cùng bên nâu em ha mọi người ha, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, rất là xinh luôn, xám nâu hai màu nha. Xám cho Lê Ngọc Hưng ok chị nè. Cái này nâu nè mọi người. Đó đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Mặc lên là bảo đảm đẹp liền. Diệp Lan từ màu nâu ok chị nè, rồi hết nâu luôn. Cái đó của Lê Ngọc Hưng xám á. Khác. Rồi Diệp Lan từ nâu luôn là hết nâu luôn rồi ha. Rồi cái này màu đen nè mọi người, đen này 53kg độ xuống thôi ha, 55.000 luôn màu đen. Rồi ai lấy đen chút đen em, đầm nơ màu đen 53kg độ xuống mà ok ha mọi người ha, đầm này bao đẹp luôn. Rồi đầm này đầm tiểu thư nè, màu đen nha mọi người, 55.000 màu đen nè, đầm này mặc đi tiệc được nè, trời ơi xuất sắc. Đó đen đen, ai lấy đen chút đen em nha, 55k ha mọi người ha, mon bao đẹp luôn. Nâu hết rồi Lê Suka ơi, nâu hết rồi, nâu này của có người lấy rồi, có mua đồ thì vô. Thạch thảo màu đen nữa ok chị nè, đang mặc hết rồi. Thạch thảo màu đen nè, thạch thảo màu đen nè, hết rồi mọi người ơi. Rồi cái này yếm nha mọi người, yếm màu đô ha mấy chị ha, yếm đô này, yếm này 55.000 luôn nè, màu đô yếm đô nha, yếm này 55kg độ xuống mà ok luôn. Yếm chế nào này, yếm comment em chữ yếm luôn à, yếm ha. Ủa này chốt cho ai vậy? Cái đen á. Ờ chốt rồi. Thạch thảo trước mà. Yếm đô đây nè. Rồi ai lấy yếm đô comment em yếm đô nha mọi người. Yếm đô 55k ha mấy chị ơi. 55k yếm đô ha. Rồi chế nó lấy yếm đô comment yếm đô em nè. Thạch thảo yếm đô luôn nè, ok nè. Thạch thảo yếm đô nè. Thạch thảo yếm đô luôn nè. Này gì? À này đầm phơm suông mọi người, đầm phơm suông này hả? Đây đẹp lắm luôn nha, 50.000 nha. Rồi màu đỏ, 55kg độ xuống mặt vừa màu đỏ, 50k. À lấy đỏ chốt đỏ em đi ạ, cô tông 100% màu đỏ nha mọi người. Mấy cái viền sọc ở trên đây nè, đều là may hết nha mấy chị ơi. Rồi màu đỏ ha, cô tông. Màu đỏ 50k, à lấy đỏ chốt đỏ em giùm em nè. Yếm đô hết rồi Kiều My ơi, rồi à lấy màu đỏ chốt màu đỏ em nha mọi người, 50.000 màu đỏ ha mấy chị ha. Phơm suông 55kg độ xuống mặt vừa màu đỏ 50k. Đỏ 50k nha. Đỏ 50k nè, ai lấy đỏ chốt đỏ em. Nè cái này body nè. Ai lấy cái này chốt body em nha mọi người, body tay dài. Đây 53kg độ xuống mặt ok. Ấy 55kg độ xuống mặt ok luôn, body đây ạ. À. Body màu xanh. Rồi ai lấy body chốt em body nha mọi người, 55.000 một đầm ha, 55kg độ xuống mặt vừa hết. Body body. Chế nó lấy body chốt body em nha. Em nghe nè chị ơi, nãy giờ chị chưa cho em số điện thoại Phan Thị Hải Yến. Phan Thị Hải Yến cho số điện thoại đi nè, thạch thảo màu đỏ luôn nè. Đây body tay dài này có chị nào lấy không? Thạch thảo á. Body tay dài đẹp lắm nè. Quần trắng nè. B1 body nè, ok nè. B1 cho em số điện thoại B1 ơi. Chốt rồi mà nãy giờ chưa người đẹp chưa cho số điện thoại. B1 cho em số điện thoại nè. B1 cho em số điện thoại nha chị ơi, B1. Rồi đầm này ha mấy chị ha, đầm này 50k luôn, 53kg độ xuống mà ok, màu hồng đuôi cá hồng 50k. 50k đuôi cá hồng, 55kg độ ế 53kg độ xuống mà ok ha, rồi màu hồng đuôi cá nè. Đó, chất thun đẹp ha. Rồi ai lấy hồng chốt hồng em 50.000 màu hồng luôn nha mấy chị ơi. 50k màu hồng luôn à, đẹp lắm ha mấy chị ha. Hồng 50k. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em luôn mọi người, hồng 50k. Hồng 50k mọi người, việt hà màu hồng này ok nè. Việt hà màu hồng nè. Việt hà hồng 50k nè. Cái đó màu mặc không được. Việt hà có đơn rồi mà. Đây ha, rồi cái này nha mọi người hả? Việt hà. Việt hà cho em lại số điện thoại chị ơi, bấm cho em số điện thoại. Kara chưa? Nên lại có đơn rồi mà.
Rồi đầm này nha mấy chơi, đầm này 55kg độ xuống mặt vừa luôn nè. 55.000 luôn nha mọi người. Rêu. Ai đầm rêu chốt đầm rêu em 55.000 luôn. Đây rêu co giãn từng nha mấy chị ơi, 55.000 một đầm rêu này luôn nha mấy chị ơi, đầm rêu nè. Em chốt trước mà sao kỳ vậy? Em coi bên máy của em mấy chị ơi, nãy giờ chị nào có trước là em đưa trước à, chứ không phải là em thấy trước mà em không comment không không đưa đâu nha mọi người, nó là yên tâm ha, em coi theo máy của em thôi mọi người ơi. Đây rồi, ai lấy rêu chốt rêu em nè. Rêu này 55.000 nha, đầm từng to đẹp. 55 độ xuống mà ok hết. Chị nói đầm rêu cùng bên đầm rêu em ha. Xinh lắm luôn nha mọi người ơi. Có đầm nào mặc bầu mặc được không ạ? Cái này bầu mặc được nè. Cái màu đô này, cái màu nâu này của cái gì Lan Tử đúng không? Nhà thử rêu cho mấy chị coi nè. Đầm rêu hả? Đầm rêu cho Kiều My nè, ok nè, Kiều My đầm rêu luôn nè. Rồi Kiều My đầm rêu luôn ha, rồi qua mẫu luôn nha. Kiều My đầm rêu. Áo thun đen. Thun đen là nào chị ơi? Thun đen là nào? Giờ hỏi không biết là cái nào nữa. Rồi đầm này 50k luôn ha, 55kg xuống mặt vừa màu hồng. Đây mít kim hồng 50k, 55kg xuống mặt ok luôn nè. 50k hồng nha mọi người nha, 55kg xuống mặt ok ha. Đầm có đen không? Không có đen chị ơi. Rồi đầm em mặc là đầm phun suông nè, 50k ha. Phun suông 50k hồng. Rồi hồng cho Mỹ Lai luôn ok chị nè. Rồi bộ đùi nha mấy chị ơi, bộ đùi này 50kg độ xuống ha mọi người ha. Bộ đùi này 50kg độ xuống 45.000 nha. 50kg độ xuống em có màu đỏ màu hồng. Màu đỏ màu hồng nè, đỏ hồng nè. Đùi nha mọi người, đùi ha. Đỏ hồng 50kg độ xuống thôi. Ai lấy đỏ comment đỏ, ai lấy hồng comment hồng giúp em à. Đỏ với hồng hai màu nha mọi người nha. Cái này là cổ vuông đẹp lắm luôn, đầm hồng chị mặc ok Kiều My nè. Đây ha mọi người, đó xinh lắm nha. Bộ này chắc tầm 50kg độ xuống nha mấy chị ơi, 50kg, 51kg độ xuống là ok. Bộ này 45.000 một bộ thôi. Đùi nha, đùi em có màu đỏ nè, màu hồng nè, 45.000 nha. Màu đỏ, màu hồng, như là hình như màu xanh thì phải. À màu đỏ với màu hồng thôi, đỏ với hồng thôi à, dễ thương lắm luôn á. À lấy đùi không, đùi đỏ với hồng nha mọi người nha. Đùi đỏ hồng. Rồi cái này là màu xanh lửng nha mấy chị ơi, xanh lửng ha. Xanh lửng này 55.000 nha. 55.000 bộ xanh lửng này nha mọi người, 54kg độ xuống mặt ok luôn. Đây lửng nha. Đó, 55.000 một bộ nè. 54kg độ xuống mặt ok luôn, màu xanh nha mọi người, xanh lửng ha. Cái này caro lửng nè mấy chị ơi, lửng lửng. Rồi ai lấy bộ lửng chốt giùm em bộ lửng luôn. Cái này tầm 54kg độ xuống thôi mà ok luôn á bộ này. 54kg độ xuống mặt ok bộ này luôn. Ai lấy bộ lửng này không à? Dễ thương cực kỳ nha mọi người. Siêu đẹp luôn mấy chị, rất là xinh. Rồi ai lấy lửng chốt lửng em nè, xanh lửng cho Tuyền Quỳnh nè, ok nè, xanh lửng cho Tuyền Quỳnh nè, hết lửng rồi, hết lửng rồi. Em còn đùi thôi à, có chị mấy đùi không? Đùi đó 45.000 á, Tuyền Quỳnh 55.000 nè. Đậm hồng hết rồi, theo xinh rồi, qua mẫu nè. Xanh lẫn hết rồi. Rồi áo này nha mấy chú ơi, áo này nè, áo này nhúng một bên nha, 50.000 nha. Tầm 53kg độ xuống mà ok, em có hai màu xám với lại rêu. Xám rêu hai màu nha mọi người, xám rêu hai màu ha. Ai lấy thì comment em. Đây áo này 55kg độ xuống là ok luôn. Của 55 hay 53? 53kg thôi. 53kg thôi ha. Màu rêu thì 53kg ha, còn màu xám thì 55kg vừa luôn nè. Đây, xám này ha, đâu rồi? Rút một bên nha mấy chị ơi, rút một bên.
đó, xinh lắm luôn nha mọi người. Đây đẹp lắm ha. Rồi em có màu xám với màu rêu 50.000 nha mọi người. Xám 55 kg vừa, rêu 53 kg vừa ha. Ai lấy xám chốt xám, ai lấy rêu chốt rêu em luôn ạ. 50.000 một áo thôi. Trời mặc lên đẹp lắm nha mấy chị. Mặc rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Đẹp lắm. Ai lấy comment em hai cái áo này luôn nha. Rồi bộ lửng đen nè mọi người, đen nè, bộ lửng này 55 kg độ xuống mà ok nè. Bộ lửng đen nha, 55.000 luôn. Ai lấy lửng đen thì chốt cho em chữ lửng đen luôn. Lửng đen 55.000 ha mấy chị ha. Đó, caro giống như hồi nãy luôn nhưng mà cái này là tay cánh tiên. Nè, nhúng trên đây. Rồi, 55 kg độ xuống mà ok, lửng đen. Lửng đen nha mọi người nha, 55.000 à, quá rẻ luôn á bộ này. Ai lấy bộ lửng đen chốt cho em chữ lửng đen nè. Lửng đen, lửng đen mọi người ơi, lửng đen ha mọi người ha. Lửng đen, lửng đen có chiêu nào lấy không? Lửng cho anh Kiều nè, anh Kiều chấm số điện thoại, anh Kiều ơi, anh Kiều chấm số điện thoại nha. Anh Kiều nè, anh Kiều chấm số điện thoại lại nha. Rồi xếp này xám nha mấy chị ơi, 75.000 ha mọi người ha. Xếp xám 75.000 đây ạ. 53 kg độ xuống mà ok, màu xám. Xám có túi đàng hoàng nha, 53 kg độ xuống mà ok, 75.000 luôn mọi người. Đây nè, viền đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Viền đẹp lắm, bo phía dưới nè. Rồi 75k xếp xám, ai lấy xám chốt xám em, 75.000 xếp xám nha mọi người ơi. Này em chốt chị đầm hồng rồi đó nha. Đầm hồng nào dạ, đầm hồng em mặc á hả? Ủa này có chốt cho Mỹ Lai màu hồng em mặc không? À dạ đúng rồi, Mỹ Lai đầm hồng em mặc ha. Đầm em mặc nè. Phan Thị Hải Yến xám này ok nè. Phan Thị Hải Yến màu xám nè. Anh Kiều cho rồi kìa. Phan Thị Hải Yến màu xám nè. Không, cái này không có đen em ơi, không có đen. Phan Thị Hải Yến màu xám nè. Xếp len đó, len nè. Xếp len này 55 kg độ xuống mà ok luôn nha mọi người. Còn một cái ha. Rồi đây nè. Rồi 55.000 xếp này luôn nha. Màu trắng nha mọi người. Len 55 kg độ xuống mặt vừa, 55.000 xếp len này luôn nha mấy chị ơi. Len len 55k. Rồi ai lấy len chút lên em nha. Len trắng nha mọi người. Có túi đàng hoàng luôn nha mấy chị ơi. 55k nha mọi người nha. Màu trắng. Rồi ai lấy xếp len trắng, chốt xếp len trắng em. Xếp này 55 kg độ xuống mặt ok hết. Dày lắm nha mấy chị ơi. Không mỏng đâu mấy chị. Dày lắm luôn á. 55k. Rồi ai lấy xếp len chốt em chịu xếp len luôn. 55.000. Trắng ha. Trắng trắng 55.000 nè. 55.000 màu trắng nè. Đẹp lắm. Đây xếp này có vàng với đỏ nè mọi người. 75.000 nha ha. Vàng với đô. Đô vàng 75.000. Giống như xếp hồi nãy luôn á. Nhưng mà cái này nó là ngôi sao. Đây ha, tầm 52-53 kg độ xứng mặt ok nha. Có túi luôn nha mấy chị. Rồi em có màu đô với màu vàng nha. Ai lấy đô chốt đô, ai lấy vàng chốt vàng giùm em ạ. 75.000 một set ha mọi người. Rất là xinh ha. Đây nè, hai viền sọc hai bên nha. Chạy hai viền sọc nè. Đó đẹp lắm nha mọi người. Rồi màu đô với màu vàng, ai lấy đô với vàng nữa không? Đô vàng hai màu thôi nha mấy chị. Nè. Đó 75k set ngôi sao đẹp lắm. 52 kg độ xuống mặt ok ha. 52-53 kg độ xuống mặt ok nha mọi người. Em có màu đô với màu vàng nha mọi người. Xếp ngôi sao. Xếp ngôi sao màu đô với màu vàng hai màu thôi nha mấy chị nha. Đô vàng hai màu. Ai lấy đô chốt đô, ai lấy vàng chốt vàng giùm em ạ. Đô cho Bùi Hồng Nghi nè, ok nè. Rồi còn vàng thôi nha. Bùi Hồng Nghi nè, 75.000 nè. Rồi còn một cái màu vàng ha. Em không vừa hàng đầu ơi, không vừa xếp lên màu trắng nãy em vừa đó. Rồi em còn một cái màu vàng nha mọi người. Em còn một set màu vàng, ai lấy vàng chút vàng giùm em nè. Còn set vàng thôi ha. Rồi yếm nha mọi người. Set ngôi sao đô ok Bùi Hồng Nghi rồi nha. Rồi yếm này nha mọi người. Yếm này 60.000. Ai? Bộ này có đơn mà. Có. Bùi Hồng Nghi này có đơn phải không? Bùi Hồng Nghi này có đơn mà. Đây ha, cái này set yếm nha mọi người. Đây này set yếm nè.
Set yếm này 60k nha mấy chị ơi, 60k 55 kg bao mặt hết. Cái này có một cái yếm váy ha, có một cái cộng dây nịt, nó nịt chính giữa nha mấy chị ơi. Đây 60k. Em có màu xám với là màu xanh. Nè. Đây. Đó, có một cái nè. Có một cộng dây nịt gàng giữa em nha mọi người, 60k một set ha. 55 kg độ xuống mặt ok hết nè, xám nè, lạc lối xám nè, ok nè, có xám với xanh nha mọi người nha. Nè màu xanh này ạ, màu xanh là cái áo màu màu đen, màu xà màu đen nha. Set yếm cho lạc lối nè. Lạc lối yếm nè. Lạc lối yếm nè. Lan suka yếm nè, ok nè. Rồi còn một cái màu màu xanh nha mọi người nha. Còn một set màu xanh. Còn một set xanh, anh lấy set xanh cho set xanh nghe nha. Yếm xanh á. Yếm xám hết rồi, còn yếm xanh thôi, Lan Suka có đơn luôn á. Có đơn không? Yếm xám hết rồi Bùi Hồng Nghi ơi, còn yếm xanh thôi à. Nè để vô yếm xanh lên cho chị coi nè. Yếm xanh nè. Đây yếm xanh ha, yếm xanh 65 nghìn, ơi 60 nghìn ha. Yếm xanh, cái yếm này em vừa nè em ơi, yếm này em vừa nè, 60 nghìn ha. Rồi 55 kg độ xuống mà ok, cái nào 55 kg độ xuống là em mặc vừa, thằng nào. Rồi xanh, ủa đâu rồi. Xanh nè, 60k, ai lấy xanh không? Xanh là áo màu đen ha. Xanh là áo màu đen. Đó, ai lấy xanh chốt xanh thì em đi 60 nghìn luôn. Rồi màu xanh nha, còn đúng một cái màu xanh thôi nha mọi người. Rồi ai lấy màu xanh chút em màu xanh nha mọi người nha, màu xanh ha. Rồi đầm body này 55 nghìn luôn nè, 55 kg độ xuống mặt vừa. Đây nha mọi người, 55 nghìn nha mọi người, 55 kg độ xuống mặt vừa ha mấy chị yêu ha, màu xám. Rồi ai lấy xám chốt xám em nè, cái này là thắt gút một bên nha mấy chị yêu nha, thắt gút một bên dễ thương lắm luôn, mặc lên form đẹp lắm á. Rồi 55.000 màu xám, ai lấy xám chốt xám giùm em luôn ạ. 55k màu xám nha mọi người. Rất là xinh nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Đẹp lắm luôn á nha mọi người. Cái này của Mỹ Lai. Đây nè. Đó đẹp chưa, 55k thôi nha mọi người nha. Rồi nha mọi người, ai lấy xám chốt xám cho em nha mọi người nha. Xám đẹp lắm, cái này thắt cũng một bên nè. Đó tùy mấy chị thắt thôi, thích thắt cỡ nào thì thắt ha. Rồi có ai lấy gì nữa không? Không ai lấy em tắt like nha mọi người ơi. Có chị nào lấy gì nữa không ạ? Rồi hết mấy cái này nữa rồi nghỉ đi ha mấy chị ơi. Rồi đầm này đầm phơm suông nha mọi người. Đầm này 55 kg độ xuống mặt vừa này, 55.000 ha. 55.000, 55 kg độ xuống mặt vừa. Em có màu đô với là màu xanh. Đô với xanh hai màu. Ai lấy đô comment đô, ai lấy xanh comment xanh giúp em ạ. À. Đô với xanh hai màu nha mọi người. Đô xanh ha. Đẹp cực kỳ luôn, cô to 100%. Nè, nó đẹp chưa? À, em không có thời gian á chị ơi, em không có thời gian á chị Diễm Lan Từ ơi, nãy giờ đưa quần lên mà sao lạc lối không thích hả, quần lưng cao á. Rồi ai lấy đi, ai lấy đô cầm bên đô, ai lấy xanh cầm bên xanh giùm em này, 55.000 ha. Phơm này phơm suông nha mọi người, đồng phơm suông nè. Rồi ai lấy đô chốt đô, ai lấy xanh chốt xanh giùm em nha mọi người. Đó siêu đẹp luôn, 55.000 một đầm ha. Đây những cái viền trên đây là may hết nha mấy chị yêu nha, may hết. Cô tông 100% luôn nha mọi người. Rồi đô với xanh nha mọi người ơi, đô với xanh nha. Đầm ôm hả, đầm ôm là cái mặt đây. Đầm ôm là cái mặt này, đầm ôm hết rồi chị ơi, đầm ôm hết rồi. Hồ vàng xám là cái mặt đúng không? Ok hồ vàng nè. Rồi đầm này đầm cam nha, cam nè. Đầm này đầm cam 55.000 nha mọi người, 55 kg độ xuống mặt vừa màu cam. Đây tay dài luôn nha mấy chị nha. Rồi tay dài hết xích lửng rồi, màu cam nha mọi người. Ai lấy cam chốt cam mình em nha mọi người, 55.000 màu cam nha mấy chị nha, màu cam 55k màu cam. Đó chị nào chưa bấm theo dõi nick Facebook của em thì nhớ bấm theo dõi nick Facebook giùm em nha mọi người. Nick Facebook của em á nha mấy chị yêu nha.
Rồi cam 55.000. Rồi có chị nào lấy cam nữa không? Cam 55.000. Rồi cái này 2 dây nè. Đầm màu đỏ cho Na Nguyễn nha, ok nè. Đầm màu đô cho Na Nguyễn nè. Na Nguyễn đô nè. Phô tông nha, đầm đó đẹp lắm á, 55.000 thôi, bao rẻ luôn. Rồi đầm 2 dây nha, cái này 50k một đầm thôi nha mọi người. 50k một đầm thôi ha mấy chị Hoa, ok Thùy Dương Trinh, ok Hằng Ly nè. Rồi 55 cái độ xuống mặt ok hết 2 dây ha. Đấy đầm mà mặt dễ thương lắm nha mọi người. Em có màu vàng với lại màu đỏ. Vàng đỏ hai màu. Ai lấy vàng chốt vàng, ai lấy đỏ chốt đỏ, em 50.000 một đầm thôi nha mấy chị yêu ơi. 50k một đầm. 55 cái độ xuống mặt ok hết. Rồi vàng đỏ, vàng đỏ có chị nào lấy không à? Cái này nè. Cái này mặc lên dễ thương lắm nha mấy chị. Mặc lên rất là dễ thương lắm. Vàng với đỏ hai màu thôi nha, 50.000. 50.000 vàng đỏ nha mấy chị nha. Vàng đỏ 50k thôi. Rất là xuất sắc. 50k một đầm thôi, màu vàng với màu đỏ hai màu nha. Mình lấy đỏ cho Hồng Phạm. Hồng Phạm bây giờ có đơn gì không? Hồng Phạm cho em số điện thoại đi Hồng Phạm ơi, Hồng Phạm nè. Hồng Phạm cho em số điện thoại này nha. Hồng Phạm cho em số điện thoại rồi ai lấy vàng không ạ? Ai lấy vàng chốt vàng em đi nha mọi người. Ai lấy màu vàng chốt giùm em màu vàng luôn mọi người ơi, màu vàng, màu vàng. Rồi. Thôi nghỉ đi nha mấy chị ơi, tối quá rồi. Nghỉ nha mấy chị ơi, Hồng Phạm cho em số điện thoại đi nè chị ơi, Hồng Phạm cho em số điện thoại chị. Ngày xếp lẫn nè. Rồi hai xếp này nữa rồi nghỉ luôn nha. Rồi xếp này 55.000 nha, 53 cái độ xuống mặt ok. Màu rêu. Ai lấy rêu chốt rêu em nè, lẫn lẫn. 55.000, 53 cái độ xuống mặt ok nha, màu rêu nha mọi người, 55.000 thôi xếp lẫn này. 55k, 53 cái độ xuống mặt ok, màu rêu ha, cô tông nha mọi người. Chốt đẹp lắm á, cô tông nha mọi người nha, 55.000 thôi à. Ai lấy rêu chốt rêu em đi ạ, à. Rêu rêu nè. Hồi nãy ai hỏi xếp lẫn nè. Chốt em xếp lẫn này luôn đi ha. Ok Tuyền Quỳnh ha. Rồi ai lấy rêu chốt rêu em nha mọi người. Đây ha, xếp lẫn nè. Ai lấy xếp lẫn chốt xếp lẫn cho em nha mọi người ơi. Xếp lẫn, xếp lẫn. Rồi xếp lính này nha mấy chị ơi. Xếp lính này, xếp lính này 53 cái độ xuống ok, 75.000 luôn. Ủa, à 75.000 luôn đi. Rồi xếp lính 75k luôn nha mọi người. Ai lấy lính thì chốt lính giùm em nha. Còn đúng một set một duy nhất luôn, 53 cái độ xuống ok, xếp lính. Lính nha mọi người. Lính nè, Hồ Hoàng có lấy xếp lẫn đó không Hồ Hoàng? Hồ Hoàng nãy nói xếp lẫn này, có lấy xếp lẫn đó không? Lấy thêm chốt luôn cho. Rồi, ai lấy lính này không mấy chị ơi, lính nha, 75.000 nha mọi người nha. Quần có bo phía dưới luôn nè. Lính màu đẹp lắm, có 75.000 thôi à. Đó, siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Hồng Phạm, Hồng Phạm lính này ok nè. Hồng Phạm lính này thoa nguyên rêu, rồi xong. Thoa nguyên màu rêu nè. Thoa nguyên này có đơn rồi phải không ta? Hoa nguyên rêu nè. Hồng Phạm lính nè. Hồng Phạm lính nè. Rồi xong. Thôi tắt đi nha mọi người, tối quá rồi. Tối rồi nè. Cái này của Hồng Phạm nè. Mấy chị nhớ bấm theo dõi cái Facebook của em nha mấy chị ơi. Để mà em có like mấy chị biết vô xem ha. Rồi tắt like nha mọi người, tối quá rồi mấy chị ơi, tắt like đi ha. Rồi chúc mấy chị ngủ ngon nha. Chị nào mà có đơn bên em thì nhớ giữ điện thoại để em cảm xác nhận đơn hàng nha mọi người ơi. Chúc mấy chị ngủ ngon nha.